được rồi đó. Nó chưa báo, nó chưa báo. Chết mẹ tao lên cái này quá. Cái từng ra là báo rồi đó. Đó, từng rồi đó. Ok, ok, rõ chị ơi. Rõ chưa? Rõ. Sáng sân khấu chưa? Loa. Chào tất cả các chị yêu nhé, chào chị Nguyễn Thị Kiều Vân. Chào tất cả các chị yêu mới vào nha. Ê, cái này chị bị tuột mẹ rồi đó. Chị tuột cái dây cắm này ra mẹ rồi, đi siêu cắm được. Chị ơi, cần thêm điện thoại đây không? Có, từ. Tí nữa em chỉ cần bỏ điện thoại của em lên đây chị coi được. Để chị coi chị đói không, ấy, ừ kẹp đấy, là được. Nhưng mà mày bỏ cái tiếng của mày nhỏ đi. Bỏ tiếng nhỏ đi, tiếng nhỏ hay cỡ đi. Chào các chị yêu mới vào nha, các chị yêu ơi, các tình yêu ơi, hôm nay em sẽ live vào buổi trưa ha. Trưa nay hàng về nhiều, em sẽ lên buổi trưa nay và buổi tối nay đó các chị nhá. Ngày nay em sẽ live 2K. Chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay đầm đẹp mới về nha. Chào chị Tuyết Nguyễn nha, chào tất cả các chị yêu, chào chị Nguyễn Thắm nha. Chào chị Thanh Thủy, chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay mình lại gặp nhau vào buổi trưa nay rồi. Đầm đẹp mới về rất nhiều. Chị nào mà nhanh tay đè chân thì chọn được những cái đầm đẹp nha, ưng ý. Chị nào mà chậm tay thì hết tiếp nhá. Để em chia sẻ cái. Các chị yêu ơi, giúp em chia sẻ bài nhá. Chào tất cả các chị yêu nhá. Chị Nguyễn Thị Kiều Vân, chị mới nhận được đầm nhung đẹp lắm. Em cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị nhiều. Đầm nhung thì nhà em cũng ít khi làm lắm, nhưng mà làm nó cực á, tại vì phải giặt, phải ủi rồi phải lăn lông, nó cực lắm, nhưng mà cũng làm hết sức mình có thể để đem đến một cái sự mà uy tín nhất cho các chị, hài lòng nhất cho các chị. Rất là mong các chị ủng hộ em nhiệt tình nha. Chào chị Nguyễn Nga, chào tất cả các chị yêu nha. Hôm nay thì hàng về nhiều, đầm pin siêu phẩm về nhiều, em sẽ tranh thủ live buổi trưa và buổi tối thì sẽ live bên Nhật, buổi trưa sẽ live bên Hàn nhé. Rồi, các chị yêu ơi, chúc em chia sẻ bài nha, để mọi người vào đông đủ tí. Vào đông đủ tí nhá, hôm nay đầm đẹp về nhiều lắm. Đầm đẹp về rất nhiều mà không đông đủ các chị thì buồn ha. Ôi, đầm đẹp về nhiều quá. Trời ơi, con hoa nhí đẹp quá. Hoa nhí phong Âu đẹp quá. Để em... chào chị Hà Lê, mình cũng mới nhận hàng, đẹp quá. Trời ơi, cảm ơn các chị. Nhiều khi làm việc cực nhọc lắm, bao nhiêu tâm huyết mình bỏ vào cái đầm có 50.000, 70.000 hay là 100.000 hay 150.000 mà được các chị đón nhận một cách rất là trân trọng và hài lòng là em mừng lắm. Cảm ơn các chị yêu nha, động lực cho nhà em. Cảm ơn các chị. Em cảm ơn chị Luyến Dương nha. Cảm ơn chị Viên Thắm, cảm ơn các chị rất yêu rất nhiều nha. Rồi để em chia sẻ bài lên một cái nha, rồi bắt đầu cho các chị vào đông đông nhỉ. Hàng về nhiều đẹp mà, em bán có bán rẻ mà. Nhưng em đợt này bán lấy lộc thôi, đâu có. Đợt này nhà em bán phải nói là bán rẻ hết cỡ luôn á. Mà các chị thấy tụi em bán con đầm 100.000 rồi, tụi em còn miễn ship nữa. Thì tụi em còn cái gì ăn nữa đúng không? Không còn cái gì ăn nữa đâu. Cho nên là rất là mong các chị giúp em chia sẻ bài bàn tay tí ha. Đấy, để em chia sẻ cho xong cái. Phải nhắn tin vậy nữa. Hôm nay trên em mưa to quá. Nhưng mà được cái là em ở trong shop mà shop này nó rộng ấy, nó kín á, cũng đỡ nghe tiếng mưa, chứ mưa lớn lắm. Không có. Nếu mà bên chút Nhật mà nghe chắc không nghe tiếng ngói luôn á. Rồi chào các chị yêu mới vào nha.
Ôi rồi em vào kịp. Xương lồng xanh nối rồi ơi. Ôi rồi ơi vào kịp mừng quá. Xương lồng xanh hả? Ôi rồi ơi. Các tình yêu ơi nhìn nha. Đây là eo chun co giãn. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. 100.000. 100.000 một con nha. Ok. Cái mẫu này. Mẫu này để em kiểm tra. Mẫu này có một cái thôi nhá. Có một cái thôi. Eo từ 65 đến 90. Vinform Âu như vậy này. 100.000 lên cho em mã mở hàng nha. Chị nào nhanh tay lẹ chân lên giúp em mã mở hàng nha. Chào các chị yêu với vào nha. Chào các chị yêu, chào chị Lê Hường, chào tất cả các chị yêu nha. Chào tất cả các tình yêu mới vào nha. Mã mở hàng giùm em nhé. Mở hàng 100.000 giùm em nhé. Eo từ 65 đến 90 Vinform Âu nhé. Các chị nhận hàng không hài lòng em cho trả lại nhá. Cho trả tiền luôn nhá. Em trả tiền là các chị đủ 100.000 không thiếu một xu nào ha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa giùm em. Chất von rất là rũ và không có nhăn. Chất von siêu rũ và không nhăn nhá. Nên cho em mã mở hàng nhá. Các chị ơi, giúp em chia sẻ bài mạnh tay nha. Chia sẻ bài mạnh tay lên nha. Chờ các chị vào đông đông một tí rồi bắt đầu là mình kiếm nha. Eo từ 65 đến 90 giùm em nha. Lên cho em mã mở hàng nha. Mở hàng 100.000. Loa các tình yêu ơi, chấm chấm bài em cái. Chấm chấm bài nhá. Chấm bài giùm em ha. Chấm bài. Chào chị, tất cả các chị yêu nha. Chào tất cả các chị yêu mới vào các chị yêu ơi. Chào chị Lê Mỹ Lệ hả? Chào chị Lê Mỹ Lệ. Chào tất cả các chị yêu nha. Chào tất cả các chị yêu nha. Loa. Hôm nay đầm về nhiều lắm các chị nhá. Đầm đẹp về rất là nhiều. Đầm đẹp về rất nhiều luôn á. Trời ơi con này đẹp quá. Trời ơi con này phong, cái phong Âu đẹp quá. Chào các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Dạ chị Thiên Bình ơi, hôm nay đầm đẹp quá. Cái đầm mới về đẹp lắm chị ơi. 100.000 cho ai đây? 100.000 cho chị nào đây? Chị Lê Mỹ Lệ. Mã mở hàng cho chị Lê Mỹ Lệ 100.000. Cảm ơn chị yêu đã mở hàng cho em nha. Rồi bây giờ tiếp tục nào. Eo của con này là bao nhiêu? Eo từ 65 đến 90 nha. Ngực là trên 100, 106, 108. Các chị mặc được hết cho em. Các chị nhìn này. Eo chun co giãn. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Size S, size M, size L, XL bơi vào đây hết cho em nha. 100.000 lên em mã số 1. Mã số 1 này 100.000. 100.000 lên mã 1 cho em nhé. Cái quỷ này nó đứng một chỗ được không? 100.000 lên mã 1 cho em các chị nhé. Mã 1 100.000 ha. Mẹ bốc sư thôi. Đây 100.000 lên cho em mã 1 nhé. Mã 1. Loa chấm chấm bài giùm em nhá. Chấm bài giùm em cho nó. Các comment nó chạy nhanh nhanh các chị nhá. Nó chạy để nó không bị đơ á. Rồi các chị yêu ơi, mã 1 giùm em 100.000 nhá. Đây là một cái dòng Vinform Âu von rũ không có nhăn. Nhìn nha các chị nha. Chất von rũ không nhăn nha. Cực kỳ đẹp như vậy. Eo của nó từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên em mã 1 nhá. Mã 1 100.000 này. Mã số 1 100.000. Mã số 2. Mã số 2 cho em này. Cái này thổ cẩm nha. Cái này màu của nó là màu thổ cẩm các chị nhá. Chất von rũ không có nhăn. Cổ sơ mi nha. Cổ sơ mi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nha. Đó. Cái này lên em mã số 2. Chào chị Nguyễn Trang nha. 100.000 một cái. Số 2 cho chị Thiên Bình. Số 2 cho em 100.000 nha. Đẹp lắm. Trời ơi em bán rẻ lắm các chị ơi. Và ủng hộ em chia sẻ bài nha. Số 2 cho chị Thiên Bình một cái này. 100.000 này. Rồi chào chị Mai Trần. Chào tất cả các chị yêu nha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nha. Lên cho em mã số 2. Chất von rũ không có nhăn nha. Số 2 giùm em. Mã số 2 đẹp quá. Con này đẹp quê đó. Chị nào chưa có thì lên mã 2 giùm em nha. Mã số 2. Ê cái mạng nó đứng. Rồi mã số 2 cho chị Loan Lê. Số 2 cho chị Loan Lê một cái này. Đọc đi con. Số 2 cho chị Đào Chanh. Chị Đào Chanh một cái nữa này. Đẹp lắm, có 100.000 một cái thôi. Thảo
Thảo Lan Nguyễn. Chị Thảo Lan Nguyễn một cái số 2 100 ngàn nữa này. Đẹp lắm nhá các chị nhá. Chị nào khách mới nhận hàng mà không hài lòng em trả tiền cho các chị luôn, không mất phí nhá. Các chị nào khách mới inbox cho em số điện thoại địa chỉ luôn nhá. Chị Thảo Lan Nguyễn có chưa? Chị Thảo Lan Nguyễn có chưa? Dạ có rồi. Ok. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Mã số 2 100 ngàn một cái nhá. 100 ngàn một cái này. Mã số 2. Chị nào mới vào chưa có thì cái mã này. Cô đây còn mã này. Cái này lên em mã số 3 nhá. Số 3 giùm em hoa nhí cực đỉnh nha. Số 2 còn không? Số 2 cho chị Phạm Thị Hương. Chị Phạm Thị Hương số 2 này. Đây. Con này eo 65-90, chất von rũ không nhăn nhá. Vinform Âu như vậy nhá. Đẹp, rất là đẹp như vậy. Cái này lên em mã số 3 nhá. Mã số 3 này. Mã số 3 cho em 100 ngàn. Chào chị Hà Lê, chào tất cả các chị yêu nha. Chào tất cả các chị yêu mới vào nha các chị yêu ơi. Mã số 3 giùm em nhá, đẹp quá. Trời ơi, con đầm đẹp quá trời, 100 ngàn nhanh tay các chị ơi. Nhanh tay chia sẻ bài giùm em các chị yêu ơi. Eo từ 65-90 nhá, lên em mã số 3. Em nói số ký mặc vừa. Số ký rồi em phải nói chiều cao á. Các chị có biết là cái vòng eo của mình nó nằm ngay cái vòng rốn này không? Cao hay thấp thì không quan trọng không các chị. Em nói số ký là em phải đọc chiều cao đó. Mã số 3. Cho nên các chị cứ đúng số đo của em mặc vừa, em bán vừa vừa nha. Còn chị nào mà mua theo số ký thì không chắc ăn thì đừng chốt nha. Rồi số 3 cho ai đây? Số 3 cho chị Lan Lê. Chị Lan Lê này. Số 3 giùm em nha, số 3 100 ngàn. Eo từ 65 đến 90 thì các chị cứ căn đó mà mình trong phạm vi đó thì cứ chốt thôi. Chun eo nó chạy ra chạy vào như vậy này. Chun eo của nó, eo tới đâu thì chun nó ra tới đấy. Chứ còn số ký làm gì nữa à? Số ký rồi làm sao rồi, bắt công lại chiều cao bao nhiêu nữa à? Rồi bây giờ cái bà kia 60 ký, bà cao mét 6. Cái bụng bà có bao nhiêu? Bụng bà có 50, có 78 đi. Rồi bà kia cũng 60 ký, bà mét rưỡi. Bụng bà tới 90 rồi sao nhé? Rồi em đọc sao? 60 ký, bụng 90 rồi bụng 80 à? Đùa. Rồi tiếp tục cho em số 3 nha. Số 3. Chị bồng xuống bắt đầu kêu đi kêu bà đi kêu các tình yêu và ủng hộ đúng không? Cái này là gì đấy? Uống được không? Mấy đứa này uống được không? Dạ để có em mới nãy em rót cho chị. Nhưng mà cho chị cái khăn á, lấy cái này đầy đó nó chảy nước đó, cho chị cái khăn á. Cho chị cái khăn bỏ đây. Mai mốt cái này là phải đi theo cái khăn rồi. Đấy thấy chưa? Đó, để luôn đi. Rồi tiếp tục nào, số 3, số 4 nha, cái này số 4 giùm em. Eo từ 65 đến 90 là mang bừa, lên cho em mã số 4 nhá. 100 ngàn một cái miễn ship tận giường ha. 100 ngàn một cái miễn ship tận giường luôn. 100 ngàn một cái, các chị ơi vào đông đông em lên siêu phẩm nha. Hôm nay có rất là nhiều siêu phẩm đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, 100 ngàn một cái, lên em mã số 4 này. Hôm nay thấy lãnh lương khoái quá chị. Dạ đúng rồi, nhà em lãnh lương một lần nhiều lắm, đông nhân viên ấy. Đông nhân viên lãnh lương một lần nhìn khoái nhưng mà em hơi buồn. Em hơi nhẹ túi, hơi buồn. Đây, lên cho em mã số 4 nha. Mã số 4 cho em 100 ngàn. Bây giờ thì có cái dòng này dòng gì đây ta, siêu phẩm mà. Siêu phẩm 150 ngàn một cái. Siêu phẩm 100. À cái con này mã số 5, con này cột nơ nha. Con này có hai con cột nơ này. Chị nào thích cột nơ thì có cột nơ nhá. Hồi nãy là cổ sơ mi đúng không? Vâng. Cổ sơ mi bây giờ có hai con cột nơ nhá. Eo từ 65 đến 90, 100 ngàn lên em mã số 5. Số 5 cột nơ nha. số 5 cột nơ này. Số 5 cho chị nào đây? Chị Trường Phạm một con này. Đẹp lắm các chị nhá. Có 100 ngàn một cái mà nó đẹp này nè. Cầm nó rất là lạng ra. Chị Vũ Thục Hoa một cái hết này. Và bây giờ em sẽ sang hàng siêu phẩm nhá. Siêu phẩm 150 ngàn một cái. Siêu phẩm 150 ngàn một cái các chị nhá, mà nó đẹp kinh khủng luôn á. Siêu phẩm 150. À đây còn con này 100 ngàn đây. 100 ngàn con này, mã số 6 nha. Mã số 6 100 ngàn một cái. Yêu hình nó von rũ nặng tay nha. Von rũ nặng tay. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Vinform Âu nha, 100 ngàn. Lên cho em mã số 6 cột nơ nhá. Cột nơ cổ như vậy. Mã số 6 cột nơ giùm em. Mã số 6 nha. Mã số 6 này. Trời ơi đẹp quá. Mã số 7 này. Bán cho cái mã này không có bán 100 ngàn được đâu. Nhưng mà đầu like bán cho các chị 100 ngàn. Để các chị giúp em chia sẻ bài mạnh tay nhé.
Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 7 này. Mã số 7 100 ngàn này. Trời ơi đẹp quá à. Vin Phong Âu các chị nhắn nó rũ, rất là rũ luôn. Mã số 7 cho em nhé, 100 ngàn cho chị nào đây. Mã số 7 cho chị Trường Phạm. Chị Trường Phạm một con này. Mã số 7 cho chị Phúc Lâm. Chị Phúc Lâm một con này. Mã số 7 chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang một con này. Mã số 7 chị Phượng Hồng. Chị Phượng Hồng một con này. Mã số 7 chị Si Tuyển. Chị Si Tuyển một con này. Ê từ từ nha, con lấy con cổ Sumi, con này cổ đây đây, chị Si Tuyển này. Rồi, tiếp tục. Mã số 7 chị Hà Lê. Chị Hà Lê một con này. Đó. Ở đây có hai con cổ cột nơ nhé. Số 7 chị Phương Nguyễn. Chị Phương Nguyễn này. Còn một con số 7 nữa nha. Số 7 chị Nguyễn Hằng. Chị Nguyễn Hằng là em hết này. Em còn một con hai con cột nơ. Mật khẩu là gì? Cột nơ là số 8, 1983. Cái này là cột nơ nhá. Lên em mã 8 nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. 100 ngàn ha, cột nơ cho chị Trường Phạm một con nơ này. Đó. Chị Phương Hồng dạ. Chiều chị lấy chị dạ ok chị ơi ok chị số 8 chị Hà Lê hả? Dạ. Rồi chị Hà Lê hết này. Và bây giờ em sẽ qua số 9 nhá. Số 9 thì bây giờ là cái này là giá của nó là 150.000 siêu phẩm nhá. Để em coi còn cái nào 100 không? Đây đây cái này còn 100 đây. 100 còn nha, cái này còn một cái nha. Eo từ 65 đến 90 cột nơ mã số 9 cho em còn một cái thôi nha. Một cái số 9 thôi nhá các chị. 100.000 có một cái số 9 thôi nha. Đó, số 9 cho em 100 ngàn này. Số 9. Số 9 cho chị Trường Phạm này. Số 9 này, hết rồi. Số 9. Và bây giờ là số mấy đây? Và bây giờ là 150 ngàn, con sửa giá đi con. 150 ngàn, cái này là hàng VIP nha. Bây giờ em sẽ lên hàng VIP nha, hàng 150 ngàn một cái. Nó đẹp lắm các chị ơi, em nói 150 ngàn các chị nhận về không nghĩ là 150 ngàn đâu. Cột nơ cổ nhá, chất von không nhăn, các chị nhìn này siêu phẩm này. Nó đẹp như vậy này. Chất von không nhăn một tí nào, Vinform Âu nhá. Các chị nhìn thấy con đầm nó phê không? Vin cầm nó nặng trĩu như vậy này. Vinform Âu cho em, eo từ 65 đến 90 là mang vừa. 150 ngàn một con, lên cho em mã 1. Mã số 1, 150 ngàn nha. Ê ơi đẹp lắm các chị ơi. Em nói là nghiền luôn, hôm nay là nghiền luôn á. Hàng mới về xong ha. Hàng mới về sốt sột ha. Mã số 1 cho em 150 ngàn một con này. Cái này nó không có nhiều ha. Phong Âu mặc đẹp lắm. Số 1 cho chị nào đây? 150 ngàn cho chị Võ. Con kia chị Võ Thu Thảo này. Số 1 này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa hết các chị nhá. 150 ngàn một con ha. Hàng siêu phẩm nhá. Và bây giờ sẽ là mã số 2. Số 2. Số 1 này. Số 1 cho chị Hoàng Như Hoa. Chị Hoàng Như Hoa một con số 1 này 150 ngàn này. Bây giờ sẽ đến con thứ 2 nha. Mấy con này có tiền. Con này 180 một con. Thôi có 2 con thôi. Cái này các chị ơi, cái này đắt tiền nha. 270, 290 một con đây này. Yes. Hôm nay là em phải bán với cái giá 180 một con lận á. Nhưng mà thôi có 2 con thôi, không có nhiều nhá. Em bán 150, chị đọc nhanh tay thì được nhá. Eo từ 65 đến 90. Lên cho em mã số 11, 150 ngàn. Cái này là rất là đắt tiền ha. Cái dòng này rất đắt tiền. Eo từ 65 đến 90 nhá. Cái này lên cho em mã số bao nhiêu rồi con? Mã số mấy nhỉ? Mã số 2. Chị vừa đọc số mấy? Cái kia số 1. Má vừa đọc số 11 hả? Má đọc số 11 thì được chốt 11 cho người ta con. Má 11 giùm em nhé. Em đọc 11, chốt 11 giùm em nhé. 11, 2 con thôi nhé. 11 cho chị Gia Hoàng. Chị Gia Hoàng một con 150 này. 11 cho ai nữa này? Chị Xuân Anh hết này. Rồi bây giờ sẽ đến cái mã nào đây? Đây, trời ơi các chị ơi, đẹp ngất ngây. Sao mà đẹp như thế này nhờ? Mẫu này mẫu mới nhá. Nhìn này, các chị nhìn con nó nặng tay này. Nhìn này, nhìn đã không? Trời ơi, eo từ 65 đến 90. Cái von nó, các chị nhìn là có tì vết gì đâu. Không một tì vết nào á, các chị thấy không? Nó đẹp vậy đó. 150 ngàn lên cho em mã số 3 đi. Mã số 3 đi. Số 3 nha. Cho chị Trường Phạm con này được không? Trường Phạm này. Mã số 3 giùm em nha, mã số 3. Con kia bỏ đi. Cái chị bấm trên con. Số 3 chị Mộc Xuân. Chị Mộc Xuân một con này. Chị Trường Phạm một con rồi ai nữa này. Đẹp lắm nha. Số 3 chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang một con này. Số 3 chị Si Tuyển.
chị sẽ tuyển một con này, ngưng nha, ngưng nha, ngưng nha. Chị sẽ tuyển một con này, để bán con cái này là cái gì? Ở đây còn, đây còn. Số 3 còn nha. Chị Đào Tranh một con này, yêu ơi đẹp quá. Số 3 chị Hà Lê. Chị Hà Lê, các chị nhìn thấy đẹp không? Các chị biết là giá xỉ 200 mấy một con á, em bán có 150 thôi. Rồi chị Hà Lê này, rồi số 3 còn này, chị nào chưa có? Số 3 chị Thanh Châu. Chị Thanh Châu này, ôi đẹp quá, nặng tay luôn á. Mà nó mịn mà nó đã lắm, nhìn này. Nhức cái nách luôn á chị. Số 3 chị Thanh Trung. Chị Thanh Trung 150 này. Số 3 hai con chị Xương Đồng Xanh. Chị em Xương Đồng Xanh hai con này, kẹp vô này, kẹp 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 vô này. Rồi còn có một con thôi nha, còn một con nữa thôi đây này. Đẹp quá. Thêm 3 là chị Trường Phạm. Chị Trường Phạm con 3 này. Rồi số 3 em hết, bây giờ qua số 4 này. Trời ơi các chị ơi, ngất ngây đi, ngất đi, ngất đi. Mấy cái dòng này đắt tiền á. Mấy dòng này đắt tiền. Mà em bán, đọc quên đây. Đây. Trời ơi con này nó con nó nặng. Cái von nó nặng, trời ơi nó đã. Các chị nhìn này, cái von mà nó mịn mà nó nặng rũ này. Các chị nhìn này, nó nặng rũ rồi này. Cái này cổ sơ mi nha. Eo từ 65 đến 90 là bán vừa, lên em mã số 4. Trời ơi đã quá à, cầm con đầm sướng lắm. Các chị biết là cầm con đầm của nhà em á, các chị nhìn này. Các chị nhìn cái chun eo của nhà em này, nó đẹp nó đều không? Mặc sướng lắm nhá, không như hàng người ta đâu nhá. Cái này lên mã 4 cho em nhé, 150 ngàn mã 4. Số 4. À, số 4 đây. Số 4 cho chị Gia Hoàng. Chị Gia Hoàng một con này, tiếp này. Chị Lê Mỹ Lệ. Chị Lê Mỹ Lệ một con này. Chị Hà Yến. Chị Hà Yến một con này. Chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn một con này. Đẹp quá. Chị Linh Lê. Chị Linh Lê một con này, 150 ngàn này. Đây. Còn hai con nữa thôi nha, chị nào nhanh tay còn chậm tay hết nha. Nhanh tay còn chậm tay hết. Chất von bao phê nha, nhìn này. Chất von rất là rũ nặng nha. Cực kỳ rũ nặng. Sướng lắm. Rồi, đã đọc tiếp nào rồi con. Chị Thanh Nguyễn chưa? Chị Thanh Nguyễn rồi. Chị Linh Lê à? Chị Thanh Phạm chưa? Thanh Phạm. Chị Thanh Phạm này, số 4 này. Rồi chị nào nữa? Chị Thúy Nguyễn này. Thấy không? Rồi, chị Thúy Nguyễn này. Số 4 hết này. Và bây giờ sẽ là mã số 5 nhá. Số 5, chị nào chưa có mã này lên số 5 cho em nhá. Cái này là một cái con rũ, thật là rũ mà nặng tay như vậy này. Đã lắm. Cái này lên cho em mã số 5 nhá. Eo từ 65 đến 90. Eo từ 65 đến 90 là bán vừa, 150 ngàn. Lên em mã số 5. Mã số 5 của em ha. Nó rũ như vậy này. Yêu nó đẹp quá. Mã số 5 150 ngàn. À, chào các chị yêu mới vào nha. Chào em Thanh Lê, chào tất cả các chị yêu nha. Nước của chị rồi. Đây, một con hoa hồng nha. Một con hoa hồng. Số 5 trai đây. Mấy đứa này chốt đơn kiểu gì vậy? Số 5 cho chị. Số 5 cho chị nào đây? Đây, số 5 đây. Em ơi, cái nào ai khách mới em báo nha. Báo cho người ta, báo về biết không bé? Dạ. Rồi, tiếp tục nào. Đây là eo từ 65 đến 90 nhá. Trời ơi, con này con hoa hồng rũ, cực rũ luôn. Chất con cực kỳ xịn luôn. Này, các chị nhìn này, cổ sơ mi này. Mà các chị nhìn này, hoa hồng nó đẹp rồi này. Mê. Hoa hồng đẹp như vậy đó, 150 một con nhá. Các chị nhìn em để trên người này. Nó đẹp như vậy này. Đó. Số 6. À, lên cho em mã số 6 nha. Số 6 cho chị Trường Phạm. Số 6 chị Trường Phạm một con này. Số 6 giùm em nha. Số 6 cho chị Trường Phạm một con nha. Đẹp quá, 150 ngàn tha hồ chốt các chị ạ. 150, 150, 150. Số 6 cho ai đây? Chị Hà Lê. Hà Lê. Đây, số 6 đây tình yêu ơi. Không đẹp là không lấy tiền nha. Chị Thanh Nguyễn này. Nhắn con bé kia mà nhắn tin cho chị đẹp chu vào. Rồi, cho chị Quỳnh Nga nữa. Tiếp tục nha, chị nào chưa có số 6 thì lên số 6 nha. Không tôi hết uổng lắm. Các chị ơi lên một lần số thôi. Lên nhiều lần số quá là máy nó chạy đơn ra nhiều lắm nha. Số 6 nha chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang một con này có 150 một con thôi. Các chị mặc tẹt ga giùm em. Em nói thật các chị 150 một con. Các chị một ngày thay 2-3 cái cho nó sướng cuộc đời. Cuộc đời có là mấy. Thanh xuân như một tách trà. Ngoảnh đi ngoảnh lại hết bà nó thanh xuân. Già mẹ rồi mặc gì nữa đúng không. Mặc đi mặc đi. Chúc Phương bán. Số 6 cho chị Hải Yến. Đây chị Hải Yến. Chúc Phương bán rẻ mà. Miễn ship tận giường mặc đi. Số 6 cho chị Si Tuyển. Chị Si Tuyển số 6 này 150 miễn ship tận giường. Chị Bé Sinh. Ôi em chào chị Bé Sinh nha. Hôm nay em nhiều hàng quá. Em like buổi trưa đây chị ơi. Đó. Hôm nay em like buổi trưa đây. Nhiều hàng về đẹp quá. Chị không nổi nha. Chị nào chưa có số 6 thì lên số 6 giùm em nha.
số 6, số 6 các chị yêu ơi. Càng tiếng mà vẫn nhoi ấy. Số 7 nha. Số 7, số 7. Phiên bản giới hạn. Kê xin, cái này đẹp bạn dã man mà phiên bản được có 2 cái này trời. Một cái con hoa rơi hoa ơ cho em, cột nơ cổ nhá. Các chị nhìn này. Nhìn này nó như một nữ hoàng vậy nè. Chất von không có nhăn một tí nào nhá. Không nhăn một tí nào. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, 150.000 lên em mã số 7 nhá. Số 7 chị Lê Mỹ Lệ. Chị Lê Mỹ Lệ một cái này, còn một cái nữa thôi con. Chị Hải Yến. Chị Hải Yến một cái hết này, có hai chị thôi nhá. Rồi tiếp tục này, mã số 8 này. Trời ơi em nói nó không đẹp em không lấy tiền các chị. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chất von các chị nhìn đi. Đã không? Em nói là nó nhức hết nách con bà Bách. Nó đẹp nhức nách con bà Bách nha. 150.000 lên em mã số 8, 65kg vừa hết nha. À 65kg vừa hết các chị yêu. Chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn một con này, đẹp lắm. Chị Si Tuyển. Chị Si Tuyển một con này. À phiên bản giới hạn nha, nhanh tay còn chậm tay hết đấy. Nó đẹp lắm. Đây. Số 8 cho chị Loan Lê. Chị Loan Lê một con số 8 này, còn một con nữa thôi nha. Số 8 chị Hồng Huỳnh. Chị Hồng Huỳnh là hết này. Chị Hồng Huỳnh là em hết số 8 nha. Cưng quá, con đầm rất là rũ và nặng tay như vậy ha các chị. Và bây giờ là con số 9. Số 9 này nó có con à trời. Hoa rơi, à hai con, cột nơ nha. Cái này nó có được hai con. Các chị nhìn này. Nó đẹp như vậy là các chị. Form Âu, Vin Form Âu. Tùng xòe rộng rồi này. Trời ơi chất von nghiên luôn nhá. 150 ngàn em miễn ship tận giường. Lên em mã số 9. Mã số 9 giùm em nhá. Mã số 9 giùm em 150 ngàn ha. Mã số 9. Và bây giờ là mã số 10. Đẹp quá, đẹp quá. Mã số 10 giùm em. Mã số 10, yêu ơi đẹp dã man tàn bạo. Màu rêu à, để lại số 7 cho bạn à, nhé. Ủa là sao? Bạn khác nhé. Số 7, các chị ơi chốt chắc nha. Chốt mà xả ra là em mất duyên đấy. Tại hàng mới về, tội nghiệp em nha. Lấy cái con của chị Hải Yến vừa chốt đấy, đưa ra. Đấy nè à, số 7 ấy. Đó, số 7. Rồi, số 10 cho em ừ, số, 10. Số 10, số 10 nha, trả đơn số 10. Phương Nguyễn. Số 10, từ từ mà đã coi cho bao nhiêu con cổn. Ủa, đây số 10 đây. Số 10 cho chị Phương Nguyễn một con này. Số 10 cho chị Nguyễn Linh. Chị Nguyễn Linh một con này. Tiếp này, con này. Cho chị Phụng Tiên. Cho chị Phụng Tiên một con số 10 này. Màu xanh rêu nhá. Số 10 còn nhá. Cho chị Yên Hạnh. Chị Jenny Hạnh một con này còn này. Chị Phúc Lâm. Chị Phúc Lâm một con còn này. Đẹp quá. Chị Linh. Chị Linh còn này. Chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang này. Từ từ nha. Chị Nguyễn Trang một con này. Rồi còn được mấy con đây. Còn được 3 con nữa nha. Chị Khuyên Thái Bình một con này. 150 này. Còn được 2 con nữa nhá. 150 ngàn một con. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. 150 ngàn một con ha. Số 10 còn. Chị Khánh Phạm một con này. Và còn một con nữa thôi nha. Còn một con cuối cùng này. Một con cuối cùng là hết nha. Chị Loan Lê là hết này. Và bây giờ em sẽ còn cái mẫu này là cột nơ nhá. Chị nào thích cột nơ thì nó là cột nơ nhá. Đẹp lắm. Nói chung là cái dòng con rũ mà. Nó là màu rêu. Nhìn này các chị gì này. Cột nơ cho em nhá. Eo từ 65 đến 90. 150 ngàn lên cho em mã số 11 hả? 11 hả con? Dạ. Mã số 11. Mã số 11 cho em 150 ngàn màu rêu nhá. Cột nơ cổ các chị nhá, cái nãy là cổ sơ mi, còn bây giờ cột nơ nhá. Đó. Vải von các chị có nhìn thấy vải von nó rũ như vậy không? Vin von đó các chị, vải von nó rũ vậy này, nó không có nhăn như vậy này. Nó không có nhăn gì hết nha, mặc rất là mát nha. Mặc lúc nào cũng được hết trơn á. Cái này lên mã 11 cho em nhá, 150 ngàn, mã 11 này. Mã 11. Và bây giờ là mã 12. Mã số 12. Số 12 cho em phiên bản giới hạn ha. Đẹp cực kỳ nhưng mà không có nhiều đâu. Mỗi lần về được có vài con thôi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa lên em mã số 12. Đẹp quá à. Đẹp không? Nhìn cái dáng đầm đẹp không? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa lên cho em mã số 12. 150 ngàn ha. 12 cho chị Jenny Hạnh. Đây chị Jenny Hạnh một con này. Chị Trần Tú. Chị Trần Tú con này em hết này. Hết 12 này. Hết 12. 12. Đây là, trời ơi con này đẹp.
eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em, mã số 13 cho em nhé. Các chị nhìn này, nó đẹp dã man không? Mã số 13 dùm em 150.000 này. Mã số 13 nhé các tình yêu ơi. Mã 13 150.000 một con nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa dùm em. À, lên cho em mã số 13. Chất von của nó mềm rũ không nhăn nhá. Mềm rũ không có nhăn một tí nào. Chị Bích Ngọc. Chị Bích Ngọc 13 này, đẹp lắm các tình yêu ơi, 13 đẹp vô cùng ha. Rồi còn nhá. 13 cho chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn một con 13 này. Đó, rất là đẹp luôn. 13 còn nha, chị nào lấy 13 lên 13. 70 kg vừa không? À, eo từ 65 đến 90 em không cần biết các chị bao nhiêu ký, em bán theo số đo vòng eo nhá. Eo chun co giãn từ 65 căng ra được đến 90. Các chị muốn biết nó vừa hay không thì mua cái thước đo đo vòng bụng giùm em nha. Đo cái vòng bụng của mình giùm em. Và bây giờ là mã số 14 này. Mã số 14 cho em đẹp quá. Đó. Có yên tâm, có bèo bèo dập ly. Bèo dập ly đẹp lắm, hàng mới bắt đầu ra mắt luôn. Hôm nay có bèo dập ly nha. Hàng mới ra mắt yên tâm. Mã 14 cho em một con 14 nha, eo từ 65 đến 90. Con kia đi qua bên kia. Em đi qua bên kia. Mày ngồi đấy là trung tâm điểm ngắm của hai con này, khó làm việc lắm. Đi qua đây. Bực mình. Nhoi nhoi hai con dòi, ba con dòi. Lên kia mã số 14 này, còn con này lo chốt đơn. 14 cho chị Bích Ngọc. 14 cho chị Bích Ngọc này. 14 chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn hết này. Rồi bây giờ sẽ đến số 15. Eo của nó từ 65 đến 90 là mang vừa. Trời ơi con này đẹp quá. Von rũ nặng tay. Các chị nhìn nó đẹp rồi này. Von rũ nặng tay giùm em nha. Von rũ nặng tay. 150.000 lên cho em mã số 16. Ơ 15 hả? 14 rồi đúng không? 15. Bây giờ 15 hả? Vâng. Ok ok 15. 13 có chưa? 13. 13 là con chị Bích Ngọc có rồi hả? Con em kiểm tra. 13 chị Bích Ngọc có rồi. Có rồi chị Bích Ngọc ơi, chị Bích Ngọc có rồi nhá. Mã số 15 giùm em nhé. Mã số 15. 150.000. 15. Cho chị Bích Ngọc một con này đẹp lắm các chị ơi, von rũ nặng tay nha. Von rũ nặng tay giùm em, mã số 15. Mã số 15. 15. 15. Và bây giờ em qua cái dòng dòng tuyệt phẩm ha. Dòng tuyệt phẩm thì nó 180.000 một con. Các chị mua xỉ nhà em 180. 15 đây. 15 cho chị Kim Anh. 15 cho chị Kim Anh đây. Sửa giá này bé, sửa giá 180 nhá. À, cái dòng tuyệt phẩm này á, giá cuộn giá xỉ của nó cao ha, nhưng mà nhà em bán có 180 và được miễn ship nhá. Đây là dòng rất là đắt tiền. Các chị nhìn này. Dòng rất đắt tiền nhưng mà tụi em bán có 180.000 và được miễn ship luôn nha các chị nhá. Eo của nó từ 65 căng ra tới 90, 180.000. Trời ơi nó đẹp. Von của nó đẹp như vậy này, không nhăn một tí nào nhá. Lên cho em mã 1. Mã số 1 180.000. Đẹp quá. Mã 1 180.000 giùm em nhá. Siêu đẹp không có nhăn một tí nào ha, cổ sơ mi. Cổ sơ mi. À, tí xíu sẽ có hàng dịp ly yên tâm nhá. Số 1 cho chị nào đây? Chị bé xinh này, chúc mừng chị yêu, con này đẹp lắm nhá. Con này rất là đẹp, không đẹp không lấy tiền ha. 180.000 em miễn ship tận giường luôn nhá. Miễn ship tận giường. Số 1 cho chị Nguyễn Thị Bằng. Chị Nguyễn Thị Bằng một con số 1 này, 150.000 này. Ơ à, xin lỗi 180.000 này. 180 này. Và bây giờ là con số 2 này. Con này là họa tiết hoàng gia nhá. Hoàng gia. Màu của nó trầm đẹp lắm. Đây các chị nhìn này. Hoàng gia các chị nhìn thấy đẹp không? Số 1 cho chị Linh Lê. À, số 1 cho chị Linh Lê này. Đây. Con này con số 2 cho em nhá. Số 2 chị bé xinh. Đẹp như vậy này, cái này hoàng gia các chị nhìn này. Nó rũ mà nó đặng tay mà nó không có nhăn đâu nhá. Số 2 cho chị bé xinh này. Đẹp lắm luôn á. Mấy cái số dòng... 2. Số 2 đây. Số 2 cho chị Anh Oanh Nguyên. Chị Oanh Nguyên này, số 2 này. Số 1 còn. Số 1 còn nhá. Số 1 cho chị Phụng Tiên. Số 1 cho chị Phụng Tiên này. Để ý số 1 số 2 nha. Rồi số 2. Thanh Nguyễn. Số 2 cho chị Thanh Nguyễn này. Số 2 cho chị Phụng Tiên. Số 2 cho chị Phụng Tiên này. Để ý được cái tập hay là nhỉ con. Số 2 cho chị Diệu Dung. Số 2 cho chị Diệu Dung này. Số 2 là con này nha. Con cái con hoàng gia này. Đó, nó đẹp cực kỳ á. Các chị lên một lần số là được rồi, đừng lên nhiều số, kiểu máy nhà em nó chạy ra một đống giấy đó. Là bắt đầu nó lộn giấy á các chị, nó lộn rồi có trùng đầm á. Một cái đầm các chị lên nhiều giấy, nhiều số quá. Máy nó cứ chạy giấy ra là nhân viên nó kẹp đầm vô á. Nó bị trùng mẫu á các chị ha. Cẩn thận nha, đừng lên nhiều lần quá, một lần thôi. Số 2 đây. Số 2 chị Kim Anh. Chị Kim Anh này. Số 2 chị Kim Anh 180.000, eo từ 65 đến 90 này.
số 2 nhá. Ai có số 2 đi, số 2 kiểu hết này. Số 2 chị Mộng Xuân này, 180.000 em miễn ship này. Số 2 chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang này. Còn một con cuối cùng nha, chị nào chưa có thì hốt nhanh vừa hết nha. Rồi bây giờ em sẽ lên số 3. Chị Dung Nguyễn. Chị Dung Nguyễn là em hết này, 180.000. Bây giờ em sẽ lên con này, cái chị gì này, dã man không? Nhức hết nách luôn. Trời ơi, cái chị gì này, cổ sơ mi nhá. Chị nào thích cổ sơ mi, mình chốt cổ sơ mi cho em, số 3 nhá. Số 3 giùm em. Eo từ 65 đến 90, họa tiết hoàng gia, chất von rũ không nhăn. Khách mới nhận hàng không hài lòng, em trả đủ 180, không trừ phí nhá. Không trừ phí gì hết ha. Các chị không hợp gu em trả đủ 180, không trừ phí nha. Nhức hết cái nách con bà Bách nha. Trời ơi đẹp quá, cái này là số 3 giùm em. Số 3 nha. Số 3 cho chị nào đây? Số 3 cho chị Sương Ngọc. Số 3 cho chị Sương Ngọc này. Trời ơi đẹp quá, sơ cổ sơ mi đẹp quá. Và bây giờ là số 4 nha. Đẹp quá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 4. Nó đẹp như vậy này các chị. Nó đẹp. Số 3 cho chị Khánh Phạm. Số 3 cho chị Khánh Phạm một con này. Các chị ơi chốt chắc không đổi đi đổi lại. Tụi em bỏ vào bọc rồi, đừng đổi đi đổi lại giùm em nha. Đừng đổi đi đổi lại giùm em với, khổ. Mày đưa một cái con của chị Phụ Tiên cổ sơ mi đây cho má. Má đổi con này vào cho chị đấy. Đừng đổi đi đổi lại các chị nhá. Đổi là em thả nó luôn đấy. Tại vì chốt con đầm có trăm mấy của em mà em đổi đi đổi lại nó rất là phiền phức ở trong đây á. Nhân viên nó bỏ vào bọc rồi á, xong rồi bỏ ra nó rất là phiền phức của em, mất tiền nữa. Chốt chắc giùm em. Con cổ sơ mi đây. Đưa đấy, đưa con cột nơ đây. Đưa con cột nơ của chị Phụng Tiên đây. Đấy, con đây đấy. Mã số 4. Rồi, số 4 cho ai đây? Cho chị Mai Thị Phương. Chị Mai Thị Phương một con này. Cái này không có nhiều nha. Số 4 chị Mai Thị Phương một con, đẹp quá. Cái này đẹp lắm các chị nha. Rất là đẹp nha. Trời ơi, nó đẹp quá trời này. Đưa cái con đấy cho chị. Em đổi cái con này là con cuối cùng nhá. Em không đổi nữa nhá. Mày đổi con này cho chị bé xinh á. Đấy, một người đổi là bắt đầu bao nhiêu người đổi theo. Em xin chấm dứt đổi tại đây nhá. Chị nào đổi em xả đơn luôn nhá. Nghỉ chốt đơn luôn nhá. Tại vì các chị biết là một người đổi là nhiều người đổi. Nó rất là phiền trong khi người khác chốt không được nhá. Giúp em nhá, không đổi nhá. Chị nào đổi là em ngưng chốt đơn luôn nhá. Rồi cái này cột nơ. Em còn một hai con, chị nào chưa có thì lên số 3 giùm em nhá. Số 3 giùm em, số 3 giùm em ha. Số 4 mày chốt đơn cho bé. Rồi chưa? Chị Mai Thị Hương, chị Phương chưa? Rồi đúng không? Rồi ok. Rồi tiếp tục em này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời đẹp quá. Kẹp giấy qua cho chị bé xinh chưa? Rồi ok. Cái này số 5 cho em nha. Trời đẹp như vậy này. Chất von cực rũ không có nhăn nha. Em chào chị Thái Thị Lý Ngư và tất cả các chị yêu mới vào nha. Trời đẹp quá à. Đẹp như vậy rồi làm sao? Chốt đơn chứ làm sao? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. 180.000 lên cho em mã số 5 nha. Số 5 cho chị nào đây? Số 5 cho chị Trần Tú. Chị Trần Tú số 5 này. Số 5 chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn số 5 này. Từ nha, ta kiếm cổ của Đức nha. Chị đây, số 5 này. Số 5 chị Nguyễn Lan. Chị Nguyễn Lan số 5 này. Còn nha. Đây, còn cổ sơ mi nha. Chị Thu Hằng. Chị Thu Hằng số 5 này, cổ sơ mi này. Còn số 5 nha. Số 5 chị Hà Tuyết. Chị Hà Tuyết một con số 5, còn một con số 5 nữa nha. Rất là đẹp. Kim Anh. Chị Kim Anh số 5 nha. Bây giờ em hết số 5 rồi. Bây giờ em còn cột đo là số 6 nha. Chị nào chưa có số 5 thì chốt qua số 6 cột đo nha. Đây. Eo từ 65 đến 90. Cái này cột đo số 6 giùm em nha. Cột đo đẹp quá à. Chất con rũ không có nhăn. 180.000 một con, em miễn ship tận giường nha. Cái đó sửa giá cho con. Cái đó có để giá thêm 8 ơi. Rồi các chị yêu ơi, cái này số 6 giùm em nha. 180.000 miễn ship tận giường luôn nha. Miễn ship tận giường. 180.000 một con. Đây, cái này hàng siêu phẩm các chị nhá. Hàng siêu phẩm tuyệt đỉnh như thế này ha. Này cái gì này, nó đẹp rồi nè. Nhiều một con. Nhiều con nào. Vậy là cái này của ai? Còn số 5 chưa, à, chốt ai này con? Thiếu ai chưa có? Số 5 chị Trung Hoàng. Chị Trung Hoàng chưa có số 5 đây, cổ sơ mi đây. Số 5 cổ sơ mi là hết nhá. Đó, và bây giờ là sẽ là mẫu nào đây? Dây xích hoàng gia. Chị Thanh Châu, chị Giang, chị Hạnh Giang Mi E với lại chị Kim An cho em xin số điện thoại, địa chỉ và tin nhắn luôn ạ. Đây, con này là con hoàng gia nhá. Hoàng gia giùm em. Cái này có cột nơ và sơ mi. Sơ mi thì lên cho em mã 1.
cột nơ thì mã 2. Đây. Sơ mi thì mã 1 mà cột nơ thì mã 2. Con hoàng gia này đắt tiền nha, nhưng mà em bán có 180 thôi. Đấy, eo từ 65 đến 90. Đó, cái này lên cho em mã 1 của sơ mi, còn mã 2 là cột nơ. Dòng này là dòng mà họa tiết hoàng gia nhá. Hoàng gia đỉnh của đỉnh luôn đây. Von rũ không nhanh. Rồi chốt đơn nào. Số 2 cho chị bông bông đỏ. Rồi số 2 là con cột đơ. Số 2 cho chị mà bông bông đỏ. Đây. À, tí xíu em lên xếp ly bây giờ đấy. Xếp ly có nhiều mẫu mới đẹp nha. Đẹp lắm nha. 180.000 một con miễn ship tận giường nha. Và bây giờ sẽ làm mẫu gì đây? Mẫu này. Đây, cái này tay dài cột nơ nhá. Hàng tuyệt phẩm ha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Trời ơi nó đẹp quá à. Đẹp ơi là đẹp như thế này. Sơ mi cho chị Phật Tiên. Sơ mi. Sơ mi là con nào chị ơi? Em đọc số rồi đấy, sơ mi phải số 2 không? Số 1 không? Chị Phục Tiên ơi, phải phải con số 1 này không? Số 1 này. Số 1. Cái con này có số 1 này. Đó. Các chị ơi, rồi con này lên cho em mã số 3. Mã số 3 nhá, 180.000, mã số 3. Mã số 1 cho chị Đào Tranh. Đây, số 1 cho chị Đào Tranh đây. Số 1 chị Phục Tiên. Số 1 của chị Phục Tiên. Phục Tiên đây. Số 1 là con này nha. Nhìn cho rõ nha. Và cái con này nè, con cột nơ này, số 3 giùm em nha. Số 3, số 3, số 3. Số 3 cho em 180.000, mã số 3. Chị Ly Lưu, chị... Chị Ly Lưu lấy cái gì ạ? Số 3 cho chị Nguyễn Trang. Số 3 cho chị Nguyễn Trang, một con đẹp lắm này. Đây là con siêu phẩm ha. Siêu phẩm rất là đắt tiền. Mà cái von nó rũ vậy này. Cái von nó rũ như vậy này các chị. Von rũ lắm nha. Rồi cái này có sơ mi nha. Cổ sơ mi đây. Cái này lên trên mã số 4. Số 4 cho em. Số 4, số 4. Số 4 giùm em nha. Số 4, số 4 này. Số 4 180.000. Đẹp không? Số 4 là chị bé xinh. Chị bé xinh một con số 4 này. Số 4 là của sơ mi nha. Không có nhiều á, có ít thôi nha. Cổ sơ mi. Số 4 cho chị Phục Tiên. Số 4 cho chị Phục Tiên này. Số 4 cho chị Thu Hằng. Chị Thu Hằng này. Số 4 chị Kim Anh. Rồi chị Quang hết này, hết số 4 này. Hết số 4 nha. Hết số 4 này. Ở đây em có con này. Cái này con ơi, cái này 100.000. Cái này 100.000 nha. Bây giờ 100.000, em từ 65 đến 90. 100.000 một cái nhá. 100.000 chị nào lấy con này thì lên mã số, lên cho em mã số 5 nhá. Mã số 5 100.000. Em còn mấy mẫu em lên cho hết xong rồi em lên hàng Vin mới về nhá. Vin mới về mà Vin dập ly mà có bèo cực kỳ đẹp ấy. Rồi mã số 5 cho ai đây? Chị Hà Yến 100.000 này. Số 5 chị Nguyễn Thị Trang. Chị Nguyễn Thị Trang 100.000 này. Số 5 chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang 100.000 này. Trời ơi nó đẹp quá à. Các chị ơi 100.000 một cái nha. Tha hồ chốt nha. Tha hồ mà chốt luôn có 100.000 một cái. Và bây giờ là mã số 6 đây. Mã số 6 cho em 100.000. Eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số 6 cho em. Số 5 chị Thu Hằng. Số 5 cho chị Thu Hằng này. Đây. Số 5 chị Thu Hằng. Cái này số 6 nha. Số 6 cho em 100.000. 100.000 nhá, 100.000. Đó. Cái này nó có cột nơ nha. Cái này mã số 7, cột nơ này. Cột nơ thì mã 7 cho em nhá, 100.000. Số 6. Số 6 này. Chị Mai Thị Phương. Chị Mai Thị Phương có số 6 này. Còn nhá. Số 6 chị Kim Anh. Số 6 cho chị Kim Anh một con này. 100.000 này. Số 6 cho chị Đào Tranh. Chị Đào Tranh 100.000 này. Ôi các chị ơi nó đẹp lắm luôn á. Mua về mặc thử đi ha, chị làm nhận hàng không hài lòng em trả tiền lại cho nhá. Em không để các chị thiệt một xu nào đâu. Chị Liên Lê này 100.000 này. 100.000 này. Rồi để dẹp này vô nhá. Chị Thanh Châu, chị Hằng Gania, chị Kim Anh, chị Lan Nguyễn inbox. Inbox số điện thoại địa chỉ cho em với ạ. Và shop cho em nhé. Cái này
Bây giờ thì em sẽ lên cái dòng pin pin dập ly ha. Pin dập ly. À ở đây em có một cái dòng pin tiểu thư. Đây. Pin tiểu thư nhá. Các chị nhìn này, pin tiểu thư này. Eo từ 65 đến 85, 86, 87, 90 đều mặc được nha. Đây. Đẹp không? 250.000 một cái, miếng ship tận giường. Cái này giống pin Nhật nhờ. Nó cổ, nó dễ thương không? Đó. Cái này lên cho em mã mã vàng nhá. Mã vàng 250.000 một con nhá. Cái này mỗi mẫu có một con à. Mã vàng 250. Đây. Trời ơi đẹp quá. Eo từ 65 đến 87 này. Eo của nó từ 65 đến 87 giùm em. Cái cổ cưng quá. Cổ cưng quá, 250.000. Vàng cho chị, vàng cho chị Hà Lê. Hà Lê có một con thôi, không có hai con đâu. Cái này cũng một con thôi. Cái này lên cho em mã tím, hoa tím này, mã tím nha, nhìn này. Trời ơi đẹp quá à. Đẹp không? Dập ly này. Cái này cái cổ nó xinh lắm nha. Xinh ơi là xinh nha. Đây. Tiểu thư không? Đấy, mã tím cho em nha. 250.000 một cái, miễn ship tận giường. 250 này lên mã tím này. Cái đầm đen bao nhiêu? Đây. Dạ đầm đen nó rẻ có 5 triệu cái à các chị ơi, đầm Nhật. Đầm Nhật. Có 5 triệu cái. Eo từ 65 đến 87, 90. Đó. Rất là đẹp như vậy nha. Trời ơi nó đẹp như vậy này. 250.000 cái này nên mã quả chanh. Quả chanh giùm em, mã quả chanh. Quả chanh, quả chanh 250.000 một cái. À, bây giờ thì em sẽ lên cái mã bèo nhá, mã bèo ngực như đây. Cái này nó bèo ngực mà dập ly nhé các chị ơi. Các chị nhìn này. Đây là một con đầm bèo các chị nhìn này. Nó bèo như vậy này, nó đẹp kinh khủng ha. Nó dập ly này, chất von nó mềm rũ như vậy này. 300 mấy một con ha, nhưng mà hôm nay em bán chỉ có 250 và miễn ship tận giường. Pin dập ly nhá. Pin dập ly, em xả rẻ hết cỡ nhá. 250.000 và miễn ship tận giường cho các chị luôn nhá. Heo từ 65 căng ra. Căng cái chun nó ra được 90 nha. Được 90 nha. Cái này tới 87. Cái này tới 87 nha. Chị nào eo từ 65 đến 87 thì mặc vừa nhá. Đẹp quá. Cái này lên cho em mã số 1 nhá. Mã số 1 250.000, đẹp ơi là đẹp nha. Mã số 1 250.000, em không có bán theo số ký nha. Em chỉ bán theo số đo vòng eo, eo từ 65 đến 87 hoặc 90 em báo nha. Mặc big size. Big size thì các chị chờ một buổi tối nha chị Diệu Dung ơi. Chị chờ tối nay sẽ có dòng big size nha. Đây. Cái này lên mã 1 cho em nhé. 250.000 một con. Mã số 1. Mã số 2, đẹp chưa? Trời đất ơi nó đẹp. Eo từ 65 con này tới 90 được nha. Chị nào eo 65 đến 90 thì mang vừa con này. 250.000 một con lên cho em mã số 2. Mã số 2, đứa nào đứng ở đây phụ chị đấy. Quang, không biết Quang, mày ngồi chỗ này đi Quang. Mày ngồi chỗ gần này đi. Số 2 giùm em nhé, số 2 cho em. Mã số 2 cho em. Để in báo luôn, để in báo luôn, để in báo luôn. Chỉ lấy số 1 mẫu thôi, rồi vượt qua mẫu khác. Mã số 2 giùm em nhé, 250.000. Tiếp tục qua mẫu khác nè. Đây là cái mẫu hoàng gia nhé, nữ hoàng đây này. Cái mẫu này nó có bèo ngược như vậy nha. Cái mẫu hoàng gia này có bèo ngực và có dập ly. Đây. Hoàng gia có bèo ngực và dập ly như vậy. Đẹp quá trời như vậy nha. 250.000 một con các chị nhé. 250. Nhìn này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 250.000 lên em mã số 3. Mã số 3 giùm em ha. Số 3, số 3, số 3. Yêu đẹp quá à. Không đẹp không lấy tiền ha. Chị Thiên Đình ơi, cái này đẹp không này? À, chị bé xinh là cái này đẹp quá này. Hoàng gia mà bèo ngực này. Đẹp không? Nịt cái đai lên một cái là các chị sang bao hao nhá. Đó, 250.000 một cái lên số 3 giùm em ha. Cái khác đi, ở cái này. À đây. Cái này mã số 4 giùm em, eo từ 65 đến 90. À, chị số 3, số 3 cho chị Ly Lưu. Số 3 cho chị Ly Lưu này. Rồi ok chị yêu ơi đây, 250.000 một cái nhá, em miễn ship tận giường cho nhá. Về mặc thử ha. Về nhận hàng chắc ưng ý là sẽ bị tốn tiền nhiều. Em chào chị Giang Ma, chị ơi. Em lấy cho chị con số 3. Số 3, số 3, số 3. Rồi đây chị Giang Ma đây. Hôm nay em xả có 250 đây.
dòng này 300 mấy một con đây, em xả có 250. Số 3 chị Thái Thị Thủy đây. Chị Thái Thị Thủy nha. Chào chị Giang Mai nha, chào các chị yêu mới vào nha. Bè số 4 cho em nhé, bèo ngực nhé. Các chị nhìn này, những cái con này này, mặc nhìn nó tây lắm. Bây giờ bắt đầu vào mùa học rồi, các chị đi dạy này kia đó, mặc cái con này này, nhìn cho nó sang nhá, nhìn cho nó tây ha. Này nó có bèo cưng lắm này. Cái này lên cho em mã số 4 nè, số 4, số 4. Mã số 3 cho chị Phan Thị Phan Lệ Hiền. Số 3 này. Số 3 cho chị Phan Lệ Hiền đây. Phan Lệ Hiền này, số 3. Số 2 eo bao nhiêu? Dạ số 2 eo tới 90 chị ơi. Số 2 eo tới 90. Số 2 cho chị. Đấy, số 2 cổ sơ mi. Số 2 là cổ sơ mi nhá. Số 2 là con này cổ sơ mi nhá, 250.000 một cái. Đây. Eo từ 6 là... ấy, phải con này không? Mày chỗ này này. Đây chỗ này. Con này. Không có để bèo chứ có cái bèo mà. Đây, số 2 là con này nhá. Eo của nó từ 65 đến 90 là mang vừa. Số 2 đây. Số 2 cho chị Diệu Dung này, số 2 cho chị. Chị Diệu Dung số 2 này. Chị Kim Anh. Chị Kim Anh số 2 nữa, ai nữa? Rồi, cái con này là cái con số 4 nè. Con này con số 4 nha. Bèo bên hông này. Dập ly nhá, dập ly đấy, có 250 cái tha hồ chốt. Cái này số 4 giùm em nha, số 4 này. Số 4. Và đây là số 5, eo từ 65 đến 90 mang vừa này. Trời ơi con này đẹp quá, bèo này. Bèo nó đẹp không? Trời ơi đẹp lắm. Eo từ 65 đến 90 cho em, đây cho em mã số 5. Mã số 5 nhá, 67 kg vừa nhá. 67 kg chị cao 1m58, 1m6 đổ lên là vừa. Rất đẹp cho em nhá. Cái này lên em mã số 5 250 này. Qua mẫu. Rồi, đây là mã số 6 này. Trong cái nồi này nó có mấy mẫu gì em lấy lên một lượt nhá. Cái này số 6 giùm em nhá. Số 5 cho chị con. Số 5 cho chị Trần Tú này. Số 5 chị Trần Tú một con này, đẹp quá à. Số 5 chị Trần Tú này. Cái này là mã số 6 cho em nha. Đẹp không? Trời ơi đẹp như vậy các chị ơi. Nó đẹp như một nàng tiên á. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên em mã số 6 này. Và bây giờ là mã số 7 này. Sao em không đi tới. Ấy không, cái này không lên đâu. Cái này bỏ đây. Bỏ ra, bỏ hai cái mã ra. Bỏ hai cái mã ra, tự nhiên đang ấy nhảy vô đây. Tiếp tục cho em này. Trời ơi đẹp quá. Cái này lên cho em mã số mấy rồi nhỉ? Đúng rồi, bây giờ ta kêu số mấy? Rồi số 7 cho em, số 7 cho em nha. Trời ơi. Rất là đẹp cho em như vậy nha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Cái này lên em mã số 7 ha. Mã số 7. Mã số 7 giùm em ha. Máy quay không thấy. Ủa chứ không thấy gì trời. Mấy đứa thấy chị không? Số 7 giùm em nhé, 250.000. Số 7. Có cái gì khác không? Cái này khác không? Đây. Đây nè, mẫu này. Trời ơi con này đẹp quá à. Con này không đẹp không lấy tiền. Đẹp quá. Eo từ 65 đến 90 là đang vừa cho em nhé. Cái này nó là nữ hoàng các chị này. Hoàng gia này. Mấy cái bèo này đẹp quá. Cái này lên cho em mã số 8. Mã số 8 nhé. 250.000 một con nhé. Mã số 8. Đẹp chưa? Nó bèo ngực rồi nè. Dễ thương không? Bèo ngực nhé. Bèo ngực số 8. Bèo ngực số 8 giùm em nhé. Bèo ngực số 8. Số 8. Chị Hiền Vợ kêu là chị mới vô cho. Con này nè, con này nè. Số 3 đi. Con này nè. Mấy con không có. Số 8 cho chị Nguyễn Bình. Số 8 cho chị Nguyễn Bình này. Số 8 chị Nga Trần. À được chị. Được con số 9 này. Rồi, chị Nga Trần với chị Bình này. Con này con số 9 nha. Eo từ 6, eo con này eo từ 70 đến 90 nhá. Chị nào eo từ 70 đến 90 thì mặc đẹp nhá. Cái này lên cho em mã số 9. Ê cái này có một con này. Trời ơi cái này có một con duy nhất luôn á, mã số 9 nha. Mã số 9 cho em. Mã số 9 nhá. Cho em cái treo phía sau. Cái treo phía sau là cái nào chị ơi? Chị Phương Phương ơi, con đen nào? Con đen 5 triệu á. Con đen con đen viên nhật 5 triệu. Còn con kia thì 350. Còn mã 2 không? Cái này mã số 9 cho em nhé. Mã số 9. Bây giờ qua mã 9 rồi. Bây giờ hỏi mã 2 thì sao mà đi qua một hồi rồi. Bây giờ đi qua một hồi rồi. Trời ơi con này nó đẹp quá. Con này các chị biết là tới 400 mấy một con hoa chân như vậy ha. 400 mấy một con. Bây giờ mà bán mà
bán một con này bao nhiêu tiền trời. Đó, nó đẹp vậy đó. Tao bán một, cho chị một con này. Cái con đó đấy, con vừa rồi đấy, đẹp ngực á. Có bèo không? Ủa? Mày nhai mất cái bèo rồi hả? Bèo ngực cho em 250 ngàn nhá. Mẫu đen 5 triệu người ơi. Mẫu đen 5 triệu, viên nhật 5 triệu. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa 250 ngàn. Cái này lên em mã 10. Mã số 10 nha, con này đẹp quá à. Không ai bán 250 đâu các chị ơi, bán 250 cho vui đấy. Bán 250 cho nó vui đó. À, mẫu đen là đắt tiền lắm, hàng viên nhật mà sao mà rẻ được, viên nhật mà viên con ngựa. Các chị yêu ơi, con này nha, eo từ 65 đến 90, 250 ngàn. Lên cho em mã số 10. Cho chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang một con số 10 này, đẹp quá, con 10 đẹp quá. À, số 10 cho chị nào ở đây? Chị Phạm Hạnh. Chị Phạm Hạnh một con số 10 này, yêu ơi con này đẹp dã man. Phải nó đẹp kinh khủng ha. Đẹp như vậy mà. Số 10 cho em nhé, 250 ngàn một con. 250, số 10 cho em nhé. Chị Phạm Hạnh một con rồi này. Rồi tiếp tục số khác đi em, mà mẫu khác. Cái nào có bèo thì đưa ra. Đẹp quá. Đây con này. Mã số 11 cho em nhé. Mã số 11 cho em. Mã số 11, 250 ngàn một con. Cái này có bèo ngực nha. Có bèo ngực. Mã số 10 cho chị Mai Trần một con này. Chị Mai Trần một con số 10 này. Đó. Con này con 11 nha, eo từ 65 đến 90. Chị Phan Lệ Hiền một con số 10 đó em ơi. Rồi, con này con 11 nha, 250 ngàn một con nhá. 11 cho chị Nguyễn Trang kìa. 11 có bèo ngực cho chị Nguyễn Trang kìa. 250 ngàn một con này. Ôi đẹp dã man các chị ơi, nó đẹp vậy mà. Các chị biết một con như vậy á, là giá xỉ nó là 390 một con. Các chị mua lẻ là 400 mấy 500 một con, mà em bán ở đây có 250 rồi. Xin các chị chia sẻ bài giúp em nhé các chị yêu nhá. Rồi tiếp tục cho em nhá, số mới đổi số em, đổi số nhanh em. Đâu có thời gian đứng đây diễn kịch hay là diễn văn nghệ đâu em. Đây, tiếp tục cho em nhá. Trời ơi, con này phê loài tài thòi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em, hoa rơi nhá. Dập ly, vin dập ly, hoa rơi cực đỉnh cho em. 250 ngàn lên em mã số 12. Eo chun nó co giãn ra vào thoải mái nha. Mã số 12 cho em, 250 ngàn một con ha. 250 ngàn mã 12 này. Mã 12, ồ còn đẹp thế nhỉ. Sao mà hoa rơi đẹp thế này. Mã số 12 giùm em nha. Rồi tiếp tục. Mã số 13 cho em nhé, bèo ngực nhé. Bèo ngực mã số 13 này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 13 nhé. Mã số 13, 250 ngàn. 10, 11 này. 10, con này 11 đúng không? Con 10 đâu? Con 10, đưa 10 chị. Cho chị con 10, con 11. Đây, 10, 11 đây. 10, 11 cho chị bé xinh này. 10, 11 cho chị bé xinh này nhá. Rồi, con này con 13 nha. Con 13 giùm em. Đó, 13 giùm em nhá. 250 ngàn. Tiếp. Được. À, kiểm tao còn được, nó kiểm hàng. À, bán cái đầm, mày kéo cái đầu ra đây, kéo cái đây. Lấy móc móc cái chị. Đây, cái cổ sơ mi đâu? Đây cho em nhá. Đây, mã số 14 giùm em nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, cái này bèo ở sườn nhá. Bèo ở hai bên nhá. Lên cho em mã số 14 này, 250 ngàn. Đây. Mã số 15 giùm em. 250 ngàn, viên dập ly. Bèo của nó ở ngực như vậy nhá. Eo của nó từ 65 đến 90. Viên dập ly chất von mềm rũ như vậy ha. Đó, 250 ngàn. Lên cho em mã số 15. Số 14 cho chị Mai Trần. Chị Mai Trần 14 này. Cái này mã số 15 giùm em nhá. Và đây là mã số 16. Trời ơi nó đẹp lồng lộn. Mã số 16 giùm em này. Mã số 16 ha. Mã số 16, 250 ngàn. Mã số 17. Mã số 17 cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. Mã số 17, 250 ngàn ha. Eo ơi đẹp dã man. À, cái cây xào đấy em đẩy luôn cái cây ra đây á. Tại vì cái cây đâu có nhiều cái, có một mẫu à. Rồi chị lai cái cây đấy luôn. À, Quang mày đứng tiếp đây cho nó đẩy cây, em phụ đứng. Mày trả lời sau. Người ta đang live stream trả lời gì? Mày chốt đơn thì cái gì trả lời sau. Mày nghĩ sao đang live stream trả lời mày điên à? Để ngược về sao tao like? Để ngược về like kiểu gì?
quay cái đầu con kia vào. Đó, mày đẩy vô, thằng này đi ra, con kia đưa cái đầu kia ra. Rồi các chị yêu ơi này, eo từ 65 đến 90 là mang vừa giùm em nhé. Đẹp quá à. 250.000 cái này lên mã rêu giùm em ha. Mã rêu. Có chừng đổ á chị. Rồi bây giờ em sẽ có những cái mẫu mà nó chỉ có một cái thôi. Giá cao tiền ha, nhưng mà em sẽ sell cho các chị với giá là bao nhiêu? 200.000 một cái. Rêu cho chị Bích Vũ. Rêu cho chị Bích Vũ này, 250.000 này. Ở đây có vài mẫu em sẽ sell 200.000. Chị nào nhanh tay lệ chân thì ủng hộ giùm em nhé. 200.000 một cái nhá. Cái này mỗi mẫu có một cái. Có thể là có những mẫu nó sẽ có hai cái, nhưng mà đa số là một cái nhiều ha. Cái này, những cái mẫu này là mẫu hiếm á, nó chỉ có một cái thôi. Đây, eo từ 65 đến 90 là mang vừa, con này đắt tiền cực kỳ á các chị ạ. Đấy, mà em bán cho các chị 200.000, nhớ chia sẻ bài cho em nhá. Một cái thôi, mỗi mẫu một cái. Đó, cái này xử giá 200 đi con ơi. Cái này lên mã 1 cho em nhá, mã số 1, 200.000. Đẹp không? Von của nó cực kỳ rũ nhá. Mã số 1, 200.000 cho em ha, viên dập ly cực đỉnh ha. Chất von mềm rũ nặng tay. 200.000 lên em mã 1 này. Mã số 1 cho chị Lê Mỹ Lệ. Chị Lê Mỹ Lệ một con này. Đây. Mã số 1 cho chị Lê. Có một con má ơi. Má nghe rõ không má ơi? Má đọc. Trời ơi trời, tao giết má giờ. Cái nào có hai con ba con nó nói cho. Dạ. Tiếp tục cho em này. Con này đắt tiền cực kỳ luôn nha. Bán 200.000 lấy lộc luôn. Eo từ 65 đến 90, 200.000 lên em mã số 2. Đẹp không? Một con duy nhất nhé. Một con duy nhất lên em mã số 2. Số 2 chị Giang Ma. Chị Giang Ma này, 200 này. Đây, mã số 3 giùm em. Trời ơi, con này đắt tiền lắm luôn đó chị ơi. 270 một con. 270, 290 một con nhé. Em bán 200.000 cho các chị. Đừng quên chia sẻ bài cho em nhé. Số 3. Eo từ 65 đến 90, mã số 3. Số 3. Eo đẹp quá. Con này đẹp dã man. Nó đẹp gì mà nó đẹp gì này. Mã số 3 giùm em nha. Mã số 3 này. Và đây là mã số 4. Trời ơi, nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 cho em. Số 3 cho chị Khánh Phạm. Chị Khánh Phạm này, 200.000 này. Đứa ngu nào rồi mà cuốn cái này vô đây chú. Rồi làm sao tao móc cái đầm đến đây. Số 3 có một con. Ừ, cái đấy có một con. Cái này số 4 thì có mấy con này. Số 4 mấy con rồi. Số 4 này nha, số 4 cho em nha. Số 4 cho chị Mai Trần. Chị Mai Trần, 200.000 một con. Còn một con nữa này. Ủa bây giờ lên mã 200 thôi. Ủa nãy giờ 200.000 mà. Đang có sữa rồi, có sữa mà con nói. Rồi số 4 còn một con nha, còn một con số 4 nè. Dạ, chất von, chừng nào chất lụa thì em báo nha. Chừng nào lụa thì em báo nha. Đây là chất von, Vinvon. Cái này số 4 cho em nhá. Số 4 này 200.000 này. Số 4 cho chị Nguyễn Trang. Số 4 cho chị Nguyễn Trang này. Rồi và bây giờ là số 5 này. Số 5 có một con nhá, vì đây là cổ tròn nhá. Đây, cái này cổ tròn có một con thôi nha, 200.000. Eo từ 65 đến 90 nhá. Cái này lên em mã số 5, chất von các chị nhá. Cái này cổ tròn. Nhìn. Cái đó là cây khác mà. Cái này chung cây này má. Cái gì? Cái rêu kia là cây khác. Cái rêu là cây khác 250. Cái rêu là 250, tao đọc từ đây thôi. Điên. Còn cái Mỹ Lệ, cái này bao nhiêu đây? Cái này 200. Cái 250. Đấy, cái con kia vậy đó. Mới sửa nè. Lãnh lương xong rồi không nhìn thấy đường đất làm việc đó. Đó. Nhà em không có đổi nha các chị nha. Không có đổi ở trên live đâu. Tại vì tụi em chốt đơn là một là em xả luôn, không chốt đơn nữa. Hai là các em, nếu mà là khách mới là em chặn Facebook luôn, em không bán nữa đâu. Tại vì tụi em bán rẻ lắm rồi, các chị cứ đổi đi đổi lại rồi mọi người ùa theo đổi, em mệt lắm. Có những chị á, chốt từ đầu live hai ba con dành dịch cho đã vào, đến cuối live chốt thêm hai ba con siêu phẩm xong được xả hết mấy con đầu ra. Thế vậy công của em live từ đầu live đến cuối live thế làm sao? Đúng không? Em không đổi đâu. Các chị nếu mà xả em xả ra cho luôn nhá. Muốn xả em xả luôn cho. Còn cách mới em xả ra là em chặn Facebook luôn, khỏi bán luôn nhá. Trời ơi các chị đổi xong bắt đầu ùa theo đổi cho em chết luôn á. Rồi con chị ơi, con này con số 5 cho em nha. Số 5 cho em 200.000 này. Tại vì các chị biết là bán buôn ấy, nó bị vía ấy. Nó bị vía một cái là tụi em ở một lô hàng tụi em mới về nó bị vía một cái là tụi em nhai hết luôn á. Nhà mấy chục nhân viên chứ ăn cám lợn hết luôn á. Thông cảm giùm em. Có mã số 6 luôn á. Đây,
tao vừa cầm đây tao chưa đọc số mày ơi. Chị này lên mà số 6 nữa. Không biết là phải không mà chị đọc là sai, chị má lên số 7 đó, bắt bỏ qua số 6 đó. Eo từ 65 đến 90 giùm em nhé. Lên em mã số 7, 200 ngàn ha, mã số 7, còn đẹp quá. Mã số 7, số 7, số 7. À, chắc von rũ nặng tay các chị nhá. Von của nó cực kỳ rũ nhá, cực kỳ rũ nặng tay như vậy nhá. Eo của nó từ 65 đến 90 là mang vừa. Cái này lên em mã số 7 nha các chị. Mã số 7. Mã số 7. Mã số 7. Đây còn một con cổ sơ mi này. Số 7 cho chị Lan Anh. Ôi em còn một con cổ sơ mi nhá. Số 7 cho chị Lan Anh này. Cái này mã số 8 nha, em còn một con cổ sơ mi số 8 này. Chị nào chưa có cổ sơ mi thì lấy cổ sơ mi số 8 nhá, đẹp quá. Cổ sơ mi đây, em từ 65 đến 90 nhá, 200 ngàn, mã số 8 này. Mã số 8. Mã số 9. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Cái này lên cho em mã số 9 nha. Mã số 9 giùm em 200 ngàn này. Ê ơi đẹp quá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên em mã số 9 này. 200 ngàn này. Mã số 10. Mã số 10 giùm em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Cái này lên em mã 10 này. Mã số 10 giúp em nha. Số 10 cho chị Lan Lệ. Không, cái số 10 đó là 10 khác đó mày ơi. Đọc mà bây giờ mày chốt đơn mày không biết cái tình hình diễn biến là sao ấy. Số 7. Cái câu chuyện người ta nói hôm qua mày đem chốt hôm nay. Số 7 cho chị Thu Ngọc. Số 7 là cái con 8, 9, 10. Số 7 hồi nãy nó nói là con số 6 bỏ qua cái con số 7 đó. Số 7 là cái con khách mới. Con số 7 là cái con bông hoa. Biết rồi. Để nó đã tìm ra hồi nãy bắt chốt một con. Số 7 hồi nãy có một con chốt rồi con. Số 7 hồi nãy có một con chốt mất tiêu rồi. Số 7 em hết nha, số 7 hết nha. Rồi chốt tiếp đi, số 7 hết rồi. Chốt số 9 này, 7, 8, 9 này. Số 9 cho chị Khánh Phạm này. Số 10 cho ai? Số 10 chị Trần con cái con này bữa nay nó không tập trung này. Số 10 cho chị Trần Tú. Số 10 chị Trần Tú này. Nó chốt đơn nó không tập trung gì hết á. Số 10 còn. Đã bảo là một con kia là mà còn bảo. Số 10 hết trơn rồi này. Rồi qua số 11 nha. Số 11. Trời ơi con này đẹp quá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. Cái này lên em mã số 11. Mã số 11 200 ngàn nhá. Cái này em đang xả có 200 ngàn thôi. Mỗi mẫu có một con thôi. Lâu lâu mới có mẫu hai con nhá. Cái này 200 ngàn lên em mã số 11 này. Mã số 11. Mã số 12. Số 11 cho chị Giang Ma. Chị Giang Ma này. Cái này mã số 12 này. Trời ơi mấy cái này nó là dòng hoa đắt tiền đó các chị. Tụi em mua đắt tiền mà tụi em thấy có mua mẫu của con luôn xả đại cho các chị á. Xả đại cho nó hết. Eo từ 65 đến 90 nhá. Lên em mã số 12. 200 ngàn. Đẹp không? Von rất là đẹp. Mã số 12. Mã số 13. Đẹp chưa? Mã số 13 giùm em nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 13 200 ngàn này. Mã số 13 200 ngàn. Mã số 13 cho chị Trần Tú. Cái này để lấy chị xíu lên nha. Để đắt tiền đắt tiền một tí ha. Đây 13 đây, 13 chị Trần Tú này. 13, 13 có một con thôi nha. 13. Và đây là mã số 14 này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 14 này. Mã số 14 cho em 200 ngàn này. Mã số 14 200 ngàn. Mã 12. 12, vừa rồi chốt 13 đúng không? Vừa chốt 13. Rồi 12 đây. 12 cho chị con heo. 12 cho chị con heo này. 14 có một con nữa chị đâu đây. Chị Thanh Bùi. Chị Thanh Bùi này, 14 có một con thôi nha. Và bây giờ là 15 này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên em mã số 15 nhá. Cái này em bán có 200 ngàn thôi, các chị chia sẻ bài hộ em nha. Đấy, 200 ngàn mã số 15 nhá. Ok chị đây. Chị Giang Ma đây. Cái này dòng bên dòng siêu phẩm đắt tiền đó chị nhá. Mấy cái dòng đắt tiền đó chứ không phải dòng 200 ngàn đâu. Mấy dòng này dòng mắc tiền đó nhưng mà kệ bỏ đấy đi chị tí sau. Chị Giang Ma này con ấy bấm với Giang Ma này. Rồi tiếp tục nào. 15 cho chị Mai Trần. 15. Đây 15 đây. 15 cho chị Mai Trần đây. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa lên em mã số 16. Chết mẹ rồi. Hết trái rồi kìa. Biết được bỏ vô không? Mã số 16 đây.
đẹp quá à. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên em mã 16 nhá. Mã 16 200 ngàn này. Mã số 16 200 ngàn, đẹp quá à. Mã số 16, mã số 17. Đẹp không? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Cái này lên em mã số 17 200 ngàn. Mã 17. Trời ơi con này nó đẹp kinh khủng quá. Nó đẹp gì, nó đẹp dã man không, nhìn cổ điển không. Cái này 16 cho em nhá. Và cái này 17 này, 200 ngàn. 16 cho chị Lan Anh. Chị Lan Anh 16 này. 17 chị Bích Vũ. Chị Bích Vũ 17 này. Chị Bích Vũ 17 này. 17. Con này nó phối nha. Cái chị nhìn này nó phối hai màu nhá. Ở đây là hoa chân màu đen, màu xanh này. Và ở trên đây là nó phối giống các chị đang mặc một bộ set này. Đó, con này eo 70 đến 90 nhá. Eo 70 90 cho em. 200 ngàn lên em mã số 18. Mã số 18 nha. Mã số 18. Mã số 19. Đây. Mã số 19 em đẹp. Đi gặp ông kia tí ăn chị ạ. Mã số 19 cho em. 18 cho chị Thái Thị Thủy. Mã số 19 200 ngàn, eo từ 65 đến 90 nhá. Eo từ 65 đến 90. Cái này lên cho em mã số 19, 19. Dạ một mẫu có một con thôi, em đọc tên là có nhá, chị nào không đọc tên là hết nhá. Và bây giờ là mã số 20. Ê ơi cái này giống Việt Nhật quá. Giống Việt Nhật chưa? Mà nó là pin Hàn đấy. Đẹp quá, 200 ngàn, eo từ 65 đến 90 nhá. Cái này lên em mã số 20. Trời ơi cái con 19 này nó đẹp mê hồn luôn á. Các chị biết là dòng này đắt tiền lắm luôn á. Chưa chị nào nhìn thấy độ đẹp của em đó hả? 200 ngàn nha, mã 19, còn con này mã 20. 20 cho chị Kim Anh. Chị Kim Anh này, 20 này. 19 cho chị Thanh Thủy. Trời ơi chị Thanh Thủy ơi, cầm con này về đi mà thử xem. Màu, cái màu cái nó rũ đã lắm. Rồi, bây giờ sẽ là 21 hả? 21. 21, con này cột nơ đẹp quá. Cột nơ cổ cho em nha. Cái con này đẹp kinh khủng khiếp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Cái này lên cho em mã số 21. Nó đẹp như vậy này các chị. Nó đẹp mà nó đẹp dã man như vậy này. Mã số 21 cho em nhé. Nhìn không cưỡng lại được ha. Mã 21, 200 ngàn. Mã 21 chị Trúc Linh. Mã số 22, 21 cho chị Trúc Linh nè. Mã số 22 này, 200 ngàn này. Có một con nè. Mã số 22, 200 ngàn. Mã số 23. Mã số 23 cho em này, eo từ 65 đến 90 nha. 200 ngàn này. 22 chị Khánh Phạm. 22 cho chị Khánh Phạm này, cái này 23 nha. 23. 23. Mã số 24 này. Mã số 24, trời ơi nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 24 nha. 24, 24, 24. Mã số 24 chị Thúy Trần. 25. Chị Thúy Trần 24, 200 ngàn. Mã số 25 này. Mã số 25, eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số 25 cho em 200 ngàn này. Ôi ôi nó đẹp. Mã số 26. Mã số 26 cho em 200 ngàn này. Cái chiếc cục kẹo ở đâu rồi mẹ? Dò chị lên chiếc kẹo. Mã số 26 giùm em ha. Trời ơi nó đẹp quá chị ơi. Chết mẹ rồi, giới diện ta đâu. Trời ơi sao lại sai sót như thế này. Trong đây. Đây rồi, đây rồi. Mẹ tôi không cắm điện lên. Úi dồi ôi. 26 chị Hằng Lê. À, 24 là con nào chốt chưa? Dạ rồi. 24. 26 đây. 26 đây. Và bây giờ sẽ là mã số hai mấy đây, 27. Trời ơi nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 nhá. Lên cho em mã số 27. Nó đẹp như vậy nè các chị. Nó đẹp dã man không? 27. Em bán theo số đo vòng eo các chị ơi. Các chị mua số ký thì em không biết số ký của chị chiều cao bao nhiêu đâu. Các 27 chị Hằng Lê. À 27 chị Hằng Lê này. 200 ngàn này. Các chị giúp em lấy cái thước đo làm ơn với. Đây. Cho dù các chị cao hay thấp em không cần biết. Miễn là cái ngang cái vòng bụng của các chị này cao hay thấp gì vẫn chui vào vừa nhá. Còn bán theo số ký thì em cũng buồn cười nhỉ. Bán số ký bán được gì? Bà kia 5, bà kia 60 ký eo 80, bà kia 60 ký eo 90. Rồi em bán kiểu gì?
Rồi tiếp tục nào. Ôi con này đẹp quá. Von tơ nhá. Một cái con von tơ đẹp như vậy này. Eo từ 65 đến 90 giùm em nhá. Cái này lên cho em mã số bao nhiêu được? Mã số 28. Mã số 28. Mã số 28 cho em này. 200 ngàn. 28 chị Hằng Lê. 28 cho chị Hằng Lê này. Mã số 29. Đẹp quá. Chất von rũ cực kỳ nhá. Eo từ 65 đến 90 cho em. Mã số 29 cho em. 29 200 ngàn này. Cái này mỗi mẫu có một cái thôi, ít có mẫu hai cái lắm. Nó lâu lâu mới có mẫu hai cái thôi. 200 ngàn. Bèo bé bèo. Bèo bé bèo giùm em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Cái này lên cho em mã số 30. Mã số 30 nhá. Mã số 30. Trời ơi con này nó rũ nó nặng tay kinh khủng các chị ơi. Các chị nhìn này, đầm nhật mà các chị mua con này em nói mấy triệu bạc chứ làm gì có cái giá 200 ngàn á. 30 chị Nguyễn Hà. Trời ơi con này 29 nhá, số 29 giùm em, con này đẹp lắm các chị, cái con đỏ này. Mã số 29 nhá, 200 ngàn. 30 đây. 30. 30. Chị có cái mẫu 30 đấy còn không? Nhưng mà chắc không với được vào trong rồi. 30. 29 cho chị Phụng Tiên. 29 chị Phụng Tiên này đẹp cực kỳ như thế này. Đây, eo từ 65 đến 90 nhá. Đẹp quá. Con này lên cho em mã số 31 nhá. Mã số 31 cho em 200 ngàn này. Con này đẹp lắm, con này 300 mấy một con này các chị ơi. Đây, chị nào nãy kia có con này mà em bị sót, bây giờ mới thấy này. Cái này lên em mã số 32 nhá. Eo từ 65 đến 90, lên em mã số 32. 31 chị Trần Tú. Mã số 32 200 ngàn chị Trần Tú này. Cái này mã 32 nhá, chị nào chưa có nãy thì lên nhá. Mã 32. Mã số 33. 32 chị Yến Chanel. Đẹp chưa? Đây 32 chị Yến này. Yến Chanel ạ. Mã số 33 200 ngàn, eo từ 65 đến 90, mã số 33. 33 này. Mã số 34 này. Mã số 34 cho em. Mã số 34 cho em 200 ngàn này. Eo từ 65 đến 90 nhé. 33 chị Linh Lê. Chị Linh Lê này. Cái này mã 34 cho em ha. 200 ngàn. Mã số 35. 34 chị Mai Trần. Chị Mai Trần này. Mã số 35 này. Ê ơi con này đẹp quá. Số 35 giùm em, con này hoa nhĩ đẹp quá. Mã số 35. Hoa nhĩ giống viên Nhật không? Nhưng mà nó là viên Hàn đấy. Em bán có 200 ngàn em miễn ship các chị luôn đấy. Lên cho em mã số 35 này. Mã số 36. Mã số 36 giùm em này. Đẹp quá, một con duy nhất chất gấm nha. Đẹp quá, mã số 36. Eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số 36 này. 35 cho chị Vân Nguyên. 35 cho chị Vân Nguyên này. 36. 36 chị Nguyễn Trang. 36 cho chị Nguyễn Trang này. Mã số 37. Trời ơi nó đẹp. Mã số 37 cho em này. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 37 nhá. Tuyệt đỉnh hoa rơi nhá. Tuyệt đỉnh hoa rơi mã số 37. Mã số 38. Mã số 38 đẹp không? 37 chị Thủy Thanh. 37 chị Thủy Thanh này. Eo từ 65 đến 90 mã số 38 cho em. 200 ngàn. Mã số 39. 38 chị Thảo Lan Nguyễn. Đây, mã số 39. Đẹp chưa? Mã số 39 cho em 200 ngàn. Một con đầm nó đẹp cả dã man. Eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số 40. Mã số 40 cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên em mã số 40. 200 ngàn. Mã số 40, 39 cho chị nào đây? Chị Mai Trần này. Chị Mai Trần. Trời ơi, cái con 40 nó đẹp quá. Các chị nhìn kỹ cái họa tiết hoàng gia của nó trong đây nè. Đẹp quá. Mã số 40 chị Khánh Phạm. Chị Khánh Phạm này. Mã số 41 này. Mã số 41 cho em đẹp quá. Nó đẹp như vậy này các chị. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Cái này lên em mã số 41 này. 41 cho em 200 ngàn. 41 chị Nguyễn Lý. Chị Nguyễn Lý 200 ngàn. Mã số 42. Mã số 42 giùm em. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 42 200 ngàn này. Mã số 43. Mã số 43 giùm em.
Mã số 43 cho em 200.000. Trời ơi, nó đẹp quá. 2 cho chị Ngô Bo. Chị Ngô Bo này. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 43 này, 200.000 này. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 44 này, cổ sơ mi nhá. 43 cho chị Lam Anh. 200.000. Đây, 44 cổ sơ mi. Mã số 45 cổ tròn 200.000 này. Eo từ 65 đến 90 này. 200.000 này. Mã số 46 này. Mã số 46 cho em. Trời ơi, nó đẹp như vậy này các chị. Mã số 46 cho em 200.000 này. À, 46. Con bấm mấy không? Cho chị Lam Oanh. 45, 44, 45, 45 đây. 45, cái này 46. 46 chị Mai Trần. Vậy là con 44 này các chị không nhìn thấy đẹp rồi, chết rồi. Đây là con 44 nó đỉnh của đỉnh luôn đó trời ơi. Nhìn đây. Bỏ qua con 44 là quá tiếc luôn. Eo từ 65 đến 90. Mã số 44 nha, 200.000. Mã số 47. Mã số 47 cho em, các chị nhìn nó rũ này, nhìn này. 44 cho chị Mai Thị Phương. Chị Mai Thị Phương 200.000 này. Trời đất ơi, nó rũ các chị nhìn này. Viên dập ly nhá, em xả có 200.000 thôi đấy. Eo từ 65 đến 9, eo từ 65, con này eo từ 70 đến 90 nhá. Chị nào eo 70 đến 90 thì lên cho em mã số 47. 47. 47. Mã số 48. Mã số 48 cho em eo từ 65 đến 80. Chị nào eo 65 80 á thì mặc con này đẹp nhá. 47 cho chị Thúy Trần. Mã số 48. 47 đây. Mã số 49. Mã số 49 giùm em nhé. 48 cho chị Hương Hoàng. Chị Hương Hoàng này. Mã số 49 cho em. Cái này eo tới 90 nhá. Eo từ 65 đến 90, cái này lên mã 49 cho em nhá. 200.000. Mã số 50. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 50. 49 cho chị Ngô Bo. Chị Ngô Bo này. Mã số 50 200.000 này. Cái quái gì vậy chúa. Chị Kim Anh. 50 đây. Và đây là mã số 51 đây. Mã số 51 cho em 200.000. Ôi nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 51 này. 200.000. Mã số 52. Eo từ 65 đến 90 phim dập ly đẹp như vậy nè. Mã số 52 cho em 200.000. Trời ơi nó đẹp lắm các chị nha. 51 cho chị Yến Chanel. Chị Yến Chanel này. Cái này 52 nha, mã số 52. Mã số 53. Eo từ 65 đến 90. Mã số 53 cho em. Đỉnh của đỉnh đẹp ha, 200.000. 52 chị Mai Nguyễn. Chị Mai Nguyễn này. À, 53. 53. Mã số 54 cho em 200.000. 53 chị Thúy. Trời ơi nó đẹp. Đây chị Thúy đây. 54 cho em. Đây con kia lẹ đây. Mã số 54 cho em 200.000. Mã số 54. Mã số 55. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 55. Cho chị con heo. Chị con heo này. Cái này mã số 55 giùm em nhé. 200.000. Mỗi mẫu có một con rồi các chị. Mẫu nào có hai con, ba con em bảo nhé. Mã số 55 cho ai đây? 55 chị Trang La. Chị Trang La. Tiếp tục mã số 56. Màu vàng đẹp quá. Eo từ 65 đến 90. Mã số 56. Mã số 56 cho em 200.000 này. Mã số 56 200.000. Mã số 57. Mã số 57 cho em. 56 chị Hằng Lê. Eo từ 65 đến 90. Con này chật. Eo từ 65 đến 87 nhé. Chị nào eo 65 đến 87 thì mặc cái con cột đơ này đẹp nhé. 200.000 lên cho em mã số 50. Con chốt số mấy à? 56. 6 giờ 57, 57 nha. 57 cho chị Thái Thị Phượng. Chị Thái Thị Phượng 200.000 này. 57. Mã số 58. Mã số 58 nhá, eo từ 65 cho đến 84, 85 nhá. Eo 65 đến 84, 85. Cái này lên em mã số 58. 58. Eo từ 65 đến 90. 200.000 lên cho em mã số 59.
Đô Pin Giật Ly. Chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang này. Con này mã số 59 nhá. Mã số 59. Và đây là mã số 60. Chị nào eo từ 70 đến 90 này. Chị nào eo 70 đến 90 nhá. Đô con này đẹp quá. Đó. 59 chị Thúy Thanh. Con này lên em mã số 60 nhá. Mã số 60. Mã số 61. Eo từ 65 đến 87. Eo từ 65 đến 87. Mã số 61 này. 60 đây. 60 chị Ngô Bo. Eo từ 65 đến 90. Đẹp quá. Lên cho em mã số 62. Mã số 62 cho em 200 ngàn. Cái này 61 nha. Tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh nha. Và cái này là mã số 62 nha. 62 200 ngàn. 62 cho chị Mai Nguyễn. Đây, 62 cho chị Mai Nguyễn này. Và đây là mã số nhiều đây. 63. Mã số 63 cho em. Chất von siêu đỉnh ha. Siêu đẹp. Eo từ 65 đến 90. Lên cho em mã số 63. 200 ngàn. 63. Mã số 64. Eo từ 65 đến 90. Lên cho em mã số 64. Cái này Vin Dập Ly nhé. Vin Dập Ly mã số 64. 200 ngàn. 61 này. Cho chị Lương Thị Thanh Liên. 61 này. Cái này 63 đây. 63 cho chị Nguyễn Thị Hằng Nga. Rồi cái này 64 đây. 64 cho chị Hà Đỗ. Hà Đỗ 64. Rồi bây giờ em sang cái dòng 250 ngàn ha. Dòng 250 ngàn. Siêu phẩm. Tiếp tục nha. Mỗi mẫu có một con. Mẫu nào có hai con em báo nhé. Dòng này đắt tiền. 390 một con. Nhưng mà em xả có 250 thôi. Mong các chị chia sẻ bài cho em là được nha. Đấy, von cực rũ cho em. Lên mã 1 cho em 250 ngàn. Có một con duy nhất. Eo từ 65 đến 90. 250 ngàn. Miễn ship luôn. Miễn ship nha. Lên em mã 1 này. Mã số 1 250 ngàn. Một con Vin một màu. Vin một màu rêu. Cái con này giá xỉ 380 một con nha. 380 một con. Em bán 250 lấy lộc. Eo từ 65 đến 90. Lên cho em mã số 2. Số 1 cho chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang số 1 này. 250 sửa giá chưa? Số 2 cho chị Ngô Bo. Sửa giá 250 chưa? Sao lại phải nói như thế con nhỉ? Sửa chưa? Dạ rồi. Con đừng có ghi Vin Nhật nha. Cái này Vin Hàn nha con. Đây, số 1 đây, số 2 đây. Sửa giá 250 chưa? Rồi tiếp tục mã số 3. Cái này cột nơ siêu đẹp nha. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Eo từ 65 đến 90. Các chị nhìn nó đẹp như vậy này. Các chị nhìn này. Đó. Cái này lên cho em mã số 3 nhá. 250 ngàn. 250 ngàn lên em mã số 3 này. Số 3. Số 3 cho chị Ngô Bo. Chị Ngô Bo số 3 một con này. Còn một con nữa à. Số 3 cho chị Mai Nguyễn. Từ từ nha, chị mới còn không. Số 3 chị Mai Nguyễn, chờ chút mà coi còn nữa không. Chờ chút nha. Rồi xong hết. Bây giờ sẽ là mã số 4 nha. Mã số 4 đây. Trời ơi nó đẹp. Nó đẹp kinh khủng khiếp nha các chị. Mã số 4 giùm em 250 ngàn, eo từ 65 đến 90. Eo từ 65 đến 90 cho em 250 ngàn, lên cho em mã số 4 nha. Mã số 4. Mã số 5. Số 4 cho chị Hải Yến. Nó đẹp như vậy nè các chị. Mấy con này đắt tiền ha. Em bán có 250 thôi, em xả tẹt ga đó. Cái này mã số 5 giùm em 250 ngàn. Lại trời ơi đẹp. Eo từ 65 đến 90. Số 5 cho chị Hà Đỗ. Đây là mã số 6. Eo từ 65 đến 90. Mã số 6 giùm em. Trời ơi nó đẹp. 200 ngàn mã số 6. Số 6 nha, số 6, 200 ngàn. Mã số 7. Số 6 cho chị Mai Trần. Đây, số 6 đẹp lắm, chị ơi, đẹp lắm. Cái này số 7 giùm em nha. Số 7 cho em 250 ngàn nha, không phải 200 ngàn, sorry. 250 ngàn, mấy cái mẫu siêu phẩm nha. 250 ngàn lên em mã số 7 nha. Số 7. Đọc tên mấy cái này em để hồi nữa chắc nó ứ luôn. Tại sao đến giờ này mới đọc?
ngồi ghế ông la lên. À, chị Thanh Châu, chị Thanh Châu, chị Hạnh, Jenny, Jenny E gì đây, chị Kim Anh, rồi bên đây hả? Vâng. Chị Lan Nguyễn, chị Liên Lê, chị Phan Lệ Hiền, chị Ly Lu, rồi chị Trúc Linh, chị Hương Hoàng, chị Trang La, chị Thái Thị Phượng, chị Hằng Nga Nguyễn Thị và chị Hà Đỗ. Các chị cho em inbox ngay cho em số điện thoại địa chỉ nhá, chứ nếu không một tí xíu nữa thì tụi em phải xả hết đơn ra. Và một khi tụi em xả đơn ra là tụi em chặn Facebook luôn đấy. Tại vì tụi em không có địa chỉ, tụi em không thể nào giao hàng được. Em vẫy tay chưa? Vẫy tay người ta chưa? Nhà em vẫy tay hết rồi, các chị chỉ việc vào tin nhắn chờ và cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Giúp em nhá, ngày mai em giao hàng và miễn ship cho các chị yêu nhá. Rồi. Số 7 đây. Số 7 chị Hà Đỗ. Chị Hà Đỗ số 7. Và đây là số 8, 250.000. Các chị nhìn những con này đắt tiền nhé các chị ơi. Những cái con này nó không có rẻ. Các chị nhìn này, có những con 4-500 một con như con này này, 4-500 một con đây. Nhưng mà Trúc Vương bán có 250 thôi. Mong các chị giúp em chia sẻ bài mạnh tay là được nha. Cái này eo từ 65 đến 90 cho em nhé. 250.000 lên em mã số 8. Số 8 này. Số 8 chị Nguyễn Trang. Số 8 cho chị Nguyễn Trang một con hết này. Và bây giờ mã số 9 này. Số 9 một con. Trời ơi, chị nào mà chốt được con này chắc giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi chết luôn đi, đẹp quá. Eo từ 65 đến 90 cho em nhé. 250.000 lên em mã số 9. Số 9 cho chị nào đây? Chúc mừng chị nào đây? Chị Ngô Bo. Rồi, chúc mừng chị Ngô Bo nha. Hốt được con đó là ngủ ngon luôn á. Eo từ 65 đến 90. Cái này lên cho em mã số 10. Đẹp không? Nó đẹp rồi nè. Mã số 10 giùm em nha. Mã số 10, số 10, số 10. Số 10. Phải ngậm kẹo đó, tôi sắp chết rồi. Dạ, tại chị lên sau á, chị lên đường thôi. Ừ, cảm ơn em. Số 10 cho em nha, số 10, số 10. Đẹp lắm các chị nha, số 10. Cho chị Trần Đào. Chị Trần Đào một con số 10 này, còn một con số 10 nữa này. Số 10 cho chị Nguyễn Nguyệt. Chị Nguyễn Nguyệt, rồi mày đợi tao tí đi. Mày đợi chị tí đi, tao kiếm mà còn số 10 nữa. Mày đợi chị tí hả? Rồi, hết số 10 nữa rồi gái ơi. Và bây giờ là số 11 này. Con này có một con hay sao đây? Con này là con Hoàng Gia. 250.000, eo từ 65 đến 90. Eo từ 65 đến 90, một con hoàng da xanh nhá. Hoàng da xanh này. 250.000 lên cho em mã số 11 này. Mã số 11 này. Mã số 12. Trời ơi nó đẹp. Mã số 12 cho em nhá. Nó siêu đẹp như vậy nè. Số 11 cho chị Lan Nguyễn. Các chị biết là những con này giá xỉ 300 mấy một con đấy, em bán có 250 thôi. Để lấy lọc thôi, các chị chia sẻ bài cho em nhá. 11 đây. 11. 12 đây. 250.000. Mã số 13. 13 cho em này. Eo từ 65 đến 90 các chị nhìn này. Nó đẹp như vậy này. Nó đẹp quá trời như vậy này. Mã số 13 cho em nhé. 250.000 mã số 13 này. 13. Và con này là mã số 14 cổ sơ mi này. Eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số 14 cổ sơ mi cho em này. Chị Thủy Thanh. Chị Thủy Thanh này, 250.000 miễn ship này. Cái này mã 14 giùm em nhé. Mã 14 250.000. Mã số 15, chúc mừng các chị này. Trời ơi. Mã số 15. Nó đẹp như vậy này các chị. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Nó rũ như vậy nè. 14 đây. À, cái này mã 15 giùm em nha. Mã 15 cho chị nào đây? Mã số 16. 15 chốt đơn. 15 cho chị Kim Thoa. Mã số 16 này. Ôi nó đẹp. Các chị ơi. Một cái con lốc xoáy nó đẹp cực kỳ. Mã số 16 cho em nhé. Eo từ 65 đến 90. Ôi nó đẹp quá. Mã số 16 250.000. 16 chị Ngô Bo. Mã số 17. Em chúc mừng chị nào chốt trúng cái con VIP của VIP này này. Đẹp chưa? Con này các chị biết là 470 một con đây. Dập ly nhá. Hoàng gia đây. Mà bây giờ bán 250. Trời. Mã số 17 nhá. Eo từ 65 đến 90. Mã 17. Mã số 18 một con duy nhất. Mã số 18 cho em. 17 cho chị Nguyễn Trang. Rồi chúc mừng chị Nguyễn Trang nha. Trời ơi chúc mừng nàng. Mã số 18. Mã số 18 hoàng gia tím. Mã số 18 nha. 250.000. Mã số 19. Mã số 19 cho em đẹp như vậy nè. Mã số 19 cho em. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 19. 18 cho chị Kim Anh. Chị Kim Anh này. Mày 19 này. Mã số 20. Đây là chị nào
yêu thích những chữ cái. Đây nhiều chữ lắm, xì tai lắm nha, rất xì tai. Eo từ 65 đến 90, một cái chất von tơ cực đỉnh ha. Đấy, von tơ cực đỉnh luôn. Mã số, con chốt tới đâu rồi? Chốt tới con đấy 17? 18 rồi không? Con này là con lụa hoàng gia các chị nha. Con này con 19 nha. Và con này con 20. 20, mã số 20, 250 ngàn. Mã số 21, eo của nó từ 65 đến 85. Eo từ 65 đến 85. Lên cho em mã số 21 nhé, 250 ngàn. Mã số 21. Mã số, con này đắt tiền à. Đắt tiền nhưng mà em bán 2 em rưỡi. Đừng quên chia sẻ bài cho em nhé. 19. 19 đây. Cho chị Yến Chanel. Chị Yến Chanel này. 19, 20, 21 cho chị nào đây? 21 chị Linh Lê. Chị Linh Lê 21 đây. 22. 22 đây. Ủa chưa đọc số, mấy chị lên 22 luôn rồi đấy hả? 22 chị Ngô Bo. Chị Ngô Bo một con 22. Ý mình con này chị có má có để giấu mấy con đó con ạ. Má giấu có mấy con á. Cho chị thứ hai nữa đi. 22 cho chị nhà hàng Hoa Hợi. Chị nhà hàng Hoa Hợi gì đây? Chị nhà hàng Hoa Hợi. Còn đông từ nha. Đừng manh động. Rồi hết rồi. Rồi mã số. Đây, con này đắt tiền nha. Con này đắt tiền nha, em bán cho chị với giá 250. Đừng quên chia sẻ bài cho em nha. Con này tới 400 mấy một con đấy. Không có rẻ đâu. Đấy, xả là xả có 250 thôi đây. Mã số 23 nha. Von cực kỳ rũ nhá, eo từ 65 đến 90. Von cực rũ cho em. Mã số 23 cho em, 250 ngàn. Chị Khánh Phạm một con này. Mà có mấy con thôi con? Rồi, chị Mai Trần. Chị Mai Trần một con này. Chị Yến Chanel. Chị Yến Chanel một con này. Thôi em nói là em cất giấu được mấy con đẹp lắm nha. Còn rồi chị Hà Đỗ. Chị Hà Đỗ này. Còn một con nữa. Chị Tám Hồng. Chị Tám Hồng này. Trời ơi mừng quá. Còn một con nữa. Rồi chị Dung Bùi. Chị Dung Bùi này. Chắc là hết thật rồi. Hết thật rồi. Rồi cái con này. Cái con này eo từ 65 đến 85, 86, 87 nha. Eo từ 65 đến 85, 86, 87 cho em. Đẹp chưa? Lên cho em mã số 24 à? 24. 250 ngàn. Mã số. Trời ơi nó đẹp. Mã số 25. Nó đẹp như vậy nè, có chị 250 ngàn. Nó đẹp như vậy nè. Eo từ 65 đến 90. Mã số 25 cho em. 24 cho chị nào đây? Nguyễn Nguyệt áo đen này. Đánh vô. Thấy chưa? Chị 25 cho chị nào đây? 25 chị Lan Anh. 25 cho chị Lan Anh này. Mã số 26. Ôi, chúc mừng chị nào chốt trúng con này nha. Con này VIP lắm luôn. Trời ơi, nó VIP của VIP. Con này đắt tiền lắm các chị ơi. Nhưng mà em bán là xả luôn 2 đời nha. Cái này eo từ 70 đến 90. Mã số 26 nha. Đẹp quá. 26 này. 26 chị Thúy Trần. Mã số 27 này. Eo từ 65 đến 90, 250 ngàn. Mà nó cỡ này thì các chị biết sao? Biết làm sao được. 27 cho chị Khánh Phạm. Chị Khánh Phạm này. Mã số 28 này. VIP của VIP này. Eo 90 đổ về mặc được hết nha. Mã số 2 mấy này à? 27 à? Dạ 28. Cái này 28 đúng không? 28 này, mã 28 cho em nhá. Con này đẹp quá. Con này đẹp quá, mã 28 nhá. Mã số 28 này. Mã số 29 này. Eo từ 70 đến 90 này. Oh yeah, oh yeah. 28 cho chị Kim Anh. 28 chị Kim Anh này. 29 này. Trời ơi, yeah. 29 này. Mã số 30 này. Ôi, 29 con này cho chị Ly Lưu. Trời ơi, con này nó đẹp. 29 cho chị Ly Lưu này. Mã số 30 này. Eo từ 70 đến 90 này. Eo từ 70 đến 90 cho em. Con này lên cho em mã số 30 à. Mã số 30 này. Ôi con này đẹp quá à. Con này rờ sướng lắm luôn đấy. Rờ nó mềm sụn nè. 30 cho chị Ngô Bo này. 30 cho chị Ngô Bo này. Đây. Con này eo từ 65 đến 84 này. Các chị nhìn này. Nhìn kỹ này. Nó đẹp hơn con Vinh Nhật. Các chị mua vài triệu bạc này. Em bán 250 các chị về đo đi nhá. 30 còn con này con. 30
30 cho chị Nguyễn Thị Hằng Nga. Chị Nguyễn Thị Hằng Nga 30 này. 31 này. 250.000 mã 31 cho em này. Mã ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi chị, các chị ơi, con này các chị nào mà chốt được con này mê. 31 cho chị Hà Tuyết. 31 cho chị Hà Tuyết này. Con này con 32. Ôi giời ơi, con này đẹp quá. Mã số 3, con này đẹp thiệt luôn á. Nhìn này, mê không? Mã số 32 nhá, hai em đợi. Mã số 33. Mã số 33, con này size nhỏ nhá. Con này eo từ 65 đến 78, 80 thôi nhá. Eo từ 65 đến 80 thôi. 32. 32 cho chị Lan Nguyễn, Lan Nguyễn. Cái con này tới tới eo 80 thôi nhá. Eo từ 65 đến 80 thôi. Con này 250.000 lên em mã số 33. Mã số 34. Mã số 34, eo từ 65 đến 90. Đẹp mê. Đẹp mê. Mã số 34 cho em. Mã số 34 cho em. Chị ấn lộn. Mã 34. 34 cho chị Linh Đương. Đây. Chị ấn lộn số. Chị Khánh Phạm bỏ con này ra đúng không? Chỗ con này đẹp lắm luôn á. Các chị ơi, con này em lên lại nha. Mã số 35. Con này mã số 35 giùm em, các chị nhìn này. Con cực đỉnh nhá, hoa hồng cực đỉnh này, hiếm có những con hoa hồng như vậy lắm. Con này các chị biết là người ta bán lẻ 400 mấy 500 một con. Nhà em bán xỉ 39. Bây giờ xả có 250 miễn ship nha. Không đẹp là không lấy tiền luôn nhá. Đó, eo từ 65 đến 90. Con này tới 90 không? Ok, tới 90 nhá. 35 cho chị Nguyễn Nguyệt. 35 con này đúng không? 35 đây. Mã số 36. Chị Thanh Châu, chị Hạnh Gia Đi E, chị Trần Trang, chị Hồng Tám, chị Lan Nguyễn, chị Liên Lê, chị Ly Lưu, chị Hương Hoàng, chị Thái Thị Phương, chị Hằng Nga, Nguyễn Thị, chị Hà Đố. Cho em xin số điện thoại, địa chỉ vào inbox luôn nha. Nó cướp mic em đó các chị, nó cướp mic em rồi nó đọc một chảy đó các chị. Cho em số điện thoại địa chỉ nha. Các chị nào chưa cho địa chỉ inbox liền cho em nhé, không tôi ký em xả đơn đây. Tại vì chị nói nhiều quá em không chen vào được. Mày cứ chen vào, mày thấy anh không, anh cứ nhảy sổ vào. Mày thấy 36 cho chị Lan Trần. Chúa ơi, em chưa đọc số luôn, em dừng lại, em nghe con kia đọc mà các chị chốt 36 luôn đó. 37. 37 đây. Trời ơi, em nói nó đẹp lắm, mấy cái mẫu này, mẫu VIP nó chỉ có 1 2 con thôi, đâu có nhiều đâu. Mấy mẫu VIP này tụi em mua nguyên một lô nó chỉ có 1 2 con mấy con, đâu có nhiều. Eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số bao nhiêu rồi con? Dạ, 37. Mã số 37 đúng không? 37. Đẹp quá, mã số 37 cho em nhá. Mã 37 cho em. Mã 37 cho em này. À. Mã số 37 cho chị mã số 38 đây. 37 cho chị Hoa Phương Nguyễn Thị. Ôi cái con này nó dã man. Mã số 38 cho em. Nó đẹp đến mức độ như thế này. Cái này lụa cực đỉnh nha các chị. Cái con này lụa cực đỉnh nhá. Em từ 65 đến 90 nhá. Lên cho em mã số 38. Mã số 39. Đẹp quá. Mã số 39. Eo từ 65 đến 90. Mã số 39. 38. 38 đây. Chị Trần Thị Thu. Chị Trần Thị Thu đây. Cái này mã 39 nhá. 250.000. Mã số 40, chúc mừng chị nào chốt trúng con này. Em chúc mừng chị nào chốt trúng con này nha. Con này nó đẹp lắm nha, em nói nhỏ vậy thôi nha. Không dám nói lớn, sợ người ta đòi. Eo từ 65 đến 90, cho em nói nhỏ lắm, có hơn 100 người nghe thôi. Dạ. 39 cho chị Ngô Bo. 39 cho con này đúng không? Học chứ 38, con 39 đúng không? Con 38, 39 này. Con này con 40 nha. 40 cho chị Thanh Lê. Đây là một cái con mà em nói nó đẹp kinh khủng khiếp, các chị nhìn này. Nó đẹp lắm á, cái dòng lụa đỉnh, cổ đỉnh như vậy này. Các chị nhìn này, nó đẹp như vậy này. Đã không? 250.000 em miễn ship tận giường cho các chị luôn nhá. Eo từ 65 đến 90, mã số 41 này. Mã số 42. Các chị nhìn con này chất không? 41 cho chị Nguyễn Trang. Các chị nhìn thấy con này chất không? Em nói von của nó bao chất nhá. Vin dập ly mà nó bao chất cho em. Mã số 41 này. Cái này mã 42 giùm em nhé. Mã 42 cho em. Mã số 42 cho em 250.000. Mã số 43, một con tuyệt đỉnh hoa hồng. Trời ơi con hoa hồng nhìn này. Các chị nhìn cái con hoa hồng này dã man không? Eo từ 65 đến 90 là bao vừa. Lên cho em mã số 43. 42 đây. 42 chị nào đây? 42 chị Trần Yến. Cái này mã số 43 giùm em nhé. Mã 43 250.000. Tàng quèo quèo quèo. 43 cho chị Nguyễn Trang. Chúc mừng chị nào chốt trúng cái con tím 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 này đẹp quá. Mã số 44 em cầm em quéo người luôn đó các chị.
Các chị biết là mấy con này đắt tiền đấy, tụi em bán đợt này tụi em bán lấy lọc thôi, chia sẻ bài hộ em nha. 44 chị Ngô Bo. 44 chị Ngô Bo này. Và mã số 45. Ôi chị nào mà chốt trúng cái con tiểu thư này này. Mê lắm. Em nói là viên Nhật mà các chị mua á mà 1 2 3 triệu là không bằng cái con Hàn của em này đâu. Cái con đầm viên Hàn này của em á 250 thôi, em đánh đẹp các chị luôn. Đẹp không? Đẹp vậy đó, em từ 65 đến 90 nhá. Von cực rũ cho em như vậy. Đó, lên cho em mã số 4 mấy rồi con? 46 46 45 45 mua đâu? 4 mấy? Con vừa chốt 4 mấy? Con vừa chốt 44. 44 giờ 45 à. 45 đây. 45 chị Thanh Lê. Đứa nào nói to được qua đây nói đi. Ở đây tụi nó không nói to được. Đây. Em từ 65 đến 90 là mang vừa. Số điện thoại địa chỉ không cho trên like nha mọi người. Các chị ơi, các chị ơi, số điện thoại địa chỉ các chị inbox cho em. Nhà em đã có vẫy tay vào tin nhắn chờ rồi. Các chị inbox vào tin nhắn giùm em nha, để tụi em có căn cứ đó mà gửi biên like vào cho các chị nha. Chứ cho trên like là tụi em không có tìm được các chị ở đâu hết. Các chị cho vào tin nhắn giùm em nha. Rồi con này lên em mã số 40 mấy, 46. 46 chị Nguyễn Trang. 46 chị Nguyễn Trang. Mã số 47. Cái con này đắt tiền cực kỳ các chị nhá. Đây là một cái loại von tơ siêu cấp nha. Các chị nhìn kỹ này, nó là von tơ siêu cấp nha các chị. Đó, nó là von tơ đấy. Con này đắt tiền lắm nhưng mà em bán có 250 thôi đấy. Chị nào eo từ 65 đến 85, 86 thôi nha. Đừng có đến 90 nha. Đừng có đến 90. Lên 250. Lên cho em mã số 47. 47. 47 cho chị Vũ Thục Hoa. Chị Vũ Thục Hoa một con. Rồi còn một con nữa thôi. Còn một con nữa thôi nha. Còn một con nữa cho chị nào đây? Biết chị nào à? Còn con nữa. Có con này bị điếc rồi. Có con lệnh mẹ. Ôi trời ơi, nó biết rồi. Chị Linh Đương. Chị Linh Đương nha, chị Linh Đương này. Ôi trời ơi. Rồi tiếp tục nào. Mã số 48 giùm em nhé. Tuyệt đỉnh hoa chân. Cái con này các chị biết mua 400-500 ngàn một con đúng không? Bên Nhật là cứ phải mua vài triệu. Mà bây giờ bên Hàn tụi em bán con này xả có 250 đây nè. Đẹp quá, eo từ 65 căng ra được đến 87 nhá. Con này lên cho em mã số 40 mấy? 48. 48. Chị Nguyễn Trang kêu là không lấy con hoa hồng ở đâu. Lấy hoa hồng lại đi, lấy hoa hồng đi. Đưa cho chị nước này. Nước. Ừ, mã số 48 nha. Lẹ đây chị còn nhiều hàng lên lắm. Đây, tiếp tục cho em một con lụa cực đỉnh nha. Mã số 49. À, cái con này các chị biết là 400 mấy một con đây các chị nhá. 400 mấy không rẻ đâu. Mà bây giờ bán có 250 đấy. 48 các chị nào đây? 250. Em xả có 250 thôi, các chị tha hồ mua luôn á. 250 ngàn lên em mã số 49 nhá. 49. 49 cho chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang và đây là mã số 50. Ôi dồi ôi con này đẹp. Mã số 50 giùm em. Nó đẹp như vậy nè. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 50. Mã số 50 cho em nha. Mã số 50 được mấy chị có đây? Ê, cái con này có để dành được mấy con? Mã số 50. 50 cho chị Hạnh Lê. Chị Hạnh Lê một con này. Tiếp. 50 cho chị Ngô Bo. Chị Ngô Bo một con tiếp. 50 chị Yến Chanel. Chị Yến Chanel một con này. Hết nhá. Em có 3 con nhá. Có 3 con. Và bây giờ sẽ là mã số 51. 51 đây. Ôi nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 mang vừa không? Không, từ 65 đến 87 thôi nhá. Eo từ 65 đến 87 mã số 51 cho em này. Có một con một thôi nhá các chị nhá, con này đắt tiền mà em bán có 250 đây. Mã số 51. 51. 51 cho chị Phạm Thị Hà Xuyên. Mã số 52. Ôi giời ơi nó đẹp. Mã số 52. Không đẹp không lấy tiền ha, không đẹp nghỉ bán luôn. Eo từ 65 đến 90. Lên cho em mã số 52. Nhấp cái này. 52 đúng không? Dạ. 52. 52 cho chị Trần Yến. Mã số 53. Đây là một cái con đầm mà các chị biết có những lúc nó lên 700-800 một con. Cách đây mấy năm trước tụi em bắt đầu vào nghề viên Hàn ấy. 7-8 năm trước ấy, con này tụi em bán giá xỉ 800 ngàn một con, mua lẻ trên 1 triệu một con. Dã man không? Bây giờ Trúc Phương Nguyễn bán cho các chị với giá bao nhiêu?
Đây là những cái loại mà tụi em cất giấu đấy, để lâu cất giấu đấy, mang ra bán cho các chị với cái giá 250, các chị mặc nhớ chia sẻ cho chú Phương Nguyên nhé, nhớ chia sẻ nhé. Con này mã số 53. 53 cho chị Go Bo. Đẹp quá. 53. Tiếp tục một con nữa cho ai đây? Cho chị Nguyễn Trang. Rồi, chúc mừng chị Go Bo và chị Nguyễn Trang nhé. Một cặp nhé. Cái này để dành cho một cặp đấy. Và mã số 54. Eo từ 65 đến 90 nhé. Mã số 54 cho em, các chị nhìn nó đẹp rồi này. Rất là đẹp nhé. 250.000 mã số 54. Mã số 54. Mã số 54. Đây là một con lụa cực kỳ đỉnh nha. Eo từ 65 đến 90. 54 cho chị Mai Trần. 54 cho chị Mai Trần một con. Hết. Mã số 55. Đây là một con lụa cực đỉnh các chị nhá. Lụa cực kỳ đỉnh nhá. Đắt tiền ha. Con này các chị mua xỉ vào 400 mấy luôn á. Mà tụi em bán là bán xà đều luôn á. Mã số 55. 55 cho chị Trần Yến. Chị Trần Yến một con và có một con nữa nhá. Cho chị Ngô Bo. Chị Ngô Bo. Hết này. Và đây là mã số 56. 56 là một con cái màu cam đất cực đẹp. Cổ điển không? Eo từ 65 đến 90. Mã số 56 cho em. Mã số 56 cho em nhé. 250.000. Mã số 56. Đẹp quá à, con 56 đẹp quá. 56 cho chị Hương Đoàn. À, 56 cho chị Hương Đoàn. 56 còn này. 56 tiếp. 56 cho chị Trang Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang còn một con nữa. Cho chị Lan Phạm Ngọc. Chị Lan Phạm Ngọc hết. Và bây giờ là sẽ là mã số 57. 57 em chúc mừng chị nào chốt trúng con này. Chốt trúng con này là như trúng số độc đắc luôn nhá. Vì con này gần 500.000 một con ha. Có một con xả luôn 250. Eo của nó từ 65 cho đến 87 nhá. 84, 85, 87 thôi nhá. Lên cho em mã số 57. 57 này. 57 là chị Trần Yến. Chị Trần Yến. Và đây là mã số 58. Mấy con này không có con nào xấu hết, con nào cũng đẹp nhá, con nào em cũng cất giấu rất là đẹp nhá. Đẹp cực kỳ, eo từ 65 đến 90. Mã số 58 à? Dạ. Đẹp quá à. 58 giùm em nhá, 58. Một con lụa. 58 cho chị Lệ Thu. Chị Lệ Thu. Một con lụa nó đẹp như vậy này. Em nói nó đẹp trên cả tuyệt vời ha các chị ha. Cái lụa mà nó đẹp như vậy này, rờ như da em bé vậy này. Các chị nhìn cái hoa của nó giống như là hoa thật, nó bật ra ngoài vậy nè. Đó. Đẹp vậy đó, 250.000 có một con duy nhất, mã số 59. 59 eo từ 65 đến 90 nhé. Chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang này. 59. 59 đây, mã số 60, một con duy nhất nha. Nó đẹp như vậy này các chị, 390 giá sỉ ha. Bây giờ em có một con cũng bán 250. Lên cho em mã số 60 này. Mã số 60 nhá. Đẹp quá, con này đẹp quá. Chắc con siêu rũ à. Mã số 60. Mã số 60. 60 cho chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang này. Mã ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Con này là con lụa dã man. Con này dã man, con này các chị biết là các chị mua lẻ là 600-700 ngàn một con nhá, không có giá 250 đâu. Các chị chia sẻ bài cho em xin một nút chia sẻ nha các chị nha. Lên em mã số 61 này. 61 cho chị Bích Xôi. Mã số 62 này. Mã số 62, những con này em nói trên 500 một con ha. Các chị mua xỉ trên 500 ha. Các chị mua lẻ là 700-800 một con luôn á. Mà em bán có 250, nhớ chia sẻ bài cho em nha. Em tặng hết tiền cho các chị rồi đấy. Mã số 61 rồi đúng không? Dạ. 62 này, con này con 62 nha. Lụa dây xích. Lụa dây xích nha, nhìn này. Lụa dây xích của em. 62 cho chị Lan Nguyễn. Lan Nguyễn. Và con này là con số 63. 63 đây. Ôi dồi ôi, nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số 63 giùm em. Em bán mấy con này đắt tiền lắm. Em bán cho chị đừng quên em nhá. Mã số 64 là một con von rũ đỉnh của đỉnh nha. Nó đẹp như vậy này các chị. Con này các chị mua pin Nhật thì cứ phải là 4-5 triệu ha. Pin Hàn tụi em bỏ xỉ con này 380.000. 63. Nhưng có một con duy nhất thôi. 63 cho nên là bán với giá 250. Khi nhận được con này đừng quên em, đừng phụ lòng em nhá. Đó, cái này 62 đúng không? 62 đây, 63 đây. 62, 63. Đây, mã số 64. Mã số 64 giùm em. Eo 64 từ... cho chị Ngô Bo. Trời ơi đẹp quá. Đẹp cực đẹp nha. Mã số 64 cho em nhá. Mã số 64 này. 64. Chị Ngô Bo. Con này 64 đúng không? Đây, vậy con này 65. Sorry, con này 65.
Mã số 65 nhé, con này 65, sorry sorry các chị nhé. Cái đỏ cái là 64 rồi đúng không? Vậy là cái này 65, sorry sorry, 65, 65 nhé các tình yêu ơi. 65 65 cho chị mấy nước, tôi khát nước quá. 65 cho chị Nguyễn Trang. Chị Nguyễn Trang này. 65 cho chị Thanh Lê. Chị Thanh Lê này. À, mày đưa cho chị mấy con 65 chỗ kia đi. 65 chỗ kia kìa. Con màu xanh nhỉ? Ê mày đừng mày tạt qua đây tao đổ hết trơn kìa. Đấy. Rồi 65 cổ gì nữa đây? À cái này cổ sơ mi cầm đi. Cái con 65 này cổ cái cổ kia hết nhá. Bây giờ em sẽ cổ sơ mi này. Cái con này bây giờ sẽ là cổ cổ nơ, nó có hai con thôi. Bây giờ mà qua mã 66 nhá. 66 là cổ đức nhá. Cổ sơ mi á, cổ đức ấy. Chị nào lấy cổ sơ mi thì lên mã 66 nhá. Cả 66, 65 là cổ sâm, cổ cột nơ. Tụi em bán cột nào em đập cột đấy. Cái này lên 66 cho em. 66 cho chị Trang Trần. Chị Trang Trần một con này. 66 nha. 66 cho chị Huyền Nguyễn này. Rồi 66 cho chị Phụng Tiên này. Rồi 66 cho chị Mai Trần này. 66 L81 ok. Chị Kim Dung Can này. Rồi 66 cho chị chị Phụng Tiên có rồi. 64 đỏ của chị Ngô Bo có rồi. Đỏ của chị Ngô Bo nhá. Em còn một con 66 thôi. Chị nào chưa có cổ đức thì lấy nhá. Và bây giờ sẽ là mã số. Trời ơi con này đẹp quá. Eo từ 65 đến 90. Các chị nhìn này, nó đẹp như vậy này. Nó đẹp như vậy này các chị. 250.000 mã số 67 nhá. Mã số 67 giùm em. Đẹp quá. Mã số 67. Cái này 66 nha. 66 cho ai nữa đây? 66 cho chị Nguyễn Thị Thanh Yến. Chị Nguyễn Thị Thanh Yến là hết này. Cái này mã số 67 cho em nhé. 250.000 một con, miễn ship tận giường luôn nhé. Mã số 67. 67 cho chị Đoàn Thị Bích Hằng. Chị Đoàn Thị Bích Hằng một con 67 này. Tiếp này. 67 cho chị Lan Lan Nguyễn. Chị Lan Lan Nguyễn này. Ê, đưa cho chị cái lùi chỗ kia em. Một đám đó mới về đấy. Các chị khách mới mua bên shop em, cho em xin số điện thoại. Còn không còn quay sao? Vào tin nhắn giùm em nha. Các chị nào mà khách mới chốt được đơn, tụi em đã có vẫy tay cho các chị ở trong tin nhắn chờ rồi. Các chị giúp em vào đó cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Còn cái mẫu nào em? Còn không? Cái còn không? Hết rồi đúng không? 67 là cái mẫu này cơ. Mẫu đây, 67 đây, còn ai không? Chị Nguyễn Trang. 67 cho chị Nguyễn Trang con này, hết chưa? Rồi 67 hết nha. Và bây giờ con này là con 6. Ồ không, con khác, con khác. Mã số 67. Mã số 68, con này có bèo ngược nha các chị nhá. Các chị nhìn này, nó có bèo ngược ở đây nè. Vin dập ly nhá. Eo từ 65 đến 90, vin dập ly có bèo ngược. Lên cho em mã số 68. Mã số 68 giùm em nha. Mã số 68, 250.000. Vin tiểu thư. Vin tiểu thư cho em dập ly. 68 cho chị Quách Quách. 68 cho chị Quách Quách này. Cái này là vin tiểu thư các chị nhìn này, rất là mềm rũ, eo từ 65 đến 87. Cái này lên cho em mã 1 này. Mã số 1 250.000 này. Đẹp quá, con này đẹp quá. Vin tiểu thư nha. Vin tiểu thư lên cho em mã 1 250.000. Mã 1 250. Số 1 cho chị Linh Đương. Đây, số 1 có một con thôi nha. Và đây là số 2, cái này có một con thôi. Số 2 giùm em nhá, vin tiểu thư, eo từ 65 đến 87. Đó. Eo từ 65 đến 87, cái này lên mã số 2, vin tiểu thư nhá. Mã số 2, MMBB cho chị mới vin làm đó em, mới vin siêu phẩm làm đó chị. MM 22 em, 23 em. Con này quăng clip vào đây. Đấy, vin lụa đấy, cây xào lụa đỉnh đất đấy. Để ít ít thôi, vài mẫu thôi, lịch thuốc thôi, nó nghe lẻ tôi lên lên like thôi. Số 2. Rồi. Số 2 cho chị Thu Uyên. Đây, số 2 cho chị Thu Uyên. Và đây là số 3. Số 3, vin tiểu thư, số 3 250.000. Eo từ 65 đến 87, mã số 3, đẹp chưa? Vin tiểu thư giá mỗi mẫu một cái. Mã số 4. Trời ơi, đẹp. Mã số 4. Nó đẹp như vậy nè các chị. Nó đẹp như vậy nè. Chúa tôi cây này má ơi. Rồi được rồi. Mã số 4 giùm em nha. Số 4 cho em 250.000. Rồi được rồi. Như đó được rồi.
Tao kêu để đây thì đốt nó, chạy kêu đằng đông nó chạy đây. Khổ lắm. À, ở đây có, ở đây em có mấy con tuyệt phẩm nhá, em xả luôn. Cái dòng này tới gần 500 một con nhá, xả luôn 250 nhá. Có vài con thôi, không có nhiều nhá. Chị nào chốt được có lộc thì nhớ chia sẻ bài cho em nhá. Eo từ 65 đến 90, 250 ngàn. Cái này đắt tiền, em nói trước nhá. Ở đây em còn hơn chục con thôi. Xả lấy lộc, chị nào chốt được đừng quên chia sẻ bài cho em. Cái này lên cho em mã số 5. Mã số 5 cho em 250 ngàn. Dòng này gần 500 ngàn một con, trên 500 ngàn một con nhá. Mà bây giờ bán có hai em đựa thôi. Số 5 cho em một con này, có một con thôi nha. Rồi và đây là con số 5 cho chị Thúy Phạm. Số 6 nha. Nhìn này. Cái này hoàng gia. Eo của nó từ 65 đến 90, 250 ngàn lên em mã số 6 này. Mã số 6 giùm em nhé, đẹp quá. Mã số 6 250 ngàn này. Mã số 6 250. Mã số 7. Số 6 cho chị Nguyễn Thị Hằng Nga. Chị Nguyễn Thị Hằng Nga số 6 này. Mã số 7 giùm em, eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 7 nha. Mã số 7, số 6 còn một con này. Số 6 cho chị Tuyết Thu. Cái này lên số 7 cho em nhá, số 7 cho em 250 ngàn. Cái này dòng đắt tiền cái gì nhá, em xả có mấy con, còn mấy con em xả cho sạch nhà, sạch xào đấy. Sạch xào cho nó về hạng mới. Rồi tiếp tục, mã số 8. Mã số 8 cho em. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 8 nhá. Mã số 8. Mã số 8 250 ngàn. Mã số 8 này. Số 8 cho chị Bích Xôi. Chị Bích Xôi số 8 này. Mã số 9 này. Mã số 9 cho em. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 9 250 ngàn. Mã số 9 250 ngàn này. Mã số 10. Số 9 cho chị Thúy Phạm. Trời ơi, mã số 10 250 ngàn. Số 9 này. Cái này mã số 10 cho em 250 ngàn. Mấy cái dòng này đắt tiền lắm các chị ơi. Mà em xa dòng viên thú mà. Em còn có ít con em xả rẻ nha. Xả rẻ cho các chị luôn nha. Mã số 10. Mã số 11. Mã số 11 cho em nhá. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 11. Mã số 11 250 ngàn. Mã số 11. 10 cho chị Huyền Nguyễn. Số 10 đây. Số 10, số 11. Mã số 12. Mã số 12 cho em nhé. Tuyệt đỉnh hoa rơi. Mã số 12. Eo từ 65 đến 90 nhé. Mã số 12 cho em 250 ngàn. Còn có vài con em xả cho nốt nhé. Mỗi mẫu còn có một vài con xả nốt nhé. Mã 12. Mã số 13. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 13. 250 ngàn. 12 cho chị Thủy. Chị Thủy Lê này. Mã số 13 nhé. Mã số 13 250 ngàn. 13 cho chị Kim Jun Can. Đây, 13 đây. 13 có một con thôi. Mã số 10. Ê, 13 còn con nữa này. 13 còn con nữa này. 13 cho chị Nguyễn Thị Thanh Yến. Chị Nguyễn Thị Thanh Yến này, hết này. Mã số 14. Ôi, em còn có mấy con voi này. Có mấy con voi em xả nốt nha. Xả hết hàng, em rửa cho các chị là hết luôn nhá. Nó không có còn nữa rồi. Hết hàng rồi. Mẫu này em hết rồi, em xả cho nốt này. Đây. Eo từ 65 đến 90 là bán vừa 250 ngàn. Lên cho em mã số 14 này. Mã số 14 nha. 14 này. Mã 14. Ở đây em còn có mấy con voi thôi. Em xả cho nó sạch nhà nha. Chị nào mua được giá mềm giá rẻ có lộc thì đừng quên ủng hộ chia sẻ bài cho em nha. 14 cho chị Thúy Trần. 14 này. Cái này bán 15 cho em 250. Cái này đắt tiền đó các chị ha, gần 500 ngàn một con đấy, em bán rẻ đấy. Xả hết cỡ cũng phải 350 đấy, mà bây giờ bán có 250 thôi đấy. Rồi con này lên cho em mã số 15 nhá. Mã số 15 cho em nhá. Đó. 15 cho chị Hạnh Nguyễn. 15 cho chị Hạnh Nguyễn một con này. Để chị có bán thôi, còn con nào nữa. Rồi 15 đâu nữa, đây 15 còn một con nữa nha. Chị nào chưa có 15 lên 15 nhá. 15 nhá, 250. Mã số 16 này. Em còn có vài con thôi, xả cho hết nhá, còn có mấy con rồi. Mã số 16 này. Hai em rưỡi này. Mã 16 250 này. Yêu đẹp lắm nhá. 15 cho chị Thúy Phạm. 15 cho em Thúy Phạm này. Cái này 16 này. 16 này. 16 cho chị Uyên Phạm. Chị Uyên Phạm này. Cái này 17 này. Eo từ 65 đến 90 nhá. Cái này 17 này. 17. Con này đẹp quá.
mã số 17. Con này mã số 18 nha. Đây, mã số 18. Mã số 18 đây. Eo từ 65 đến 90 nha. Mã số 17, 18 này. Châu, chị Hạnh, Jania, chị Trần Trang, chị Hồng Tám, chị Lan Nguyễn, chị Hương Hoàng, chị Thái Thị Phương, chị Hằng Nga Nguyễn Thị, chị Hà Đỗ, chị Hoa Phương Nguyễn Thị, chị Trần Thị Thu, chị Hương Đoàn, chị Quắc Quắc, chị Kim Du Can, chị Tuyết Thu, chị Lan Lan Nguyễn. Inbox số địa chỉ và điện thoại cho em chị nhớ. Các chị khách mới inbox ngay số điện thoại địa chỉ cho em với. Bé nó đã vẫy tay cho các chị rồi nhá. 17 là con này con ơi. Đây em 17 đây. Thí Phạm. 18 đây. 18 chị Đại Đại A Ca. Mà 18 mà còn một con nữa đấy. 18 chị Thu Hà. Thu Hà. Đấy, hết voi rồi đấy. Hết voi rồi nhá. Em còn một cặp hổ này. Chị nào lấy cặp hổ thì lên cho em mã số 19 nhá. Mã số 19 nhá. Cái kèn này hổ báo cáo trồn đây. Cặp hổ nhá, hổ này người ta bán đắt tiền, tiền triệu á, Trúc Phương bán là bao nhiêu, 200 rưỡi. Xả hết rồi nhá, còn có mấy con em xả hết luôn nhá. 19 nhá. 19 là con hổ này. Cái này là hoa rơi nhá. Cái này hoa rơi cực đỉnh ha. Hoa rơi cực kỳ đỉnh ha, 250 một con. 19, 20, 19 là con hổ, 20 là hoa rơi. Và 21 là con hổ đỏ nhá. 21 là hổ đỏ cho em. Và 22 là con sư tử. Chúc mừng chị nào chốt được chúng con sư tử nha. Đắt tiền lắm đấy, có một con thôi. Còn một con bán luôn, hết. Hết nha. Rồi đến như nào đây? 22 cho chị Yên Phạm. 19, 20, 21, 22 đây. 22 22 Rồi bây giờ sẽ là cái con này. Cái cặp này đắt tiền ha các chị ha. Cặp này rất là đắt tiền. Cặp này á, bình thường tụi em bán xỉ á, trong mùa dịch này á, bán chiên hết cỡ là 350 ha. Nhưng mà hôm nay còn có hai con thôi, em bán cho các chị với giá 290.000. 290. Em từ 65 đến 90 nhá, 290.000 thì em nhá. 290.000 một con. Đẹp quá. Cái này lên cho em mã gì đây? Mã số 1 nhá. Mã số 1 290.000, cái này em còn một cặp nha. Mã số 1 290.000. Đẹp quá, con này đẹp lắm luôn đấy. 290. Đây. Có một con lụa đỉnh của đỉnh luôn. Số 1 cho chị Thuy Nguyễn. Đây, số 1. Số 1 cho chị Thúy Trần. Rồi, ghi cái này 29 cho má đi. Ghi chưa? 29. Ghi 29 vô. Bây giờ mà cái dòng này dòng 250 nhá. 250 đây nhá. Dòng này các chị biết này, 400 mấy một con giá xỉ đây. Nhưng mà tụi em đợt này tụi em xả gần, phải nói là cái lô hàng này tụi em về không kịp á. Không kịp bán, tụi em phải buộc phải xả nhanh để lấy vốn nhập hàng Tết. Cho nên buộc phải xả lỗ với giá 250 để thu hồi vốn cực nhanh để nhập hàng Tết cho nó nhanh. Cho nên chị nào mà yêu thích dòng lụa này thì chốt nhá. Con này còn một con, eo 65-90 lên mã 2. Mã số 2 cho em 250.000. Con này lên cho em mã số 3, Chanel. Một con Chanel đỉnh của đỉnh, không có ai bán giá 250 ha. Lụa đỉnh của đỉnh ha. 250.000. Lên cho em mã số 3, các chị nhìn này nó đẹp rồi này. Mã số 3 giùm em nhé. Số 2 cho chị nào đây? Chị Lệ Thu. Trời ơi, nó đẹp quá. Con này nó đẹp quá luôn á. Mã số 3 nha. Số 3 chị Thanh Trung. Và đây là mã số 4. Trời ơi, các chị nhìn này, những cái con này người ta bán tiền triệu á chứ đâu có rẻ đúng không? Tụi em bán 250 nhá. Chủ yếu là em nhờ các chị chia sẻ bài cho em ha. Thay vì mình bán rẻ thì các chị giúp em chia sẻ bài nhá. Em chạy quảng cáo á thì em khỏi phải chạy ha. Để em để tiền đấy, em trừ vào tiền đầm cho các chị nhá. Mã số 4 cho em nhá, 250. Số 4 chị Phụng Tiên. Số 4 chị Phụng Tiên. Mã số 5 đây, số 5 là con cổ tròn nhá. Số 5 là con cổ tròn. Số 5 cổ tròn chất lụa cực đỉnh nha các chị nhá. Số 5 cổ tròn. Còn đẹp chưa? Chất lụa rất là đỉnh luôn. Số 5 cổ tròn. Và đây là số 6. Số 6 giùm em nhá. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 6. Số 5 cho chị nào đây? Số 5 cho chị Trần Thị Thu. Chị Trần Thị Thu 250 nè. Đây là số 6 giùm em nhá. Số 6 là con này nè. Số 6. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 6 nhá. 250.000. Con này mã số 7 nhá. Con này con VIP của VIP luôn á. Các chị biết là không có ai bán con này 250 đâu. Nhưng mà tụi em xả là xả hết luôn nhá. Lên cho em mã số 7. Mã số 7 nhá. Đây là mã số 8. Số 7 cho chị Nguyễn Thị Thanh Yến. Chị Nguyễn Thị Thanh Yến số 7. Đây là số 8 nhá. Số 8 cho em một con duy nhất này. Số 8 đẹp chưa? Eo từ 65 đến 90 nhá.
Lụa, lụa rất là đỉnh cho chị lấy nước. Lụa rất đỉnh cho em nhé. Số 7 cho ai đây? Số 7 con. Số 7 là con nào nhỉ? Số 7 nè, mới ra đi. Ok. Con số 6 đây, số 6 của chị nào đây? Số 6 chị Vi Thúy Vi. Chị Vi Thúy Vi, số 6 đẹp lắm chị ơi, đẹp cực kỳ luôn này. Nhìn này, chị Vi Thúy Vi số 6 này. Con này con số 8 nhé. Số 8 chị Trang Ngô. Chị Trang Ngô này. Để không chăm sóc tao tao chết. Tao chết không ai trả lương đâu. Nhưng mà giờ tới lượt em phải em làm giấy nó hơi lâu chị ạ. Ừ. Nên hơi khó chăm sóc chị ạ. Eo eo từ 65 đến 90 cho em. Bây giờ đi mua kẹp thêm á. Eo từ 65 bên nhà, chị nhà lấy. Qua kẹp. Vậy hả? Thôi bây giờ dán đi, dán đỡ đi, đi tối tí đi mua. Thì dán đỡ đi, bây giờ làm sao? Bây giờ mẹ để đây, để livestream đây tí về live tiếp ạ. À? Eo từ 65 đến 90 giùm em nhá. Con này lên em mã số 9 250 chất von rũ nhá. Von rũ cho em nhá. Von rũ 250.000 mã số 9. Số 9 cho chị Kim Anh. Đây, mã số 10. Trời ơi con này đẹp quá à. Đẹp quá à, các tình yêu ơi. Mã số 10 giùm em. Đẹp không? Các chị biết là những con này giá xỉ cao mà 390 một con mà. Đâu có rẻ đâu. Tụi em xả là xả có 2 em rưỡi nha. Dạ số 1 hồi nãy chị có. Lên trên mã số 10 nha, số 10, số 10. Và con này là mã số 11. Eo từ 65 đến 90 lên em mã số 11. Đẹp như vậy nè các chị. Nó đẹp lộng lẫy như cái bẫy. Đẹp lồng lột nha, đẹp lồng lột. Mã số 10 giùm em. Mã số này số 9 đúng không? Đấy số 9 rồi đúng không con? Số 9 rồi. Số này số mấy rồi? Số 10. Còn này có 11 đúng không? Số này số 11. Ok số 11. Số 11. Số 12. Eo từ 65 đến 90 nhá. Cái này lên em mã số 12, 250.000. Mã số 12. Nó đẹp như vậy nè các chị. Nó đẹp từng centimet nha. Nó đẹp vậy đó. Mã số 12 giùm em nhé. À số 10 đây. Số 10 con này. Số 11 là con này. Số 11 chị Kim Nguyễn. Ờ, số chị Kim Nguyễn số 10 số 11 và đây là số 12. Số 12. Số 13. Trời ơi. Con này eo 70 đến 90. Chị nào eo 70 đến 90 thì lên em mã số 13 nhé. Đó. À, em chào các chị yêu mới vào nha. Chào chị Kim Nguyễn, chào tất cả các chị yêu nha. Đây. À, dạ nhà em bán đây này, xả hết cỡ rồi chị. Em xả hết cỡ luôn, dòng này toàn 300 mấy mà hôm nay em xả có 250 một con đây. Miễn ship tận giường đây. Tụi em xả nhanh để lấy vốn nhập hàng đấy các chị ơi. Nhập hàng kết. Cho chị Kim Nguyễn. À, 11, 12. Đây số 13 đây. Và đây là mã số 14 nhá. Mã số 14. Mã số 14 này đẹp chưa? Eo từ 65 đến 90 nhá. Lên cho em mã số 14 và đây là con tuyệt đỉnh hoa hồng mã số 15. Con này các chị mua là giá của nó từ 400 mấy đến 500 một con đó chị nhìn này. Đấy, 400 mấy 500 một con đấy. Mà tụi em bán có bao nhiêu? 250 khỏi bàn. À, mã số 14 này. 14 chị Kim Nguyễn. Rồi, cái này 15 này. 15. 15 chị Kim Nguyễn. Đây. 15 15. 15. Mã số 16 cho em nhé. Cái này nó có bèo ngược nhá. Nó có bèo ngược. Vin dập ly tiểu thư có bèo ngược đây. Mã số 16 cho em nhé. Mã số 16 cho em 250.000. Mã số 16. Mã số 17 cho em, đẹp quá. Mã số 17 cho em 250.000. Eo từ 65 đến 90. 16 chị Kim Nguyễn. 16 chị Kim Nguyễn này. Con này con 17 nha. 17 này. 17. 16 cho chị nào một con kìa. Cho chị Hoàng Lan một con kìa. 16 cái con này, này. Cho chị Hoàng Lan một con. Đấy giống cái con em vừa đấy. Rồi lấy thêm con 17. 17. 17 đây. 17 cho chị nào đây? 17 cho chị Quách Quách một con này. Thêm con 17 nữa này. Thêm con 17 nữa. 17 nữa đâu con nào rồi. 17. Ê bé bé có 17 nữa đâu rồi bé. Mày lấy con 17 cho người ta đi bé. Cho chị người ta, cho người ta con 17 đi em. Ở trong đó chị biết là chỗ nào mà lấy con đấy đi. 17 nhá. Và con này con 18 này. Con này con 18 này. 18, 18 nhá. 18. Eo từ 65 đến 90 nhá. Cái này lên cho em mã số 18. Mã số 18 cho em nhá. Con này lên cho em mã số 19. Đẹp quá, đẹp lắm. Dòng này toàn đắt tiền nhá các chị nhá. Em bán xả có 250 thôi. Em xả có 250 con thôi đấy. 18 đây cho chị Kim Nguyễn này. Thêm con 18 nữa cho chị Kim Jun Can. 18. Mày lấy 18 đi em. Cho chị Kim Jun Can này. 19 cho chị Kim Nguyễn.
19 cho chị Kim Nguyễn này. À, thêm con 19 nữa cho chị nào đấy? Nguyễn. Nguyễn Như Bình, đây đúng cổ nhá, đây đúng cổ cho người ta. Đây. Mới inbox số điện thoại địa chỉ mà đưa giấy này chị đọc cho các chị khách mới ơi, inbox ngay cho em số điện thoại địa chỉ vào tin nhắn nhá, nhà em có vẫy tay cho các chị rồi, chứ nếu không là một chút xíu nữa đây là em sẽ xả hết đơn các chị ra và em sẽ chặn Facebook luôn. Đây là Nguyễn có chưa? 19 cho chị Linh Đương. 19 tiếp tục cho chị Linh Đương, dạy đi cái nào có rồi dạy đi cho chị cái rồi chị đọc những cái nào không có thôi. Rồi chị nào chưa có rồi ta đọc em cho. Chị nào chưa có địa chỉ này, inbox ngay cho em vào tin nhắn, nhà em đã vẫy tay rồi nha. Chị Thanh Châu, chị Hạnh, Jenny E, chị Trần Trang, chị Hồng Tám, chị Lan Nguyễn, chị Hương Hoàng, chị Thái Thị Phương, chị Hằng Nga Nguyễn Thị, chị Hà Đỗ, chị Trần Thị Thu, chị Hương Đoàn, Hương Doãn gì đây? Chị Quách Quách, chị Kim Dung Can, chị Tuyết Thu. Các chị ơi, inbox ngay vào địa chỉ cho em với nhá, số điện thoại nữa, không thôi là ngày mai em không có giao được hàng cho các chị và tí xíu đây em sẽ xả đơn ra luôn. Mà nếu như em xả đơn ra là em chặn Facebook hết luôn, là các chị không vào được nhà em lần thứ hai để mua hàng đẹp hàng rẻ nữa đâu. Đẹp lắm, rẻ lắm nhá. Đây, con này đẹp nhá. Các chị nhìn này, nó đẹp như vậy này. Nó là những con thiên nga các chị nhá, nó rất là đẹp nhá. Eo từ 65 đến 90, lên em mã số 20. Mã số 20 này. 19 với 18 còn. Còn 19 cho ai? Chị Kim Nguyễn thêm em kiểm tra, kiểm tra 19 là số nhiêu? Chị Kim Nguyễn thêm một con. Đây đúng số cho chị. Một con chuẩn eo đỏ. Một con chuẩn eo đỏ cho em, đắt tiền nha. Con này các chị biết giá trị 400 mấy luôn đây, em xả có 250 nhá. 20 cho chị Phan Thị Như Phương. Chị Phan Thị Như Phương này, 20 này. Đây. Trời đất mẹ tôi nó đẹp. Eo con này là eo từ 65 đến 90. Chuẩn eo đỏ cho em 250, lên cho em mã số 21. Mã số 21 cho em này. À, đẹp quá, con 21 này đẹp quá, các chị mua lẻ em nói thật đấy. 5-600 một con. Tụi 21 cho chị Tường Vi Nguyễn. Tụi em bán xả có 250 thôi đấy, không các chị nhìn này, lụa mà nó đẹp như vậy là các chị. Lụa đỉnh cô đỉnh nhá. Nhận hàng không hài lòng em trả đủ tiền các chị 250. Em không trừ phí luôn. Đấy, chơi không? 21 đây. 21 còn đây. 21 cho chị Hoa Phương Nguyễn Thị. Chị Hoa Phương Nguyễn Thị nữa này. Rồi 21 trai nữa này. 21 chị. Ê, từ 21 cổ tròn hết rồi con. Bây giờ qua số 22 đi con. 22. Bây giờ 21 cổ tròn có 2 người có thôi. Và bây giờ sẽ là mã số 22 là cổ sơ mi và tay dài nhá. Con này các chị mua 7-800 ngàn chứ làm gì có cái giá này đúng không? Đấy trời ơi, nó lụa nó đẹp như vậy này. Giá xỉ 4-500 một con. 4-500 bây giờ bán, em bán xả có 250 đồng bạc này. Đấy. Nhanh chóng nhá, lên cho em mã số 22. 22 cho chị Thanh Trung. Chị Thanh Trung một con. 22 chị Nha. Nha ca một con. Các chị ơi, em bán rẻ như vậy á, để các chị chia sẻ bài hộ em nhá. Tại vì tụi em đằng nào cũng chạy quảng cáo. Thôi thì vài chục triệu đấy mình trừ vào tiền đầm cho các chị ha. Các chị chia sẻ bài thủ hộ em cho nó thực tế nhá. Và bây giờ là một cái con lụa Chanel. Các chị nhìn này, một con Chanel rất đẹp như thế này. Lụa của nó mịn như da em bé như vậy nè. Các chị rờ nó mịn như da em bé vậy nè. Em nói đã lắm nhá. Cái này lên cho em mã số 23 cho em. 250 ngàn. 250 ngàn lên em mã số 23 nhá. 23. Mã số 23, chị Lan Loan Nguyễn. Inbox vào tin nhắn cho em. Nhà em đã có inbox trong cái tin nhắn chờ rồi. Vẫy tay rồi. Chị chỉ cần vào đấy nhắn tin địa chỉ và số điện thoại cho em là được nhá. Các chị yêu nào khách mới nhắn tin em với. Rồi mã số 23 cho em. 23 250 này cho chị. 23 chị Trang Ngô. Chị Trang Ngô một con này. Và bây giờ là mã số 24 này. Đẹp không? Lụa nha, cái này dòng lụa đỉnh nha. 23 cho chị Phượng Hồng này. Đây 23 chị Phượng Hồng một con này. Cái này lụa nha. Lụa rất là đẹp á, lụa đạt đắt tiền á. Eo từ 6, eo từ 70 đến 90. Chị nào eo 70 đến 90 này. Đây chị em mã số 24 này. 24 cho chị Quý Bùi. Rồi chị Quý Bùi, ok chị Kim Nguyễn, ok chị, cảm ơn chị yêu. Chị Quý Bùi một con này. 24 nó có phiên bản giới hạn, nó có nhiều đấy. Trời ơi đẹp lắm nhá. Đẹp cực kỳ á. 24 nhá. Và con này là con LV. LV. Các chị nhìn này. Lụa đỉnh của đỉnh. Họa tiết của nó là những cái LV á, giống như cái túi LV của chị á. Đấy nó đẹp rồi này. 250 ngàn lên em mã số 25.
mã số 25 giùm em nhé, lụa đỉnh của đỉnh ha. Mã số 25. Mã số 26. 26 cái này có cổ tròn nhé. Mã số 26 giùm em. Đẹp không? Mã số 25 cho 25 chị Kim Nguyễn này. Cái này mã 26 nhé. Và con này là mã số 27. Mã số 27. 26 cho chị 26 cho chị nào đây? Chị Quách Quách 26 này. 26 chị Quách Quách. 250 miễn ship luôn nhá. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 27 này. 27 cho chị 27 chị Kim Nguyễn này, chị Kim Nguyễn này. 27 cho chị Võ Thu Thảo này hết này. Và bây giờ sẽ là mã số 28 này. 28 cho em nhé. Trời ơi, nó đỉnh của đỉnh luôn á. Rờ như da em bé luôn ấy. Chị nào eo 70 đến 90 này. Chị nào eo 70 đến 90 nhá. Đẹp không? Mã số 28. Mã số 28 giùm em. 28 chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn này. 28, 28. Cổ tròn là mã số 29 nha. Còn không á? Còn chứ. 28 cho chị Nguyễn Bá Anh Dung. Chị Nguyễn Bá Anh Dung này. Còn một con nữa. Chị Kim Anh là em hết này. Và bây giờ sang số 29 là cổ tròn này. 29 là cổ tròn giùm em nhé. Eo từ 70 đến 90. Trời ơi nó đẹp như vậy rồi làm sao. 250 đồng bạc. Em miễn ship tận giường cho các chị luôn, thử xem sao. Chị nào nhận hàng khách mới không hài lòng em trả đủ 250 không trừ phí luôn. 29 cho chị Trang Ngô. Chị Trang Ngô một con này. 29 cho chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn hết này. Chị Kim Nguyễn con là hết này. Đây là một con lụa mà nó như da em bé như vậy. Gucci, Gucci nha. Các chị nhìn này. Gucci cho em. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 30 hả? 30. Mã số 30. Mã số 30 giùm em nhé. Mã số 30. Gucci Gucci đây, đẹp quá. Cổ của nó cổ tròn nhá. Cổ tròn mã số 30. Một con dây xích. Một con dây xích cổ tròn. Chất lụa đẹp lắm nhá. Chất lụa rất đẹp. Mã số 31. À, chị ơi, à, bây giờ nhà tụi em đang đóng cửa hết rồi. À, giờ chị lên cũng được, chị lên bên shop bên kia đi rồi, rồi tụi nó lấy cho nhá. Rồi 30. 30 cho chị Thanh Thanh Nga Nguyễn. Chị Thanh Thanh Nga này. Rồi chị nào đó này. Chị Tuyết Thu. Chị Tuyết Thu này, còn một con nữa thôi. 31. À, 31. 31 đây. Nguyễn. 31 con này nha. Đó. Tụi em có chị, nếu mà chị được là tụi em đọc số, cái chị đọc tên rồi nhá, tại nó qua nhiều số rồi mình không nhớ được á. Nó qua nhiều số đọc tên các chị nghe giùm em. Rồi, yêu ơi con này đẹp quá. Các chị nhìn này nó đỉnh không? Em nói là cái ly của nó là cái gì này. Em nói là mê. Nó khép như là kiểu là cô gái vẫn còn xuân vậy đấy. 32. 31 còn. 31 là con con này. À, con ok còn. 31 chị Hải Cái Hôi. Chị Hải Cái Hôi 31 này. À, con 30 cũng còn một con thôi nhá. Chị Tuyết Thu có chưa? Rồi. Rồi con này con 32 nhá. 250 ngàn. Mã số 32. Ở đây có một con mã số 33 cổ tròn. Mã số 33 nhá. Đẹp chưa? Trời ơi, nó đẹp lắm nha. 3233. Mã số 34. 34. Mã số 34 này. Đó. 32. 32 chị Lan Nguyễn. 31. 31, 32. Đây. 32 con cổ sơ mi này. Còn một con. 32 chị Tư Nguyễn. 32 chị Tư Nguyễn này. 33 có một con nha. Và đây là 34. 34, 34 đây nhá. 34, 34, 34. Eo từ 65 đến 90, mã số 34. Có một con viên tay lồng đèn. Có một con viên tay lồng đèn các chị nhá. Nó đắt tiền lắm á, nhưng mà tụi em bán rẻ quá. Có một con một cho nên bán rẻ 250 luôn nhá. Chứ cái này dòng này tụi em bán xì thôi là 29 một con rồi. Là xả 29 á, chứ bữa nay là không phải xả 250. 25 cho chị Kim Nguyễn. À, 25 là con này đúng không? 25 là con lồng đèn đây. Rồi bắt đầu này. Eo vì. Một con eo vì lụa. Các chị nhìn này, hàng của nhà em các chị nhìn này. Chun eo nó chỉnh chu lắm nhá, nó không vớ vẩn nhá. Nó mềm như da bé vậy này. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 36 nhá. 35 còn. Chị Thủy Nguyễn, chị vừa nhận đầm đẹp lắm. Cảm ơn chị yêu. Cảm ơn chị yêu. 35 một con nào? Có con là mấy má. À, con này lên cho em mã số 36 chị Kim Nguyễn. 36 đúng không? Dạ.
36 đây. 36 giùm em nhé. 36 chị Tường Vi Nguyễn. Chị Tường Vi Nguyễn một con là hết. Hết này. Em còn một con cổ tròn nhé. Còn một con cổ tròn là mã số 37, 250 nhé. 250, mã số 37 cổ tròn nhé. Em Vi đây. Và bây giờ là mã số 38 có một con màu vàng. Ôi đẹp lắm. Lụa đỉnh của đỉnh ha. Các chị nhìn này. Em sẽ cái ly của nó đấy. Đưa cho các chị xem được cái ly của nó rõ. Đó, đẹp rồi này. Đó. 37 đây này. 37 chị Kim Nguyễn. 37 chị Kim Nguyễn, cái này 38 nhá. Mã số 38. Ở đây em có con ngựa dây xích chị Tường Vi Nguyễn. Chị Tường Vi Nguyễn. Ở đây em có cái con dây xích Hermes ha. Cái này nó là dòng dây xích ấy các chị. Cái dòng dây xích mà nó hay đi đôi với con ngựa Hermes ấy. Nhà xích nâu á. Xích nâu á, đẹp nhỉ. Eo của nó từ 65 đến 90 nhá. Con này lên em mã số 39 hả? 39 hay 38? 39. 38 là con nào nhỉ? Con vàng. 38 con vàng thì Nguyễn Xuân à. Con vàng đấy em thử lượn nó kiểu kia một tí thôi, còn ba con đấy không em? Con 38 đấy, em lượn qua bên kia cửa. Cái cây để cân vô nó gãy cây em. Ừ, lấy cho chị đâu con đi. Nhưng mà em coi đúng cổ không nhá? Nhiều cái cổ sơ mi sao? Ok. 38 rồi đây. À, 38 chốt đơn cho chị nào nữa đây? 38 chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn một con này. 38 chị Trang Ngô. Chị Trang Ngô một con này. Còn không? Còn chị Tường Vi Nguyễn nữa kìa, 38 nữa kìa. Chị Nguyễn Xuân nữa kìa. Tường Vi Nguyễn có rồi. Tường Vi Nguyễn có rồi đúng không? Chị Nguyễn Xuân nữa kìa. Chị Nguyễn Xuân đấy, một con 38 này em ơi. Chị ơi, Hải cái hôi 38 nữa. Cổ sơ mi. Hết rồi. Vâng. Hết cổ tròn à? Còn cổ sơ mi thôi. Thì mày bảo hết cổ tròn đi. Hết rồi nha, vậy là có được mấy chị có? Đọc lại coi. Cái con vàng đấy được 4 chị có thôi. Chị đầu tiên là chị Tường Vi Nguyễn. Chị Trang Ngô. Chị Trang Ngô. Chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn. Ba con thôi. Ủa vậy là ba con thôi à? Rồi con này con 39. Con này con 39 nha. Con của em 38 đúng không? Con này con 39 này, con này con ngựa nhá. Mã số 39. Con này con cổ tròn. Con này cổ tròn. Con 38 là con cổ tròn nha chị Tường Vi Nguyễn. 38 là con cổ tròn nha. Con cổ tròn đấy, mày đổi con đấy cho chị đi, cổ sơ mi đi. Ừ, còn một con nữa thì cho ai? Chị Nguyễn Xuân. Chị Nguyễn Xuân con cổ tròn nha. Chị Nguyễn Xuân, cái con 38 cổ tròn. Rồi con này con 39 cho em nhé. Dây xích Hermes. Một con dây xích cho em nhé. Mã số 39. Và bây giờ là mã số 40. Ôi đẹp quá. Mẹ tôi nó đẹp. Mã số 40 giùm em. Eo từ 65 đến 90 nhé. Lên cho em mã số 40. Mã số 40, 250 ngàn nhé. 250. 250 ngàn. B cho má một ít nữa đi qua. Mã số 40. Ừ, cây đó đó. B được đều cây ra. 40 cho chị Kim Nguyễn. Ờ, 40 đây. 40 cho chị Kim Anh. Chị Kim Anh đây, 250, 250. Lụa nhá các chị nhá, đập lụa cực đỉnh luôn đó. Để bên này. Rồi, đập để bán hết rồi lấy. Bây giờ là cái con này là cái con 41 nhá, quầy đẹp cực kỳ á. Đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn đấy, trời ơi. Con này con 41 thì mấy em nhé. Eo từ 65 đến 90. Eo từ 65 đến 90. Cái này lên cho em mã số 41 nhé. Mã số 41. Mã số 41 này. 250 ngàn nhé. Mã số 42. 41 cho chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn một con 41, 250 này. 42, 43, 44 này. Con này đang 4. 41 còn là con 41 cho chị Tường Vi Nguyễn. Chị Tường Vi Nguyễn con nó là hết này. Con này là con 42 này. 42 lụa đẹp lắm các chị nhé. Nhìn này. Mã số 42 giùm em 250 ngàn. Mã số 43 cho em 250 ngàn. Eo từ 65 đến 90 nhé. Mã số 43. Mã số 44. Mã số 44 giùm em. Eo từ 65 đến 90, mã số 44 cho em 250 ngàn. 43 chị Kim Nguyễn. 42, 43, 43 là con này. 41, 42, đây 43 đây chị Kim Nguyễn này. 42, 43, 41, 43 cái con đấy còn không ta? Em kiếm cái con 43 đấy đi em. Con này. Ừ cái con đấy đấy, cho mà chị Trang Ngô nữa kìa. Và đây là con mã số 45. Mã số 45 cho em, đỉnh của đỉnh nha. Con này đắt tiền cực kỳ luôn các chị ơi. Mã số 45. Eo của nó từ 65 đến 90, 250 ngàn. Lên em mã số 45. 43 hết.
Hết rồi hả? Vậy là 43 em hết rồi, có một con của chị Kim Nguyễn rồi nhá. Cái này lên em mã số 45. Trời ơi con này đẹp. Mã số 45. Mã số 46 dây xích cổ sơ mi nhá. 45 ta chị Trang đẹp không? Màu xanh dây xích cổ sơ mi này. 250.000 lên cho em mã số 46, 45 chị Trang Ngô này. Còn này. Còn một con hay con gì đó. À Vin màu bữa nay nó qua đợt nhá. 46 chị Thúy Phạm. 46, Vin màu nó qua đợt đó, tình yêu phụ tiên này. Nó qua đợt rồi hết rồi. Mã số 47 đây. Trời ơi con này đẹp. Cho chị cái xanh treo ở tường em. Cái xanh gì chị có mà. Cái xanh treo trong tường chị có mà. Cái xanh ở trong đây này. 45 có mà. Cái xanh này chị có mà. Nãy chị chốt rồi mà đúng không? Đây chị chốt rồi đó. 44 là con chị Kim Nguyễn chốt nhiều, chị bảo chị ok, tí xíu đi, xong rồi chốt đơn, mang chốt đơn báo chị. Ok. 44 là con nào? Tụi mày chốt bên đấy, tụi mày bảo chị chứ. À, bây giờ là 4 mấy nhỉ? 46 rồi chưa? 46 là con đấy đúng không? 47 à? Con này có 47. Ok cho chị, đây chị ơi, ok chị. Nó đẹp lắm, mấy con này tụi em, mấy con này 300 mấy, 400 một con. 46 là chị gái thì tụi em bán có 250 đây, tụi em xả đấy, xả có 250 nhỉ. 46 là con 45. Cái con chị đang cầm là con mấy? 46 là con này nè chị. 46 là cái con xanh rồi. Đây 46 đây. Là chị gái Nguyễn Thị. Chị gái Nguyễn Thị lấy 46 đây. Con em cầm là 47 đấy. 47 cho chị gái Nguyễn Thị. Cái con này các chị nhìn này, lụa nó mềm như da bé vậy này. Cái lụa nó mềm như da bé vậy này. Dòng này đắt tiền mà em đang xả có 250 đây. Rồi 47 nhá. Rồi bây giờ là 48. 48 là cổ tròn đấy. Này. 46 này. Đó. 46 là con này. Rất đẹp nha. Ừ, chị lấy hai con 46 47. Rồi 47 cho chị nào nữa đây? 47 cho chị Kim Anh nữa hả? Chị Kim Anh 47 nữa con ơi. Con này của ai mà ném đây? Có chị Hải Nguyễn Thị. Chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn. Kẹp của chị Kim Nguyễn không? Con nào mà kẹp giấy thì bên đó, còn con nào chốt đơn bên này, tập trung vào. Rồi con này của ai vậy chị? Cái con đấy của chị Nguyễn, chị Kim Nguyễn. Kim Nguyễn. Bấm vào cái Kim Nguyễn. Chị đặt mời về. Mày biết thì mày đặt cho tao đi, mày để tao đặt. Chị em cứ đặt mà chị cứ nói. 48. Con này 48 nhá. 48 chị Kim Anh. 48 chị Kim Anh này. Cổ tròn đó. Con này của ai nữa vậy chị? Thôi tôi có giấy đi, mày nhìn giấy giùm tao quay, tôi giết mày bây giờ. Không có giấy. Tao ứng rồi mà. Các chị khách mời inbox số điện thoại địa chỉ và tin nhắn giúp em với ạ. Cái đen này đậm nhật chị ơi, tầm cái đây đen đậm nhật 5 triệu một con chị ơi. Cái này 47. Đậm nhật, cái này đậm nhật 5 triệu một con, không, cái này không có phải đậm Hàn nhá. Cái này đậm nhật nó tới 5 triệu một con, là con này con ngựa. Con ngựa của Hàn thì em bán có 2,5 chứ con ngựa của Nhật nó tới 5 triệu một con. Đấy chúa nó đắt tiền lắm các chị. Có 46 47 chờ. Nó có rẻ ha. Nó còn nguyên đai luôn á. Mà chất gấm đẹp lắm. Sao rồi? 48 chưa? Không có. Chỉ có chị đã chốt thôi. Chỗ chị nào? Chị gái Nguyễn Thị 47. Còn ai chốt nữa đâu? Chị gái Nguyễn Thị 47. Rồi còn chị 47 Kim Anh. Chị Kim Anh 47. Nó không tỷ này. Chị Kim Anh 47. Rồi có 48 chốt chưa? 48 chốt chị Kim Anh chưa? Dạ rồi. Rồi một con 48 nữa cho chị Hải cái thôi. Cái con này nó chốt đơn nó mềm sao ta. Một con 48 nữa cho chị Hải cái thôi. Không có gì đây. Phía này nói. Mày ngồi ra đây. Ai nói đâu? Mày ngồi ra chỗ này. Có ai quỷ ra trong mỏi không các? Ủa em không có giấy, em phải hỏi nó chứ. Đừng có hỏi nó, để cho nó tập trung với chốt đơn. Rồi các tình yêu ơi, con này nha. Tụi mày mới đánh dòi con này quá. Hôm nay tụi mày lấy lương xong, tụi mày lấy lương xong, tụi mày tùm lum quá. Mai không cho lấy lương nữa nha. Khoai mắt đó chị. Đẹp quá. Con này lên cho em mã số 49. Mã số 49 cho em nhé. Mã số 49 cho em 250.000. Mã số 49 cút ra. Mã số 49. Trời ơi, bên kia nó nặng quá không bê. Chị Trần Châu, chị Hà. Đây chị má mấy mối này đâu ba? Chị Trần Trang, chị Hồng Thán, chị Đây má mấy này á? Đây là Hoàng, chị Thái Thị Phương, chị Hà Đỗ, chị Trần Thị Thu, chị Hương Doãn. Trời ơi, beo đỏ. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Cái này lên cho em mã số. Chị Nguyễn Xuân. Inbox địa chỉ, số điện thoại và tin nhắn shop si tuyển Trúc Phương Nguyễn dùm em nha. Bọn em vấy đặt vào trong đấy rồi đấy.
Eo từ 65 đến 90 là mã vừa cho em nhé. Cái này lên cho em mã số 50 nhé. Mã số 50. Mã số 50 250.000, mã số 50. Để sau này cũng được. Mã số 50, mã số 50. Hả? Cho mã cái chanel vàng. Chanel vàng luôn. Chanel cái bông 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 màu vàng nhiều á. Mã số 50 giùm em nhé. Con này đẹp quá cái gì ơi. Đó, cái này đầm lụa nhá. Chất lụa cực đỉnh ha. Chất lụa cực đỉnh, mã số 50 giùm em ha. Mã số 50. Mã số 51. 250.000 một con nhé. Cái này em xả có 250.000 thôi. Giá xỉ của nó cao lắm các chị ạ, 470 một con đấy. Tụi em còn ít tụi em cũng xả luôn để lấy hàng ha. Cái này lên cho em mã số 51 nhé, 250.000. Đó, đẹp chưa? Đó. Rồi tiếp tục cho em này. Eo từ 65 đến 90 nhé. Mã số 52. Mã số 52 giùm em ha. Ui đẹp đấy. 250.000 mã số 52. Mã số 53. 53 và 54 nhé. 51 cho chị Lưu Hương. 53 và 54. Đẹp quá. 51. 51 đây. 51 thấy có con thật. 51 52 đây. Chị Kim Nguyễn. 52 đây. 54 chị Kim Nguyễn. À, 54 là con cổ tròn. 54 đây. 54 là cái con Chanel cổ tròn nhé. 53 là con cổ sơ mi nhé. Đẹp lắm nhé các chị nhé. Mấy cái dòng này đắt tiền ha. Nhưng mà em xả hết. 53 chị Kim Nguyễn. 53. 53 là con cổ sơ mi. Đây cổ sơ mi. 53, 54. Ôi nó đẹp lắm các chị. 53 cho chị nào ở đây. 53 chị Thanh Thanh Nga Nguyễn. Chị Thanh Thanh Nga Nguyễn. 250.000 một cái. Em xả tuyệt ra luôn á. Cái này dòng này đắt tiền các chị nhìn này. Không có ai bán 250 miễn ship đâu. Tụi em xả cho nó hết hàng thôi nhá. Ừ, chia sẻ bài cho em nhá. Cái này em còn một combo nhá. Chị nào chưa có thì lên đi không quên hết nha. Tới mai nó hết là tiếc lắm. Cái dòng này dòng đắt tiền ha. Đó. Cái này mã số 53. Còn cái này mã số 54 nhá. À 54. 50 là con này. 50 đúng không ạ? 50 51 đúng không ạ? 50 con này nàng ơi. 50 đây, 50 đây. 50 đẹp tuyệt vời nhá. 50. Chị Quý Bùi đòi xả con 54. 55. Để lấy con cổ tròn. 55. Đứa nào xử được thì xử đi. Eo từ 65 đến 90 giùm em nhá. Lên cho em mã số 55. Ý là xả con 24 ra. Mã số 55. Để lấy con cổ. Để lấy con cổ tròn. Mã số 55 giùm em này. Mã số 55. Chị Quý Bùi còn chưa cho số điện thoại địa chỉ. Chị Quý Bùi chưa cho em số điện thoại địa chỉ. 24 lâu lắm rồi chị ơi. Đi xa rồi. Giờ nay năm mấy rồi? Giờ tới năm mấy rồi mà. À, mã số 55 cho chị nào đây? 55 cho chị. 55 chị Lưu Hương. Chị Lưu Hương một con này. 55 chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn một con này. 250 một con thôi. Chốt các chị chốt chắc nhé. Không đổ xài cho em nhé. Chị nào khách mới đổ xài em chặt cho bốc luôn đấy. Các chị cho em các chị cho em ở vào tin nhắn ấy. Các chị cho ở trên live làm gì? Ở trên live em có em đấy trên live làm gì? Em có gọi điện cho chị đâu. Em nó nói các chị inbox cho em vào tin nhắn rồi mà. Cứ cho trên đây làm gì? Cho trên đây rồi sao em nhắn tin cho các chị được. Nhà em không có gọi điện nha. 53 con. Hả? 53. 53 là con nào? 53 là con cổ sơ mi con này. Tại vì nhà em á là các chị nhắn tin vào tin nhắn á. Rồi tụi em cũng gửi cái biết like và tin nhắn cho các chị để các chị xem bao nhiêu hàng bao nhiêu tiền. Chứ nhà em không có gọi điện đâu, không cho địa chỉ, nhắn tin và tin nhắn là tí xíu tụi em xả hết tiền ra hết hàng ra đấy. Vàng bên kia cổ sơ mi. Năm mấy? 53 đúng rồi. Rồi. Ê con này còn một sót một con nha. Mày ngoan lên mày rồi tao lấy mày. Còn sót một con này nha. 55 còn má. 55 còn. 55 chị Kim Anh. Chị Kim Anh một con 55 này, 250 này. À, tại vì nhà em các chị thông cảm là nhà em bán theo giá xả chứ không phải là giá xỉ nữa. 400 mấy một con giá xỉ mà bây giờ xả có 250 thôi mà lại phải đi gọi điện réo các chị cho địa chỉ, nó hơi mệt luôn mà nó phiền lắm. Cho nên các chị nào cảm thấy ủng hộ em được thì inbox ngay số điện thoại địa chỉ vào tin nhắn Messenger của các chị để ngày mai ấy em đi đơn và miễn ship, còn gửi biên like vào đó cho các chị chứ em không gọi điện. Còn chị nào không cho địa chỉ một tí xíu đây em gạch hết tên đi luôn và em chặn Facebook hết luôn là các chị không vào nhà em chốt được đơn lần thứ hai đâu nha. Đó. Chị Thi Nguyễn hỏi con Long Công còn không em. Long Công đâu ra? Không biết.
Tự nhiên giờ hỏi lông công, em không biết lông công đâu ra đó tình yêu ơi. Đây. Chị Lưu Hương này, cho em mày chụp, chị có số điện thoại chưa? Có điện thoại rồi, mày chụp cái đó mày đưa vào. Chụp cái này, chị Lưu Hương này. Mà cho địa chỉ trên online này. Mày chụp. Chị vừa cho rồi. À, ok. Rồi con này còn một con thôi nhá. Con này mã số 56 nhá. Một con, mã số 56, có một con gì nhá thôi. Mã số 56, 250. Xích vàng. Dây xích vàng, xích vàng. Mã số 57, các chị gì này. Eo là 65 đến 90 nhá. Xích vàng, mã số 270, mã số bao nhiêu rồi? 57. 57. Xích vàng, mã số 57. Eo đẹp quá à. 57 chị Kim Nguyễn. Trời đẹp lắm, xích vàng đẹp lắm. Xích vàng. Mã số 58. Lụa rất đỉnh nha các chị nhá, lụa rất đỉnh. Trời ơi đẹp quá. Long công em hứa với chị lâu rồi. Lâu rồi, bây giờ đang like mà chị bảo em nhớ lại chuyện ngày xưa thì em tâm trí đâu mà em like đi chúa. Ít ra thì lúc nào đó đang like mà đang số ba mấy, nhớ cái số còn nhớ không nổi nữa. Mà bây giờ đến nhớ đến lông, đến đồ này kia sao mà nhớ hồi chị yêu. 58 chị Thúy Phạm. 58, tí xíu em xuống like đi rồi em nhớ cái lông đó là cái lông nào. Chứ bây giờ đang like mà hỏi em lông là thua. 59. 59. Eo từ 65 đến 90 nha. Mã số 59 giùm em. Mã số 59, 59. 59, 59. 59. Mã số 60. Mã số 60 giùm em nhé. Vì lụa cái gì nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. 59 nha chị Kim Anh này. Cái này mã số 60 nhá. Mã số 60. Chị Kim Anh có địa chỉ chưa hay chị Thú? Cụ họ bên kia em còn nhiều người không? Em còn nhiều người chưa cho địa chỉ không? Cũng nhiều ấy. Đây, mà đây tôi đọc lại một lần nữa này. Cũng nhiều, cũng khá khá. Em đọc lại một lần nữa. 5 phút sau các chị không cho địa chỉ, em xả đơn luôn và chặn Facebook luôn nhé. 5 phút sau thôi nhé. Chị Thanh Châu, cho em xin số điện thoại địa chỉ ngay vào inbox. Tại vì tụi em đã nhắn tin cho các chị rồi đó. Vẫy tay rồi. 5 phút sau không có địa chỉ, em xả đơn luôn và chặn Facebook các chị luôn. Chị Hạnh, chị Hạnh Giannie, cho em xin địa chỉ này. Chị Trần Trang, cho em xin địa chỉ. Chị Hồng Tám, Hồng Tám hả? Chị Hồng Tâm hả? Hồng Tám. Hồng Tám hả? Rồi chị Lan Nguyễn này, chị Hương Hoàng, chị Thái Thị Phương, chị Hà Đỗ, chị Trần Thị Thu, chị Hương Đoàn, Hương Doãn gì đây? Chị Quách Quách vẫn chưa cho à? Rồi chị Quý Bùi, chị Thanh Thanh Nga Nguyễn, chị Nguyễn Xuân. Các chị ơi giúp em inbox vào số điện thoại địa chỉ ở trong tin nhắn chờ của các chị đấy. Tin nhắn chờ. Tụi em vẫy tay rồi. 5 phút sau em để cái giấy ở đây. 5 phút sau em sẽ đọc tên cho các bé xả hết đơn. Xả hết luôn. Chị nào mà em xả ra là em chặn Facebook luôn. Tại vì các chị không có cho em địa chỉ thì em không giao được. Xả luôn nhá. Cho nó nhanh gọn lẹ. Mấy chị tặng cho trên like không nhỉ? Cho trên like rồi. Các chị nhắn tin vào tin nhắn giùm em để em có cái nơi riêng tư của em với các chị. Để em còn gửi biên like cho các chị. Thì ngỡ lỡ người ta cho trên like rồi thì mày chụp cái đó mày đưa vào tin nhắn cho người ta đi. Chụp vào đưa vào cho người ta. Đây nè, chị Lan Nguyễn. Các chị cho vào tin nhắn giùm em. Trời ơi em nói mà em thật em mỏi mà em muốn chết luôn rồi đây. Mà em bán cái đầm có 250 thôi mà em gào rát cổ mổ họng luôn. Mà các chị inbox thôi mà nó khó khăn như vậy luôn. Đó. Rồi đến lúc mà giao hàng tới nhà nữa thì làm sao đúng không? Nó khó khăn chỗ nào nữa? Chị Thanh Thanh nha, người kêu là từ từ nha, chị lấy nha, không bỏ ra nha. Dạ, 5 phút sau, chị nào không cho là không từ, không chiết gì hết, em xả hết. Để cho các chị biết là tụi em cũng cực khổ mà. Tụi em cũng muốn cho cái gì đó nó chắc chắn. Chứ đâu có cái gì đâu mà sợ. Cho cái địa chỉ nó khó quá vậy thì sao? Rồi, con Bèo nha. Eo từ 65 đến 90, Bèo bó Bèo cho em lên mã 1 nhá. Mã 1 cho chị nhá. Mã số 2 này. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 2. Đẹp quá, 250 này. Mã số 3. Đây. Nguyễn Xuân cho số điện thoại luôn nha, chị mới cho địa chỉ thôi. Chị số 2 cho chị nào đây? Số 2 chị Kim Nguyễn. Đây, số 2 cho chị Kim Nguyễn này, 250 này. Còn. Chị Nguyễn Xuân cho em xin thêm số điện thoại này chị ơi. Chị Bình Yên Trần này. Cái này số 3 giùm em nhá. Trời ơi con dây xích này đỉnh quá. Con đi số xích 3 chị Quý Bùi. Số 3 cho chị Quý Bùi này. Số 3 còn đây. Số 3 đẹp quá.
chứ ba đẹp quá, 250 một con. Các chị thấy em xả 400 mấy một con, em xả có 250, em biến ship tận giường rồi. Bây giờ làm sao nữa đây? Cho nhanh địa chỉ đúng không? Số 3 giùm em nhé. Số 3 chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn này. Và con số 4 này em còn một con này. Có một con thôi nhá. Số 4, số 4. Em từ 65 đến 90 lên em số 4 nhé. 250 ngàn. Số 4, số 4. Số 5. Tèng 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 tèng. Các chị chốt chắc không đổi không xả nhá. Không đổi không xả. Các chị đổi xả nữa thì em chặn cái bút luôn á. Em không bán nữa đâu. Mệt lắm. Con đầm có 250, 400 mấy giờ bán 250, móc ra móc vào, treo lên treo xuống, các chị thấy mệt không? Em mệt á. Em không móc ra nó đâu. Đó. Số 5 cho chị Kim Nguyễn. Mấy rồi? 3, 4, 5 đây. Số 5 có con, à 2 con. Cho con miếng nước đi, tao sắp chết rồi. Chưa cho địa chỉ nữa, chị đòi xả. Ừ, chưa cho địa chỉ nó đòi xả nữa. Rồi không biết làm sao nữa đây. Vừa cho Nhà chị kêu là chị đang ở bên đất, đang liên hệ số điện thoại gia đình để lấy. Ok. Chị đừng có liên lạc, tháng sau chị mới cho em ăn quyền lại. Rồi con này có số 5 nhé, còn một con số 5 thôi. Số 5 cho chị Kim Nguyễn thêm một con. Kim Nguyễn thêm một con. Mà số 6 cho em, trời ơi, 400 mấy một con. Các chị cứ nhận cái gần mà nhà em đi, 400 mấy một con giá xỉ. Bây giờ em bán, các chị có lọc đến mức độ mà mua với cái giá có 250 thì thôi. Thật đấy, em còn chưa mua được mà, em mua cả cái shop này em còn chưa mua được giá này mà. Sướng chốt thoải mái đi. 250 ngàn em miễn ship tận giường, nhận hàng không hài lòng em cho trả 100% tiền luôn. Trời đất ơi, em bán buôn đâu đó lắm nhá. Số 6 cho chị Kim Nguyễn. Số 6 giúp em này, đẹp quá. À, số 6 chị Kim Nguyễn một con này. Còn không? Số 6 còn một con nhá. Ôi, cái này nó đẹp. Số 6 chị Kim Nguyễn thêm một con. Đây, với thêm con. Đây, cái này có một cặp này, chị Kim Nguyễn này lấy về mà bán này. Ôi trời ơi này. Cái cặp này nó đẹp lắm, nhìn này. Nhìn này, nó chất cực kỳ này. Cái này em còn một cặp đây, chị hốt nguyên cặp này về mà bán này. Em đi mua không được giá này đâu. Chẳng qua là em xả rẻ thì các chị có cơ hội thì các chị cứ chốt đi. Em xả rẻ để em còn chạy quảng cáo đấy, để cho mọi người chia sẻ bài cho em đấy. Chị Kim Nguyễn kêu là số 7 lấy hết. Đây, em có cặp đây này, lấy hết đi mà về mà bán chứ rẻ quá trời mà. Đây, số 8 đây. Số 8 nhá, số 8 cổ sơ mi này. Số 9 cổ tròn này. Eo từ cái này eo từ 65 đến 90 là mặc vừa hết nhá. Đấy, số 8 này, số 9 này, 250 một con. Em nói là các chị nhà em bao sướng luôn, em cực khổ đi săn hàng chứ còn. Số 9, số 8 chị Kim Nguyễn. Đây. Tôi cực khổ đi ra săn hàng, các chị cứ mua nhà em mà mua sướng lắm, từng con từng con. Em là phải ôm số lượng nha. Tiếp đi con. Tiếp cho bác đi. Tiếp cho bác mới đi con. Quang. Quang ơi. Con này có bèo ngực đấy, đẹp nhỉ. Con này có bèo ngực rất là đẹp nhá. Eo từ 65 đến 90 nhá. Lên cho em mã số 10. Số 10, số 10, mã số 10. Quang ơi, Quang chắc là tiếp đi, tiếp cho hết mẫu đi. Tiếp cho hết mẫu đi. Mình lên cho hết mẫu đủ mẫu cho người ta. Ta còn ít mẫu nữa được lên cho hết. Mã số 11 cho em này. Chị Mai Mai Xuân, sao em không đo ngực eo lớn nhỏ bao nhiêu cho biết để chốt chứ? Cô thấy em đọc eo từ 65 đến 90 là cái gì vậy các chị? Em bán pin hơn 10 năm nay rồi mà ở cái Facebook này có ai bán bằng em không? Em bán pin mà lên like xuống like cả bao nhiêu ngàn con đầm mà em có cần phải em có cần phải cùng cầm cái thước em đo cho các chị cái ngực bao nhiêu không? Các chị biết là em đọc số eo từ 65 đến 90 vừa ngực em bao, vú em bao nha. Cái vú của các chị em bao. Đó. Nhà em bán pin cả 10 năm nay rồi. Ăn pin còn hơn ăn cơm rồi. Nhìn con đầm trên like thôi là biết eo bao nhiêu rồi, ngực bao nhiêu rồi. Số 10 cho chị. Trời đất ơi, giờ còn ban cái thước ra mà đo em quyếm đây. Số bao nhiêu em? Số 10. Số 10 là con. Ấy hồi nãy chốt đâu ấy? Số 8 9. Số 7 8 9 đây số 10 đây. Trời đất ơi, ăn đầm một hơn nhiều hơn ăn cơm rồi mà giờ còn thời buổi nào rồi còn ban cái thước ra đo nữa. Mang cái thức ra đo chắc là bán được cái đầm người ta đi mẻ đến đâu rồi. Rồi tiếp tục cho em nha, số 11. Đẹp nhờ. Này nhìn này. Đẹp không? Số 11 giờ má mới lên mà. Mày không hiểu chuyện à. Người ta lên từ tháng trước mà tháng sau tao mới lên. Mày hỏi mày ghép chung vào với nhau. À, con này số 12 cho em đi nhá. Số 12 đi ha.
Đẹp quá. Cái con này nó không hiểu chuyện gì hết. Eo từ 65 đến 90, số 12 cho em 250 nhá. 250, vậy là số 11 là cái con nào? Con nãy à? Con nãy có cái hả? 12 chị Kim Nguyễn. Con nãy có một cái hả? 12 đây, Nguyễn đây. 12. Cái con xích đen này đẹp quá. Hồi nãy xích vàng ha. Bây giờ nó là xích đen đây này. Chị Thị Nguyên, anh là dụ em bán trả góp. Em sắp sửa bán thân rồi đây này chị. Đầm 400 mấy phải xả 250 để nhanh nhanh để lấy vốn để nhập hàng độc bán Tết cho các chị đây. Không tôi là đến Tết là không có hàng độc bán bây giờ đây. Đấy, còn trả góp nữa không biết sao nữa đây. Đến Tết lấy gì bán đây? Đen cho chị Kim Nguyễn. Đen đây cho chị Kim Nguyễn đây. Đen có hai con đó chị, đây hết rồi đấy. Em có hai con rồi, hết rồi. Đen có hai con, đẹp nhỉ. Đây. Em nói thật các chị, các chị cứ thử học, được rồi, xỉ nó bao nhiêu? 400 mấy một con ha. Giờ em xả có 250. Ok lấy. À, để con bỏ đi con. Bấm cho cái. Ôi giời ơi. Đây. Cái này lên em mã số 13 nhá. Eo từ 65 đến 90 nhá. Lên cho em mã số 13 cho em 250.000. 250.000 lên em mã số 13 này. Mã số 13. Để. Nó để khách mới tự vào nhắn tin. Mã số 14. Cái gì? Không, khách mới tự vào nhắn tin luôn. Ừ. Vậy vậy. Mã số 14 cho em nhé. 13 cho ai đây? 13 cho chị Hữu Thị Xanh. Chị Hữu Thị Xanh này, 13 còn nha. Cho chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn 13 đây. Đẹp quá à. Kim Nguyễn hỏi 13 có mấy con? 13 em có còn là em còn 3 con nữa thôi là hết rồi. Đây này, 1 2 3 này. Đẹp lắm, mấy con này là lụa mà em còn chưa bán này, là cái gì thấy không? Một mẫu về được mấy con em còn chưa bán tới đây, em đem xả luôn đấy chứ. Cho nó hết đi để em nhập hàng mới để em bán Tết, không thôi là không kịp. Không kịp á, hàng Tết cho tụi em nhiều lắm, hàng Tết hàng độc. Rồi ok chị yêu ở đây. Hàng Tết nhà em nó nhiều lắm. Con này con cái màu của nó màu trầm trầm giống như kiểu Vinh Nhật ấy, nó trầm trầm nhưng mà nó là Vinh Hàm nhá. Nó lụa mà Gucci ấy. Con này con 14 à, con 14 cho em nhá. 14 em có 2 cái này. 14 có 2 cái nhá. 15 cũng có hai cái này. Đẹp không? Toàn là thổ cẩm đẹp thôi. Những cái mẫu này nó đẹp quá trời. Có 250 con đi dập ly miễn ship tận giường ấy. 14, con này 15 nha. 15 à, cho số điện thoại rồi nha. Chị ơi, cho em luôn inbox em số điện thoại, địa chỉ luôn đi. Tụi em không có gọi điện đâu. 15 cho chị Kim. Các chị nhắn tin vào tin nhắn giùm em đi. Ngày mai tụi em chỉ việc chốt đơn, cộng đơn bao nhiêu tiền. Chị A, chị B, chị C, đơn bao nhiêu tiền. Chụp cái hình vào trong cái tin nhắn của các chị. Chị ơi, hàng đi rồi, xong. Vậy đó. Rồi các chị biết là mình mua bao nhiêu tiền và mình chờ đơn thôi. À, 15 hai cái rồi con. 15 cái này. Đúng không? Con nó bao nhiêu? Dạ, con này 15. Ờ, 15 hai cái đây. 15 hai cái đây. 15. 15, 15. Con này con 16. 16 nó có combo nhé. 16 này. 16 nó có màu xanh xanh LV này. LV nhá. 16. Ê, thắm cắm dây điện vào đây cho chị đi bé. Thắm cắm chị miếng dây điện vào đây. Một cái iPad hết. Eo từ 65 đến 90, cái dòng dòng LV nhá. Cái này nó có 16, 17 nhá. Cái 16 là cổ sơ mi này. 17 là cổ tròn nhá. Đó, 250 đồng giá nhá. 16, 17 này. 18 này. Ôi dồi ôi, nó đẹp. 18 cho em này. 18, 18. 18, 250 này. 19 này. Ôi dồi ôi, đẹp. 19 này. Eo từ 65 đến 90 nhá. 19 cho em này. 18 chị Thi Nguyễn. À, 18. 15, 16. Con nó bay. Con này 15. 16, 17, đây 18 đây. 18 thì chị Thi Nguyễn này. 15, 16, 19 17, 18 chị Thanh Thanh Nga Nguyễn. Đây, chị Thanh Thanh Nga Nguyễn 19 này. 19, 19, 19. Và cái này nó có một con nhá. Mã số 20. Mã số 20 cho em này, đẹp không? Mã số 20, cái này có một con thôi nhá. 20. Bèo béo béo, mã số 21. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhé. 250.000, mã số 21 cho em nhé. Eo từ 65 đến 90 mang vừa. 20 cho chị Thúy Phạm. 20 cho em, cho em Thúy Phạm này. 20. 20 có một con này con nào.
20, bà thấy có một con à? À, Quang ơi, mày bê hết bên mẫu bên đấy cho quay lên cho má đi. Mà còn mẫu nào mà lên nó nốt cho nó đủ mẫu các Quang. 21 cho chị Thanh Thanh Nga Nguyễn. Mày bê nốt rồi. 21 là con bèo bèo này. Cháy nè con. Đây. 21 còn đây. 21 cho chị Kim Nguyễn. 21 cho chị Kim Nguyễn này. Này. 18 còn má. À 18, 15, 16, 17, 18 còn một con. Cho chị Phong Nguyễn Thanh Phong. Đây 18 con vàng đây. Con này có 18 nha. Con có 18 nha. Ôi trời ơi. 18. Cái con này là con 19 đây, con bèo bèo cổ tròn là 19 nhá. Lụa cực đỉnh các chị nhá, lụa rất là đẹp như vậy. Cái này là 19 nhá, mã 19 250 một con nhá, mã 19. Mã số 20. 20. Mã số 20, eo từ 65 đến 90 nhá. Mã số 20 cho em 250.000. Mã số 21. Thấy chưa con? Mã số 21 này. Mã số 21 cho em 250.000. 20 chị Kim Nguyễn. 20 con sơ mi này. 20 là sơ mi này. 20, 21. 21 cho chị 21 Phong này. Nguyễn Thanh Phong. Này, 21 con cổ tròn chị Phong Nguyễn Thanh Phong này. 21. 22. Trời ơi, cái con này nó có ký hiệu chữ B này. Là một trong những dòng mỹ phẩm nổi tiếng á. Từ nước ngoài đến Việt Nam đều có nhá. Chị? Hả? 21 con cổ tròn đúng không? Thấy con này nằm 21 con cổ tròn. Con này con lên cho em mã số 22. Mã số 22 cho em nhá. Mã số 22 cổ sơ mi. Và mã số 23 là cổ tròn nhá. Mã số 23 là cổ tròn. Eo từ 65 đến 90 nhá các chị nhá. Mặc vừa hết, size S, M, CL mặc vừa hết nha. 250.000. 250.000. Và bây giờ sẽ là ô con này làm đẹp thế. Úi dồi ôi. Mã số 24. Mã số 24. Cái chị Mai Nhi thì vô duyên hết sức nhờ, chỗ người ta đang làm việc mà sao lại cái gì hết sức, cái gì vô đây vậy? Công việc kiếm tiền thụ động cái gì? Khổ. Thụ động thụ thai gì đấy? Chỗ người ta đang bán hàng mà vô nhắn tin copy như đúng rồi. Công việc kiếm tiền thụ động tại nhà, thụ động thụ thai gì đấy rồi Zalo rồi đó kia rồi, khổ ghê. Vô duyên hết sức, chỗ ta buôn bán tự nhiên nhảy sổ ở nhà ta. Đây. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số. Thực mệt quá. Tôi mệt với mẹ này ghê. Mã số 25 nhá, con này 25 cho em đi ha. 25 26 27. Ôi đẹp quá. Con này 26 này. Mã số 27 này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. 25 26 27 đây. 25 chị Kim Nguyễn. 25 con vàng đây. 25 là con vàng. Khổ. 27 chị Thúy Thảo. 27. Các chị thấy vô duyên không? 27. Từ 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 từ, 27 con cái con đấy có cổ sơ mi có một con à. Cái con 26 thì có hai con chứ con 27 nó có một con thôi nhá. 27 là cổ sơ mi này. Con này con 26. Vô duyên nhỉ. Mẹ bút xứ vô nhà ta. Cục động cục thai không biết. Nửa cái mắt. Nửa cái mắt. Ừ vậy đó. Má cổ. Eo từ 70 đến 90 nhá. Con này eo 70, 90, 92 được hết đó. À, xem M, L, X, L để mang được con này. Đó, 250.000 lên em mã số 28. Mã số 28. 28. Ôi con xích tím. Xích tím, trời ơi chưa rồi đây xích tím mà bán luôn đây này. Chưa bán xích tím luôn á. Xích tím, tím than á. Xanh tím á. Em từ 65 đến 90 nha, xích tím cho em nha. Xích tím cho em lên cho em mã số 29. 29 cho em này. 29, 29. 29 chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn 29 250 này. À 29 có con sơ mi đấy, 30 đây. Con này nó có 3 sơ mi đây, có một con sơ mi đấy mã số 30 nhá. 29 cho chị nào nữa đây, chị Nguyễn Xuân này. Chị Nguyễn Xuân đấy. À em còn một con nữa là 30 chị Kim Nguyễn. Số 30 chị Kim Nguyễn này. 30 còn. À cái đấy có một con nào con ơi. Rồi cái con này. Ôi con này đẹp thế nhỉ. Con này đẹp thế nhá, cổ cầm đẹp thế. Lụa đẹp lắm á chị nhá. Mã số 31 nhá. Mã số 31 cho em 250. Vậy là có hai con sơ mi mà má. Đâu? Đây nè, mỗi một con.
Con này tròn. Tròn 30. Con tròn. Con này sơ mi. Sơ mi 30 là sơ mi. Mày đừng có rối. Người ta chốt như vậy rồi mày đừng có rối. Rồi con này con 31 cho em này. 31 chốt đơn đi con. 31 cho chị Kim Nguyễn. Chị Kim Nguyễn 31 này. 31. Chị Kim Nguyễn này có con LV này. À, con này đắt tiền lắm ấy. Mà em có một em cổ coi để chị luôn nhé. 29 cổ tròn nha em. Ừ thì 29 cổ tròn, nhưng mà đọc đúng số thì lấy đúng số. Em dơ lên đúng số, các chị chốt đúng số nhé. Còn các chị thì đừng có lấy số khác. Ví dụ em dơ lên cổ tròn mà em đọc số, các chị chốt đúng y chang vừa đúng. Con này của ai? Con này 29 cổ sơ mi, 30 cổ tròn. Giờ lấy con nào? 29 cổ tròn nha em này. Đây, 29 đây, lấy 29 đúng không? Cổ tròn đã. Đây, muốn lấy cổ tròn, tôi đưa cổ tròn cho, mày phiền quá. Rồi, bấm. Mà bấm cái này cho chị ok em này. Con LV đấy, một con hết rồi. Rồi cái này đỏ này, em còn một combo này. Cái đỏ này đẹp quá. Đây. Đỏ Gucci nhá, lụa đỉnh, đỉnh của đỉnh luôn á. Hồi nãy giờ mình có lụa vàng, lụa cam, bây giờ sẽ là lụa đỏ nhá. Đấy, cái này em còn một combo nhá. Tròn với lại cổ sơ mi này. Đẹp quá trời đấy. À, tay cầm mà. Lấy nguyên cặp đấy chị nhá, nguyên cặp luôn nhá, cho nó cùng một combo á, cho nó đẹp ha. Nhiều khi khách hàng thích hai mẫu cổ, lấy luôn cặp đấy chị nhá, cổ tròn với cổ sơ mi đấy. Đây, con này lên em mã 1 đi nhá, mã số 1. Không em. Mã số 1 này, beo đỏ này, con này beo, cái này beo nâu đó, beo nâu đỏ đỏ này, beo đỏ mã số 2, eo từ 65 đến 90 là mang vừa hết nhá, 250. Con này mã số 1, con beo này số 2. Con này mã số 3, em lên cho nó nhanh này. Thì mình còn qua mẫu mới ha. Số 3, 1, 2, 3, ôi đẹp quá. 1, 2, 3, 4, 5. Số 2, chị Kim Nguyễn. 1, 2, số 2 là cái con béo béo này. Số 3, chị Kim Nguyễn. Đây, số 2, số 3. Đây. Số 2, số 3. Số 4. Số 5, số 6. Đây. Số 4 là con vàng này nhá. Số 4 là con vàng này này. Đẹp quá. Số 5 này. Số 5 là con này nhá. Và con này là con số 6 nhá. Đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi nhá. Mấy con đắt tiền lắm ấy, em để dành những điều này em xả hết luôn. Cái nghiệp bán hàng nó vậy đấy, thấy đẹp mà cất đi à. Cất đi đã đời mà xả à. Vậy đó. Rồi. Số 6 chị Kim Nguyễn. Số 6. 4, 5, 6. 6 là con cổ sơ mi này. Cái con hả? Bốn, năm, sáu. Sáu con đó. Số 6 là con cổ sơ mi đúng không? Vâng. Tay 6 đây còn một con. 6 cho chị Kiều Phương. Chị Kiều Phương con 6 hết này. Còn em còn con 4 với con 5 nhé. Con 3 là con nào? Con 3 là con con kiểm tra mã con 3 đấy. Con ba là con ba con ba là cái con ba là con nhiều màu đúng không, đây đúng không? Vâng, nó đó. Ok, có ba đây, ba cho chị nào đây? Chị Mộng Lan Nguyễn này, có ba đây, chị Mộng Lan Nguyễn số 3. Thêm con số 6 hả? Số 6 chị, số 6 hết rồi. Em còn con số 4, số 5 thôi nhá. Em còn con số 5 đây này, số 5 là y chang con cái con số 6 đấy mà nó cổ tròn đấy. Đấy, hôm nay là nó gần hết luôn rồi đấy. Rồi con này nhá, con này đẹp quá trời ạ. Con này con số số 7 này, số 8 này. Số 7, số 8, con tiểu thư số 9 này. Con thổ cẩm số 10 này. Số 10, con búp bô rì số 11 này. Trời ơi, đẹp quá. 11, 10, 9, 8, 7. Đây là con số 7 nhá. Con này eo 70, 90. Chị nào eo 70 đến 90 thì lên số 7 cho em nhé, 250. Cái này số 8 này, eo từ 65 đến 90, lên em mã số 8. Số 9. 7, 8. Số 9 là cái con tiểu thư này. Số 9 là con tiểu thư này nha. Số 9 cho chị Kim Nguyễn. Số 9 đây. Số 9 là con tiểu thư này. Số 9 cho chị Thanh Thanh Nga Nguyễn. Chị Thanh Thanh Nga Nguyễn này, số 9 này. Và con này là con số 10 này. Số 10 thổ cẩm nhá, đẹp cực kỳ á. Và con này con cái búp bô rì á, cái chị
giống như cho chị Tuyết Nguyễn, giống cái vải bút bút rì á, cái hiệu bút rì giống vậy đó. Số 9 đây em còn một con nữa hết này, số 9 này hết này. Số 11, số 10 đây, số 10 là con này nha. Số 10 là con này. Và con này là con số 11 nhá. 11 đây này. 11 là cái con búp bù rì đây. Chị Kim Nguyễn con 11 này. 11. Để xem con này đẹp. 12, 13, 14. Trời ơi các chị ơi. Nó nhức cái nách. 12 này. 12 giùm em nhé, đẹp quá trời. 12. 12 cho chị Kim Nguyễn, còn đẹp quá trời đi. 13 này. Kéo từ 65 đến 90 nhé, 250.000. Trời ơi nó đẹp. Nhìn này, mã số 13 nhé. Mã số 13. Con này giống viên nhật không? Nhưng mà nó là viên hàm nhé. Cái này mã 14. 13 chị Kim Nguyễn. Mã 14 giùm em, 13 đây. Mã 14 này. 14. Hết chưa? 15. 16. 17, 18. Cố lên. 19. 19. 20. Đó, còn như đây là hết rồi đó. 13 còn không chị lấy. 13 là con nào không? Ok còn chứ. Đây chị ơi, 13 em còn mấy con em mới về mà em đã bán đâu. Em lấy chị thêm hai con nữa nhá. Đây này, 13 là con đắt tiền lắm ấy chị ạ. Mà em bán qua em gửi đây. Em xả cho nó ngon hết hàng để em nhập hàng mới đó. 13 em lấy chị hai con nữa nhá. 20. Đây. 20 ủa 20 tới đâu rồi? Mới tới 13, 14, 15. Sao ta, người ta nhìn thấy luôn hả? 10 hồi nãy là 10 mấy à? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đây, 15. 15 này. 16 này. Đẹp không? 16 này. 17 này. 18 này. 19 này. 20. Đó. Đủ mẫu nha, hết mẫu. 20 cho chị Thi Nguyễn. 20 chị Thi Nguyễn này. 20 còn không? 20 có chứ. Còn 20 cho chị Thanh Thanh Nga Nguyễn. Chị Thanh Thanh Nga Nguyễn này. Cái con hồng này còn một con đẹp cực kỳ. 15 với 17 cho chị Kim Nguyễn. À 15 17. 15 17 đây. Đúng rồi, 15 quá đẹp mà. 19 cho chị Thanh Thủy. 19 đây, 19 là con này. 19 là con này nha. 20 còn á. 19 là con này. 20 còn hai con nữa. Cho chị Kim Nguyễn một con. Đây, 20 chị Kim Nguyễn một con, 20 em còn một con nữa là hết nhé, đẹp quá. Mấy con này em chưa bán tới các chị ơi, em chưa bán tới nhiều hàng quá chưa bán tới. Chưa bán tới luôn á. Dạ 20 chị có rồi nha chị Thi Nguyễn ơi. Cái con đỏ này đẹp quá. Con đỏ này đẹp giết người á. Con hoa nền đỏ này. Hoa nền đen hoa đỏ này. Đó. Mấy giờ được các em? Chắc là mình nghỉ được rồi ha. Gần 4 giờ. Mà đuối quá rồi. 20 lấy dùng hai cái kia. Con đỏ cho chị Nguyễn. Đây, con đỏ đây. Con đỏ. Rồi, bây giờ cuối live không có gì để tặng hết. Có mấy con đồng này, có 4 con này thôi ở trong cái lô kia nhá. Em là em hết rồi, em xả 200.000. Chị nào còn ở đây đến cuối live thì em sẽ bán với giá 200.000 để các chị thêm được một miếng một tí xíu lộc nữa nha. Ủa nãy nó để một con đâu rồi ta? Con này nó tới cái giá xỉ của nó cao không quý vị? Mấy con thú này 500 mấy một con giá xỉ đấy. Nhưng mà các chị còn ở cuối live thì em còn vài con em xả luôn cho các chị nhá. 1 này, 2 này, 3, 4, 5 con nhá. Ê còn một con nữa đâu ta? Còn một con nữa. Còn một con nữa mới đâu đây nè. Còn một con đỏ nữa mà. Có đứa nào lại na con đỏ chị yêu không? Rồi các chị yêu ơi, 200 ngàn nhá. Con này dòng này đắt tiền ha. 500 mấy một con, em từ 65 đến 90. Cuối live em xả cho các chị 5 con này cho nó hết nhá. 200 ngàn lên mã 1. Mã 1 cho em 200 ngàn này. Mã 2 200 ngàn này. Mã 2 200 ngàn. Và con này là mã 3 nhá. 200 ngàn. Đó, xong rồi mình nghỉ ha. Rồi hẹn gặp lại vào tối nay trong chương trình viên nhật nhá.
chị kêu Nguyễn kêu là chị lấy hết thú. À, chị lấy hết hả? Ok ok. Rồi đây, gộp vào cho chị đi. Nhưng mà lên số người ta chốt hết rồi làm sao đây? Chị nói trước chưa? Chị nói trước khi lên số không? Dạ. Ok ok. Rồi chị lên trước thì các chị thông cảm nhá. Các chị thông cảm, chị đấy là lên nhiêu cái vậy chị? 6 cái ấy, mà một con đỏ nó đâu đây này? Đây này, để chị tìm nhá. Có một con đỏ này, đây này, con thú chân đỏ này. 6 cái ấy, để chị tìm nó đây này. Chị mới cầm vào đây này. Mà bây giờ mới tìm chị ai? Chồng cái đít lên tìm chị. Đây. Chồng cái đít. Đây, bỏ 6 con đấy riêng một bọc với em. Bỏ 6 con này riêng một cái bọc ghi là cái đó chị trả 200 ngàn cuối like. À quên, đây. Hả? Đổi giá rồi. Ừ, cái này này các chị nhá, cái con này này. À, 390 một con nhá. Mà tụi em xả cuối, đang xả là có 209 thôi. Nhưng mà bữa nay còn 3 con, 250, nhanh tay. Lên cho em 250 nhá. Lên cho em mã số 250 luôn nhá. Cái con này là ưu ái đặc biệt luôn á. Giá này là ưu ái đặc biệt luôn á. Vàng chị lấy hết. Hồi vàng chị lấy hết là xong luôn rồi. Rồi ok, xong, 250 ngàn. Rồi vậy nhá các chị yêu nhận. Còn nhiều hàng đẹp lắm mà tụi em không có thời gian để like. Tại vì sức của em cũng có hạn đấy. Em lên like xuống like là cứ từng 5-6 tiếng là đột cả hàng tiếng không nói được. Hẹn tối nay gặp Vin Nhật nữa thì chắc không biết là sao nói tiếng nói rồi ha. Các chị yêu ơi, cảm ơn các chị đã ủng hộ nhà em nhiệt tình nhá. Chúc các chị và gia đình nhiều sức khỏe. Chiều nay ăn cơm ngon miệng, sạc pin đầy. Tối vào ủng hộ em trong chương trình Vin Nhật nhá. Bye bye các thằng yêu nha.